chương 691, tạo hóa chi bảo. Trầm mặc hơi khoảnh, tiêu phàm mới điều chỉnh tốt tâm tình của mình, tiếp tục hỏi cái kia thượng phẩm pháp bảo về sau, vậy là cái gì chính là hình thức bảo vật đâu này? Thượng phẩm pháp bảo về sau, chính là cực phẩm pháp bảo. Loại này pháp bảo, là có thể ngộ nhưng không thể cầu vật. Tương đối bình thường pháp bảo mà nói, có thể nói vạn chung không một. Vô luận là uy lực có lẽ hay là công hiệu, đều xa xa không phải thượng phẩm pháp bảo có thể so sánh đích. Cái này cực phẩm pháp bảo kẻ có được thì càng không phải bình thường tu sĩ rồi." Thanh Dương Tổ sư nhẹ gật đầu, nói ra cái này tự nhiên. Cực phẩm pháp bảo cơ hồ 100% nắm giữ ở Nguyên Anh kỳ đã ngoài đẳng cấp cao tu sĩ trong tay. Người muốn ZSI đao, tại tu chân giới, ngoại trừ những kia thần long thấy đầu không thấy đuôi ngộ linh tu sĩ, Nguyên Anh tu sĩ đã là đẳng cấp cao nhất tồn tại. Mà ngộ linh tu sĩ, bất kỳ một cái nào giới diện đều ít đến thương cảm. Theo thiên minh tổ sư lời nói, năm đó chúng ta vô cực môn tại tu chân giới thanh danh hiển hách, vì chính đạo tông môn đứng đầu, lãnh tụ. Mỗi một thời đại trưởng giáo tổ sư, cũng không phải tất cả đều là ngộ linh kỳ tu sĩ. Đa số thời điểm, trong tông môn chỉ có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tỏa chấn. Đương nhiên, dùng chúng ta vô cực môn cường đại, mỗi một thời đại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đều không chỉ một cái. Mặt khác nguyên anh kỳ tu sĩ vậy thì càng nhiều, mọi người liên khởi tay đến, kết hợp chấn phái đại trận, coi như là ngộ linh kỳ tu sĩ, cũng chiếm không được bỏ đi. Tiểu thuyết, tiểu thuyết chương và tiết đổi mới nhanh nhất, mấu chốt nhất chính là, chúng ta vô cực môn tu luyện công pháp, không thể thắng được bình thường môn phái tu luyện công pháp, trong môn đệ tử, bình thường tại đồng bậc tu sĩ chi trung đô là nổi tiếng đích. Tăng thêm người đông thế mạnh, đẳng cấp cao tu sĩ tầng tầng lớp lớp, có được vài kiện cực phẩm pháp bảo, mấy ngàn năm gian, đều là chính đạo tông môn hoàn toàn xứng đáng đứng đầu, lãnh tụ nói đến đây, thanh dương tổ sư trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên, tiêu phàm cũng lộ ra hướng tới vẻ có chút hưng phấn mà hỏi tổ sư. như vậy đỉnh càn khôn, xem như cực phẩm pháp bảo sao? đỉnh càn khôn, đó là cực phẩm pháp bảo bên trong cấp tột cùng pháp bảo liếu tương đương. tại đây thế giới không nói là độc nhất vô nhị bảo vật, cũng tuyệt đối là số một đích. nghiêm khắc mà nói, đỉnh càn khôn đã muốn không thể xem như cực phẩm pháp bảo rồi mà là thông huyền linh bảo phỏng chế phẩm, hơn nữa phỏng chế trình độ cực cao, nghe nói, không sai biệt lắm có chính phẩm một nửa uy năng. Thanh dương tổ sư loát tròm dâu, càng thêm ngạo nghễ. Audio điện tử võ tấn bền Thậm chí có người ta nói, đỉnh càn khôn, kỳ thật chính là thông huyền, linh bảo chỉ có điều tại chúng ta cái này thế giới, thiên địa linh khí chưa đầy. Khó có thể hoàn toàn thi triển thông huyền, linh bảo khủng bố uy năng. Tiêu Phàm lập tức đầu đầy sương mù, cấp cấp hỏi: "Tổ sư, Thông Huyền Linh Bảo lại là vật gì?" "Nghe đi lên, danh tự cũng không thế nào uy phong, nhưng bài danh cũng tại cấp tột cùng cực phẩm pháp bảo phía trên." "Thông Huyền Linh Bảo, nhưng thật ra là thượng giới chi bảo, không phải chúng ta cái này thế giới xứng đáng bảo vật. Chúng ta như vậy giới diện, chỉ có số rất ít bởi vì đặc biệt nguyên nhân lưu rơi xuống Thông Huyền Linh Bảo. Hơn nữa bởi vì thiên địa linh khí độ dày không đủ, vô pháp thể hiện ra tất cả uy năng đến. Thượng giới, tiêu phàm càng thêm kinh ngạc liễu tương đương. Thanh dương tổ sư cười một tiếng, thân thủ trên lên chỉ chỉ, nói ra, thượng giới chính là bầu trời. Nghe nói, chúng ta như vậy giới diện, tại trong vũ trụ, tồn tại nhiều nhất. Cũng là đê đẳng nhất đích, tại chúng ta cái thế giới này, chủ yếu là dùng nhân loại làm chủ. Cũng có những thứ khác tinh linh cùng ma tộc, nhưng tại cái khác giới diện, lại có rất nhiều này đây tinh linh tộc hoặc là ma tộc làm chủ đích nhân loại ở vào yếu thế một phương tu sĩ một khi tu luyện tới ngộ linh giai đoạn có thể lĩnh ngộ thiên địa linh khí diệu dụng đem thiên địa linh khí chuyển hóa làm bản thân thọ nguyên trên lý luận mà nói chỉ cần có cũng đủ thiên địa linh khí bổ sung cung ứng ngộ linh kỳ tu sĩ thọ nguyên đã muốn vô cùng vô tận liễu tương đương đương nhiên cái này gần kề chỉ là trên lý luận mà thôi chính thức ngộ linh kỳ tu sĩ gần kề chỉ là trường sinh chi đạo khởi điểm chi điên. Phải được lịch các loại lôi kiếp, thiên địa kiếp số, nhiều vô số kể, không nghĩ qua là, tự sẽ vẫn lạc mà vong. Đây cũng là thiên đạo cân đối chi lực tất nhiên sẽ làm ra phản ứng. Căn cứ vào đạo lý này, ngộ linh kỳ tu sĩ phải không có thể dài mỏi mòn chờ đợi tại loại này hạ đẳng giới diện đích, như vậy hạ đẳng giới diện, thiên địa linh khí mỏng manh đắc rất, rất khó trèo chống ngộ linh kỳ tu sĩ tu luyện cần thiết. Đến cảnh giới này tu sĩ, tập trung tinh thần thầm nghĩ phi thăng huyền linh giới, thành tựu chính thức trường sinh chi đạo. Đối với thế tục sự tình, cơ hồ hoàn toàn không biết hỏi tới. Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, trong đầu lại hiện ra càng nhiều là nghi vấn, tổ sư, chúng ta đây vô cực môn, thiên nhân tương, đối ứng là dạng gì cảnh giới tu luyện? Thanh Dương tổ sư cười đáp, thiên nhân tương, đệ nhất trọng, chính là ngưng kết kim đan khởi điểm chi điền. Tu luyện đến thiên nhân tương tại đây thế giới coi như là đẳng cấp cao tu sĩ liếu tương đương. Bất quá hay ngộ thiên địa đại đạo, tương tận thế gian vạn vật, càng về sau yêu cầu tu sĩ cảnh giới thì càng cao. Thiên nhân tương, để tứ trọng bắt đầu, nhất định phải ngưng kết nguyên anh thành công, có càng nhiều là pháp lực ủng hộ, mới có thể năng lực tu luyện. Về phần, trường sinh tương, tối thiểu nhất muốn tới ngộ linh kỳ mới có thể tiến hành lĩnh ngộ. Tiêu phàm chậm rãi gật đầu. Thanh dương tổ sư cái này một giải thích, ngược lại cùng chính hắn lúc trước phỏng đoán không bàn mà hợp ý nhau. Cái kia thông huyền, linh bảo, là do ngộ linh kỳ tu sĩ luyện chế ra đến pháp bảo sao. Thanh dương tổ sư lắc đầu liên tục, nói ra, vậy làm sao ke nâng. Thông huyền, linh bảo cũng là thiên địa dị bảo rồi, rất nhiều đều là trong thiên địa trung linh chi địa tự hành tạo đích. Đại năng người lại lược gia tăng luyện chế, tự thành thông huyền, linh bảo. Nghiêm khắc mà nói, chỉ có đến ngộ linh kỳ tu sĩ, mới miễn cưỡng có thể đem ra sử dụng thông huyền, linh bảo, về phần luyện chế, đó là muốn cũng không muốn muốn. Về phần thông huyền, linh bảo, rốt cuộc muốn loại nào cùng bậc tu sĩ mới có thể, năng lực, luyện chế, thiên minh tổ sư năm đó cũng không rét ít y đao, tự nhiên ta cũng vậy tất nhiên không thể rõ ràng. Nhưng ngộ linh kỳ tu sĩ, tuyệt đối không khen ơn luyện chế thông huyền, linh bảo, đây cũng là khẳng định đích. Chúng ta như vậy hạ đẳng giới diện, thậm chí ngay thông huyền, linh bảo đều rất ít tồn tại. Ngay cả chúng ta vô cực môn chấn giáo chi bảo, cũng chỉ là một kiện linh bảo phỏng chế phẩm mà thôi. Theo thiên minh tổ sư nói, thông huyền linh bảo chia làm tiên thiên, linh bảo cùng ngày kia, linh bảo hai chủng. Tiên thiên, linh bảo là tự nhiên sinh ra đời bảo vật, đại năng người lược gia tăng luyện chế mà thành. Bình thường loại này linh công dụng có thể so sánh so sánh chỉ một, nhưng uy năng cực kỳ cực lớn. Ngày kia, linh bảo là đại năng người căn cứ tự thân cần dùng cấp tột cùng tài liệu luyện chế mà thành thậm chí thân mình chính là dùng tiên thiên, linh bảo tàn thể tham gia nhập tài liệu khác tiến hành luyện chế. Ngày kia, linh bảo công năng tương đối nhiều, bất quá mỗi một hạng uy năng đa số khó có thể cùng tiên thiên, linh bảo đánh đồng. Được coi là là có tất cả yêu khuyết ha, cũng chưa nói tới loại nào, linh bảo rất tốt chút ít. Tiêu phàm vừa cười vừa nói, có thể ủng có một việc thông huyền, linh bảo cũng đã là gặp may mắn thiên tri may mắn, còn dùng so đo yêu khuyết sao. Thanh dương tổ sư ha ha cười một tiếng, Nói ra, nói đúng, làm người không thể quá tham lam. Tiêu phàm suy nghĩ một chút, nói ra, lại không biết viêm linh chi lưới kiếm, xem như loại nào cùng bậc bảo vật. Tối thiểu nhất nên vậy được cho phẩm pháp bảo A. À. Thanh dương tổ sư khẽ giật mình, lập tức nói ra, người cái này lại hỏi khó ta. Những vật này, ta cũng chỉ là nghe sư phụ thuật lại thiên minh tổ sư giảng thuật, không có tự mình trải qua, rất khó cho người đáp án. Bất quá ta muốn cái này nếu là ly hỏa chi tinh tự hành hình thành bảo vật, đại thiên tôn trịnh mà trọng chi địa phong ấn tại tàng bảo các trong, hẳn là rất khó lường một kiện dị bảo liếu tương đương. Hơn nữa người lại nói về, mỗi lần sử dụng cái này binh khí, đều hao hết người toàn bộ pháp lực. Như thế cùng rất nhiều kim đan kỳ tu sĩ sử dụng cực phẩm pháp bảo tình hình đồng dạng. Tiêu phàm nhịn không được hỏi, tổ sư, người không phải nói, cực phẩm pháp bảo đều ở nguyên anh kỳ tu sĩ trong tay sao. Thanh dương tổ sư loát dâu bạc trắng, nói ra, ngươi chỉ biết một mà không biết hai, một ít đại tông phái nếu như phái ra môn hạ kim đan đệ tử ra ngoài chấp hành đặc biệt nhiệm vụ trọng yếu, hay hoặc là kim đan kỳ đệ tử thân phận đặc biệt khẩn yếu, trong tông môn trưởng bối cũng sẽ tạm thời ban cho cực phẩm pháp bảo, để mà phòng thân ngăn địch. Đợi nhiệm vụ hoàn thành về sau, trở lại tông môn, nhất định phải lập tức trả đích. Dù sao như vậy cực phẩm pháp bảo, mỗi lần vừa động dùng đều muốn hao hết toàn thân pháp lực, đối với tu luyện tuyệt đối có hại vô ích ví dụ như người hiện ở loại tình huống này, tiêu phàm gật đầu đồng ý. hắn bởi vì nhiều lần vận dụng viêm linh chi lưới kiếm, thậm chí cương ép hát yêu ta ép trở nên gay gắt lôi bằng biến thân dưới mắt trên việc tu luyện tựu ra đại ti. bất quá như vậy phỏng đoán lời mà nói, viêm linh chi lưới kiếm có rất lớn kenem là cực phẩm pháp bảo cùng bậc khó trách phong ngây thơ bạch tuộc quái thú đợi yêu ma vừa thấy viêm linh chi lưới kiếm liền là lộ ra cực độ tham lam thần sắc tổ sư cái kia cái gì gọi là tạo hóa chi bảo. Tiêu phàm rốt cục lại nhớ tới cái này when khởi điểm chi điên. Tạo hóa chi bảo, danh như ý nghĩa, chính là đẳng cấp cao nhất bảo vật rồi, là tạo hóa hình thành tiên gia trí bảo. Nghe nói cũng chia là tiên thiên trí bảo cùng hậu thiên trí bảo. Cho dù tại huyền linh thượng giới, cũng rất khó vừa thấy. Chỉ có tại chính thức thiên tiên giới, mới có thể năng lực nhìn thấy. Theo ta phỏng đoán, Nam Cực Trường sinh đại đế chính thức vì thân dược viên, khẳng định chính là tạo hóa chi bảo. Cho dù tại đây thế giới lộ ra hóa nam cực tiên ông, chỉ là trường sinh đại đế thân ngoại hóa thân, nhưng mang theo cái này linh dược viên, cũng hẳn là tạo hóa chi bảo phòng chế phẩm. Tuy nhiên phòng ngừa đẳng cấp không biết rất cao, bất quá hắn công hiệu ke nương so sánh với bình thường thông huyền, linh bảo cũng kém không đi nơi nào. Thanh Dương Tổ Sư nói xong, lại nhìn thẳng trước mắt cái kia không chút nào thu hút bồn cây cảnh. Tiêu phàm, ta nếm thử một chút như thế nào? xem có thể hay không đi vào đi thần kỳ như vậy bảo vật ta thật đúng là chưa từng nghe nói qua nì thanh dương tổ sư trên mặt lộ ra kích động thần sắc hắn cũng không phải ngấp nghé tiêu phàm bảo vật chỉ là cảm thấy hiếu kỳ mà thôi đã mình không phải là người hữu duyên muốn muốn mạnh mẽ đánh những này bảo vật chủ ý không khác tự tìm không may tiêu phàm mỉm cười nói tổ sư cứ việc xin cứ tự nhiên bên trong quả thực có không ít khó gặp linh dược Tạ Thanh Dương là tiền bối tổ sư, cũng coi như vô cực môn đứng đầu, tiêu phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt hắn như vậy thỉnh cầu. Thanh Dương tổ sư lập tức đại hỉ, thần niệm ngưng tụ, tự thông qua bồn cây cảnh bên ngoài lượn lờ đám xương, đi đến hòn non bộ cuối cùng cái kia động khẩu nho nhỏ, ngay sau đó buồn bực, hư, một tiếng, linh thân thể trên mặt hiện lên một vòng màu xanh biếc sáng bóng, cả người đều sau này hướng lên, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Tiêu phàm vội vàng phất một cái ống tay áo, hạo nhiên chính khí tuôn ra, nâng thanh dương tổ sư thân thể, chú ý mà hỏi tham tổ sư, không sao a à. Thanh dương tổ sư ngồi thẳng thân hình, nhẹ nhẹ thở phào một cái, lắc đầu, tự diễu nói, ha ha, là ta ý nghĩ hảo huyền rồi, như vậy thiên địa chí bảo, như là đã nhận chủ, những người khác lại có thể nào đi vào đi. Lập tức nghiêm mặt nói ra, tiêu phàm, cái này bảo vật quá mức nghịch thiên, người nhưng ngàn vạn muốn hảo hảo thu về, không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không, không biết hội dẫn phát bao nhiêu phiền toái. Vâng, cần tuân tổ sư dạy bảo. Tiêu phàm vội vàng hạ thấp người tử, kính cần nói. chương 692, Tiến Giai. Nho nhỏ duy cầm bảo mật thất dưới đất trong, đỉnh càn khôn tại tiêu phàm trước ngực chậm rãi xoay tròn, lòe lòe sáng lên, cả tầng hầm ngầm, tràn ngập một cổ nồng đậm mùi thuốc, làm cho người vừa nghe phía dưới, liền là sảng khoái tinh thần, lòng mang đại sướng. Thủy ấn quảng cáo khảo thí, thủy ấn quảng cáo khảo thí. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, đỉnh càn khôn, hạ hừng ngực thiêu đốt ngọn lửa, dĩ nhiên là không có dễ chi hỏa. Thường cách một đoạn thời gian, tiêu phàm tay phải thực chung hai chìa chìa tiêm liền bắn ra ra một đoàn ngọn lửa, đem, đỉnh càn khôn, bao vây lại, màu ngà sữa lớp ngoài cùng của ngọn lửa lá râu lấy, đỉnh càn khôn, cuối cùng. Cái này đoàn màu ngà sữa ngọn lửa, đúng vậy kim đan tu sĩ đan hỏa đây là đăng nam cực y kinh ở phía trong ghi lại có một ít đặc biệt trọng yếu đan dược cùng bổn mạng pháp bảo bình thường đều muốn dùng đan hỏa đến luyện chế nguyên anh tu sĩ thì là dùng anh hỏa luyện chế nguyên lý là giống nhau hiệu quả tự nhiên phân biệt đừng tiêu phàm đang tại luyện chế đích là một loại gọi giảm vị ngọc thanh hoàn đan dược cái này đan phương nam cực y kinh bên trong ghi lại đắc có tiêu phàm tại ngàn vạn cái phương thuốc bên trong cố ý sàng chọn ra tới Nam Cực Y Kinh cùng Nam Cực Sách Thuốc, Phồn Hạo, xa xa vượt qua Tiêu Phàm dự kiến. Hắn độ dài rộng, coi như là Thiên Phú kiệt xuất đại học y khoa sinh, ít nhất cũng cần thập năm trở lên thời gian đến chậm rãi tiêu hóa, còn chỉ có thể ký cái đại khái, thật muốn dùng đến phương thuốc, còn phải lật sách thẩm tra. Tiêu Phàm tìm hơn 2 tháng thời gian. Cùng lúc, Tiêu Phàm thiên phú cực kỳ kiệt xuất, tiếp theo, Tiêu Phàm thân mình y học trụ cột đánh cho cực kỳ kiên cố, tại chân tục giới, đã muốn có thể nói đại sư tiêu chuẩn nhưng quan trọng nhất là học tập tri thức phương thức đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Ghi lại tại Ngọc Núi Thẻ Tre trong Nam Cực Y Kinh cùng Nam Cực Sách Thuốc là thông qua thần thức đến học tập đích, trực tiếp chữ khác vào đồ vật đến tiêu phàm trong óc, cùng truyền thống học tập phương thức một trời một vực, đảo cùng xã hội hiện đại máy tính đưa vào chương trình phương thức có chút cùng loại. Đương nhiên, dưới lưng cả bản Nam Cực Y Kinh cùng Nam Cực Sách Thuốc không cần phải hoa hơn 2 tháng thời gian dùng loại này thần thức chữ khác vào đồ vật phương thức đến học tập cái này hai quyển sách thuốc độ dài lại to và nhiều cũng rất nhanh liền khắc sâu tại tiêu phàm trong óc lại cũng khó có thể xóa đi sơ bộ lĩnh hội cái này hai quyển sách tinh hoa hao tốn tiêu phàm đại lượng thời gian trong đó có tương đương một bộ phận nội dung liên quan đến đến vạn năm trở lên linh dược sử dụng cùng ngộ linh kỳ đã ngoài tu sĩ trị liệu cái này bộ phận nội dung tiêu phàm trước mắt hoàn toàn lĩnh ngộ không được chỉ có thể tạm thời vứt qua một bên, đợi tu vi của mình cảnh giới tăng lên lên rồi nói sau. Trước mắt tiêu phàm có thể lĩnh ngộ đích, là nguyên anh kỳ phía dưới tu sĩ các loại chứng bệnh cùng đau sót trị liệu thủ đoạn. Cùng với ngàn năm cấp bậc linh dược phối phương hòa luyện chế. Về phần phàm nhân chữa bệnh thủ đoạn, nam cực y kinh ở phía trong cơ bản không có ghi lại. Chỉ là đơn giản mà trình bày một cái nguyên lý. Bộ phận tu chân giả có thể sử dụng dược vật, phàm nhân cũng có thể sử dụng, Bất quá đối với dược thảo niên hạn cùng dược hiệu, yêu cầu không có cao như vậy, dược phương có thể đơn giản hơn nhiều. Nam Cực Y Kinh nguyên vốn là nhằm vào tu chân giả, sáng tác ra tới Y Kinh, sách thuốc cũng giống như vậy. Đối với Tiêu Phàm mà nói, việc cấp bách là tranh thủ thời gian tìm được một cái giải quyết bản thân phiền toái phương pháp. Cái này hơn 2 tháng thời gian, Tiêu Phàm tận lực áp chế trong cơ thể dị trùng pháp lực, che chở chính mình linh đài thanh minh nhưng cũng không dám lại luyện hóa huyết đan cùng lôi bằng nội đan. Bất quá giống như hiệu quả càng ngày càng kém, không cần phải hắn luyện chế, lôi bằng nội đan cùng huyết đan bao hàm tinh thuần năng lượng, liền cuồn cuộn không dứt mà thích phóng đi ra, trùng kích của hắn kim đan cùng toàn thân các nơi kinh mạch, thầm nghĩ đảo khách thành chủ, chiếm cứ hắn thân thể. Giảm vị Ngọc Thanh Hoàn, chính là tiêu phàm cuối cùng nhất xác định đan phương. Ngọc Thanh Hoàn, là chuyên môn thanh trừ tu sĩ trong cơ thể dị chủng pháp lực cùng chân nguyên đan dược, do hơn 10 vị ngàn nam linh dược luyện chế mà thành, giống nhau dị chủng pháp lực cùng chân nguyên, đều có thể thanh trừ rơi. Nhưng loại này chính phẩm, ngọc thanh hoàn, dược lực hùng hậu, là cung cấp nguyên anh kỳ tu sĩ dùng đích. Đối với kim đan kỳ tu sĩ mà nói, ngọc thanh hoàn, dược lực không khỏi vô cùng phách đạo. Cho nên, nam cực y kinh, bên trong còn nhớ trở lấy một cái, giảm vị ngọc thanh hoàn, cách điều chế. Đối chiếu chính phẩm, Ngọc Thanh Hoàn, trừ trong đó chuyên môn trong Nguyên Anh kỳ tu sĩ sử dụng lược hai vị thuốc, lại trừ một ít dược vật phân lược, đem linh dược niên hạn có ngàn năm cải thành mấy trăm năm, tự thích hợp kim đan kỳ tu sĩ phục dụng. Nhưng là đang tại luyện chế cái này khỏa, giảm vị Ngọc Thanh Hoàn, lại cũng không lạc nam cực y kinh thượng ghi lại nguyên đan phương, tiêu phàm lại tiến hành rồi nhất định sửa chữa. Đối với một vị trung y đại sư mà nói, sửa chữa sách cổ thượng ghi lại phương thuốc, thập phần bình thường. Châm đối với bệnh nhân tình huống bất đồng, mỗi vị y sư đều có chính mình độc đáo giải thích. Nam cực y kinh ghi lại, giảm vị ngọc thanh hoàn, nguyên phương, là triệt để thanh trừ tu sĩ trong cơ thể dị chủng chân nguyên cùng pháp lực, tiêu phàm không thể chiếu đơn uống thuốc. Đối với hắn mà nói, tiếp tục luyện hóa huyết đan cùng lôi bằng nội đan rộng lượng tánh mạng tinh hoa, rất quan trọng yếu. Nhất là lôi bằng nội đan, nếu thật là đem ngân dược lôi bằng tánh mạng tinh hoa cho triệt để thanh trừ đi, không chỉ nói tiến dai, thiên nhân cảnh, đệ nhị trọng chỉ sợ tiêu phàm còn sẽ lập tức toái đan điệt xuất kim đan kỳ cảnh giới dù sao hắn lúc trước tu luyện thiên nhân tương mới mấy tháng thời gian liền không hề trở ngại mà ngưng kết kim đan rất lớn trình độ thượng là mượn nhờ ngân dược lôi bằng nội đan chi lực loại này trong truyền thuyết trời sinh thánh linh thậm chí không là bọn hắn cái này hạ đẳng giới diện chỗ nên vậy tồn tại yêu linh tung tính toán tại huyền linh thượng giới ngân dược lôi bằng cũng là nổi tiếng hung cầm là có thể một tay diệt tộc đại năng người cái này quả thiếu tổn hại nhất thời nữa khắc nội đan nếu như không phải lúc trước vô cực thiên tôn tận lực luyện chế qua tiêu phàm một nuốt vào sẽ bảo thể mà vong làm cho là như thế ngân dược lôi bằng nội đan cung cấp tánh mạng tinh hoa như cũng là tiêu phàm tu vi đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân chủ yếu hắn hiện tại muốn làm đích chỉ là muốn biện pháp tiêu trừ diệt sát bạch tổ quái thú lúc cưỡng ép yêu ta ép trở nên gay gắt lôi bằng biến thân di chứng đem luyện hóa nội đan tốc độ nhét vào bình thường quỹ đạo đồng thời tiêu trừ huyết đan bổ sung oán khí cùng huyết linh khí đem rộng lượng tánh mạng tinh khí hóa cho mình dùng cho nên tiêu phàm tự hành sửa đổi cách điều chế đem một ít linh dược phân lượng giảm bớt đắc càng nhiều ngoài ra hắn còn mặt khác gia nhập lượng hai vị văn võ điều hòa dược vật đi vào đây cũng là bách tại bất đắc dĩ bởi vì giảm vị ngọc thanh hoàn cần có linh dược linh dược viên trung tuy đều có nhưng bây giờ là tìm không xuất thiên chơi bẩn năm trở xuống linh dược đến tất cả linh dược niên hạn, ít nhất đều ở đã ngoài ngàn năm. Tiêu phàm không thể không gia nhập lược hai vị hắn dược vật của hắn, cắt giảm những này linh dược dược hiệu. Việc này nếu để cho mặt khác thầy thuốc biết được, chỉ sợ muốn mắng to tiêu phàm xa xỉ lãng phí. Người ta muốn trăm năm dã sơn sâm cứu mạng, người móc ra một gốc cây ngàn năm đến, sau đó ngạnh xanh xanh đem luộc ra bát xúc rửa qua, không ngừng sông đoái. Đem dược hiệu xuống đến trăm năm khoảng chừng gì đó, có ngươi như vậy xa hoa sao trong lúc này tiêu phàm nhưng không có thời gian đi siêu tầm mấy trăm năm linh dược lãng phí tự lãng phí một lần a xem chừng hắn về sau lãng phí thời gian còn khá nhiều loại dùng tiêu phàm tại y học cùng thuật luyện đan thượng tạo nghệ tăng thêm có nam cực y kinh chỉ điểm cùng đỉnh càn khôn như vậy luyện đan thánh khí luyện chế như vậy tương đối đơn giản đan dược trên cơ bản không có thất bại khả năng đều là một lần luyện chế thành đan Ba thiên thời gian trôi qua, mật thất dưới đất bên trong mùi thuốc vị bỗng nhiên trở nên mỏng bắt đầu đứng dậy, luyện đan đã muốn đại công cáo thành. Tiêu phàm đan hỏa vừa thu lại, tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc. Một khỏa nhạt màu trắng đan dược, theo đỉnh càn khôn, ở phía trong quay tròn mà bay ra, tiêu phàm rũi ra hai ngón tay nắm rồi, lược hơi đánh giá, liền nuốt dưới đi, lập tức khoanh chân bắt đầu luyện hóa dược lực. Lúc này luyện chế ra đến, giảm vị ngọc thanh hoàn, dược hiệu cùng tiêu phàm phỏng trừng đồng dạng. Dược lực tương đối ôn hòa, theo dược lực trong người phát tán mở đi ra, vốn là tàn sát bừa bãi không thôi dị trùng chân nguyên, bắt đầu trung thực bắt đầu đứng dậy. Ngoan ngoãn bị dẫn dắt đến, một chút thu vào trong kim đan. Những kia bạo ngược khí, tất bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Lại là ba ngày đi qua, trong mật thất tiêu phàm, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, toàn thân bảo quang lưu truyền, có vẻ thần thái sáng láng. Một cổ cường thịnh vô cùng sinh mệnh khí tức, tràn ngập tại mật thất trong. Tiêu Phàm bố trí xuống phòng hộ đại trận, sớm đã đã bị ký bản quyền tê ý bản quyền, toàn bộ tự động mở ra, đem trọn gian mật thất cùng chung quanh trong phạm vi nhất định không gian đều bao phủ hắn xuống. Tiêu Phàm vận khởi nội thị thuật, vùng đan điền kim đan giống như đậu nành lớn nhỏ, lóng lánh lấy ánh vàng rực rỡ sáng bóng, ở giữa còn thoáng sen lẫn một tia lục oánh oánh linh khí cùng một tia huyết quang. Bởi vì, Ngọc Thanh Hoàn, giảm vị nguyên nhân huyết đan cùng lôi bằng nội đan ẩn chứa thô bạo khí, cũng chưa xong toàn bộ loại trừ, chỉ là nhận lấy áp chế. Qua một thời gian ngắn, tiêu phàm còn phải tái phối đưa đan dược dùng, tới dọa chế ngày càng trở nên cường đại thô bạo khí cùng dị trùng chân nguyên. Muốn đem những này dị trùng chân nguyên hoàn toàn thu cho mình dùng, như vậy phong hiểm, luôn muốn bốc lên một bốc lên đích. Trong kim đan chân nguyên pháp lực, mãnh liệt bành trướng, đã đạt đến cực điểm. Tiêu phàm giờ phút này tu vi, đạt tới kim đan sơ kỳ đỉnh phong trạng thái, đột phá bình cảnh sắp tới. Cứ việc có phòng hộ đại trận che giấu, Miranda cùng Mikhail có lẽ hay là cảm ứng được này cổ kinh người khí tức, lập tức không hẹn mà cùng mà buông xuống đỉnh đầu sự vụ, vội vã đuổi tới mật thất dưới đất phụ cận đến, lại đồng thời bị đại trận cấm chế chi lực ngăn cách bên ngoài, không thể tới gần. Hai người liếc nhau, đều lộ ra giật mình thần sắc. Xem ra, tiêu phàm lại có cái gì đại động tác. Vô cực môn tiêu chân nhân tại đây dưới mặt đất động rộng rãi một đợi chính là nhiều cái nguyệt, tuyệt đối là có nguyên nhân đích. Không chỉ là vì thủ hộ Adelina, lại tính ra thiên thời gian trôi qua, cái kia cổ vô hình cấm chế chi lực mãnh liệt vừa thu lại, mật thất dưới đất đại môn lập tức mở ra, Tiêu Phàm chậm rãi đi ra. Miranda cùng Mikhail lập tức tại Tiêu Phàm trên người, cảm ứng được một cổ so trước kia càng cường đại hơn khí tức. Mikhail phản ứng đầu tiên tới, bề bộn tức khẽ khom người, khẽ cười nói, chúc mừng tiêu tiên sinh, tu vi nâng cao một bước. Miranda cũng là cười má lúng đồng tiền như hoa. Trải qua hơn nguyệt tiếp xúc cùng hiểu rõ, Miranda sớm đã đem tiêu phàm trở thành nhất đáng tín nhiệm minh hiếu, tiêu phàm thực lực tăng trưởng, đối với nàng cùng với cả Simeon gia tộc đều hữu ích vô hại. Lập tức tiêu phàm cùng hai người pha trà tự thoại, biết được tại hắn bế quan trong khoảng thời gian này, Simeon gia tộc đã muốn hoàn thành xác nhập, hơn nữa nhận được rồi trưởng lão hội tán thành hôm nay lặng yên tư bảo cùng duy cầm bảo đã muốn đều ở vào miranda lãnh đạo phía dưới tiêu phàm tự nhiên muốn hướng miranda gây nên dùng chúc mừng bảy ngày sau đó tiến giai thành công tiêu phàm rốt cuộc rời đi lặng yên tư bảo phản hồi trong nước trước khi đi tiêu phàm lại vấn an adelina tại huyết kén bên trong yên lặng ngủ say adelina giống nhau trước kia chỉ là già nua dung nhan lại trở nên tuổi trẻ ba phần Phòng trừng triệt để phục hồi như cũ hơn nữa kích phát tiềm lực còn cần một đoạn thời gian rất dài. Tiêu phàm nhẹ khẽ vuốt vuốt huyết kén thật lâu, mới quyết định, trong chớp mắt rời đi. Rời đi dưới mặt đất biển máu thời điểm, tiêu phàm giao cho Miranda một lọ đan dược, nói với nàng, đợi Adelina tỉnh lại về sau, giao cho Adelina dùng, đối với trợ giúp Adelina củng cố cảnh giới, sẽ rất có trợ giúp. Đương nhiên, nếu như trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Adelina sớm tỉnh dậy. Những đan dược này đồng dạng có thể phát ra nổi rất lớn tác dụng. Miranda tự nhiên rất cao hứng, không chút khách khí mà nhận. Đợi tại dưới mặt đất suy cầm bảo trong khoảng thời gian này, Tiêu Phàm đã làm xong một việc, chính là mượn nhờ nơi này không gian chi lực, lần nữa kích phát đỉnh Càn Khôn, sau đó dẫn phát chính mình nguyên thần xuất khiếu, lại một lần tiến vào đỉnh Càn Khôn trong. Tiêu Phàm cách nghĩ rất đơn giản, chính là muốn lần nữa tiến thủy tổ tàng bảo các nhìn xem cũng không trách tiêu phàm lòng tham chưa đầy, mỗi lần tiến tàng bảo các, đều có thể tìm được như vậy nghịch thiên cấp cái khác tốt bảo bối, dù ai trên người cũng chịu không nổi như vậy hấp dẫn a à hát. Hôm nay trung thổ thế giới loạn giống như đã sinh, các loại yêu ma quỷ quái đều dục dịch, trong đó khẳng định không thiếu giống như bạch tuộc quái thú lợi hại như vậy yêu ma. Trong tay bảo vật càng nhiều càng lợi hại, khắc địch chế thắng nắm chắc tựu nhiều một phần, bảo vệ tánh mạng cơ hội thì nhiều một phần. Tung xem như tiêu chân nhân, cũng áp chế không nổi chính mình sao sao nhưng mà sự thật chứng minh lòng tham chưa đầy là không được đích lần này tiêu phàm ngược lại thuận lợi tiến nhập tàng bảo các lại không có được bất luận cái gì trực giác chỉ dẫn trong thạch động im ắng đích từng ngọc thất đều đại môn đóng chặt tiêu phàm thử đi mở ra trên ngọc môn hỗn độn đồ kết quả một điểm động tĩnh đều không có mạnh mẽ đụng phải cái cứng rắn ngạch cái đinh rơi vào đường cùng chỉ phải ngượng ngùng mà lui đi ra xem ra đây hết thảy, tối tăm trung tử có việc bận, đại thiên tôn công tham tạo hóa, động sát muôn đời về sau, thật sự không phải hắn cái này hậu sanh tiểu bối có thể tùy ý đầu cơ trục lợi đích. chương 693, Cửu chuyển băng tâm quyết Bóng đêm sương mù, che chắn, quang minh hồ im ắng đích. Các sớm đã thu lưới về nhà, ngân sáng trên mặt hồ, ba quang lăn tăn, phong cảnh tú mỹ. Lão quân núi lại càng im ắng đích, đỉnh núi trong rừng rậm điểm một chút ngọn đèn, cách đắc xa, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự thấy không rõ lắm. Ngoại trừ quang minh hồ phụ cận cư dân, có rất ít người biết rõ, cái này trong hồ đảo phong trên đỉnh, cũng không có thiếu người miền núi tụ cư. Thất diệu cung quy củ rất nghiêm, vừa vào ban đêm, đỉnh núi các đệ tử cũng rất ít lẫn nhau ghép nhà, mà là đều tự trở về phòng tu luyện, muốn không phải là trong sân luyện tập kiếm thuật thân pháp phó công các loại, mỗi cái đệ tử đô rất chăm chỉ cố gắng. Rất xa phía chân trời, một đạo bóng đen phá không mà đến, độn thuật cực nhanh. Chỉ có điều đúng vậy ban đêm, nơi này cũng không phải chiến lược yếu địa, không có radar giám sát, mặt đất đám người bên trên, dùng mắt thường càng là rất khó phát giác được cái này đạo độn quang. Thất diệu cung trong hàng đệ tử nhất trăm chỉ cố gắng đích, không thể nghi ngờ chính là Tân Lâm. Với tư cách thất diệu cung đương đại thánh nữ, Tân Lâm đãi ngộ xa xa so bình thường môn nhân tốt hơn nhiều lắm, một người có được một tòa độc lập tiểu viện tử. Không có được thánh nữ cho phép, mặt khác môn nhân là sẽ không dễ dàng tới quấy rầy nàng. Mấy tháng này đến, Tân Lâm cơ hồ chưa bao giờ xảy ra môn, tất cả cuộc sống vật phẩm đều do trong môn tạp dịch đệ tử đưa đến tiểu cửa sân. Trên thực tế, những cuộc sống này đồ dùng cũng đắt rất ít, ngay tại 3 tháng trước, Tân Lâm đã bắt đầu tiến vào tích cốc trạng thái, cơ hồ cực nhỏ dùng cơm. Chuyện này lập tức liền tại Thất Diệu cung dẫn phát rồi sóng to gió lớn. Tích cốc là một cái cổ xưa tu chân danh từ, đối với thất diệu cung như vậy một cái vài trăm năm giang hồ lưu phái mà nói, lại cũng không lạ lẫm. Bởi vì trong nội cung cao tầng đều rất rõ ràng, trước đây thật lâu, thất diệu cung nhưng thật ra là một cái thuật pháp lưu phái. Chỉ là tại truyền thừa trong quá trình, do dự các loại nguyên nhân, dần dần diễn biến thành một cái giang hồ lưu phái. Trong môn phái lưu truyền tới nay cái kia chút ít tinh diệu truyền thừa, đã muốn rất nhiều năm không người có thể tu tập, nhất là bảy trong tuyệt kỹ trường sinh quyết lại càng giống như thiên thư giống nhau không chỉ nói luyện tập liền nhìn đều không người thấy hiểu huống chi thất diệu cung trường sinh quyết không trọn vẹn không được đầy đủ cùng vô cực môn phi thăng ba pha đồng dạng cơ hồ chỉ còn lại có một điểm cám cám nhâm người nào cũng biết càng là cao thâm công pháp càng là không thể ra sai pháp quyết không trọn vẹn thành như vậy ai dám mạo hiểm đi nếm thử mọi người liền ào ào suy đoán cái gọi là trường sinh quyết, nhưng thật ra là tu chân công pháp, phải là người hữu duyên, mới có thể năng lực tu luyện. Dân ra, những này cao thâm pháp môn, liền bị đem gác xó, lại cũng không có người hỏi thăm. Dù sao dựa vào thất diệu cung thất tuyệt kỹ hiện hữu truyền thừa, cũng đã đủ để xưng hùng giang hồ, tung hoành thiên hạ rồi, cần gì phải mạo hiểm lớn như vậy phong hiểm đi nếm thử những kia cái gọi là tu chân công pháp. Chẳng lẽ trên thế giới này, thật là có người có thể thành tiên không được. Cho nên, đương làm tân lâm thật sự tu luyện đến tích cốc cảnh giới, tự nhiên lập tức tụ đưa tới đoàn người, đều không ngoại lệ mà chỉ hướng một cái phái bên ngoài loại người, vô cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân tiêu phàm. Tân lâm loại biến hóa này, chính là tại phục dụng tiêu phàm cho nàng luyện chế đan dược về sau mới phát sinh đích. Mà vô cực môn, mọi người đều biết, đó là chân chính thuật pháp truyền thừa. Nói cách khác, tân lâm bắt đầu bước trên con đường tu chân liễu tương đương. Tích cốc, là mỗi một vị tu chân giả phải qua đường. Bởi vì tu chân giả một khi bế quan tu luyện, thường thường chính là mấy năm thậm chí hơn 10 năm chân không bước ra khỏi nhà, nếu như còn muốn một ngày ba bữa ăn uống lời mà nói cái này quan làm mất đi gì nhắm lại. Bất quá đêm nay thượng, Tân Lâm nhưng lại không tại trong phòng ngồi xuống tu luyện, mà là trong sân luyện kiếm. Cực mỏng rất nhỏ nhuyễn kiếm, dưới ánh trăng lóng lánh lấy trong trẻo nhưng lạnh lùng hàn quang. Kiếm quang soàn xoạt đem tân lâm thon thả xinh đẹp thân hình hoàn toàn bao vây lại tại nàng bốn phía dần dần dâng lên một cổ màu trắng đám xương rất nhanh tại cỏ cây phía trên ngưng kết thành băng xương dường như có liên tục không ngừng hàn băng chi khí đang từ tân lâm mềm trên thân kiếm phát ra nhanh tân lâm bỗng nhiên một tiếng quát kiếm quang ngưng tụ một đạo sáng long lanh kiếm quang kích xạ ra suy mà một tiếng vang nhỏ cách đó không xa trên núi giả bỗng nhiên nhiều hơn một cái sáng chỗ trống cứng rắn đá thái hồ lại bị kiếm quang bắn cái đối với xuyên đeo. Nhìn kỹ lại, cái kia lỗ thủng không là hoàn toàn trong suốt đích, mà là đang chính giữa ngưng kết một mảnh óng ánh băng xương. Tân lâm thủy trung lãnh lãnh đạm đạm trên mặt đẹp, rốt cục lộ ra một tia thỏa mãn thần sắc. Thật là lợi hại huyền băng chân khí. Một cái tán thưởng thanh âm, bỗng nhiên tại sân nhỏ một góc vang lên, trong giọng nói mang theo vô cùng su y gờ sứ y g Tiêu phàm. Tân lâm mãnh liệt xoay người lại, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vốn là không có một bóng người trong sân, không biết lúc nào, đã muốn nhiều ra một người đến, màu trắng đường trang, vươn người ngọc lập, mặt mũi tràn đầy mỉm cười mà nhìn qua tân lâm, nhưng không phải là tiêu phàm sao. Làm sao ngươi buổi tối đến, cũng không sớm chào hỏi. Tân lâm thủ đoạn run lên, thu nhuyễn kiếm, dưới chân vừa động, thơm ngào ngạt thân thể mềm mại tựu nhẹ như không có gì mà phiêu nhiên nhi khứ, đến tiêu phàm bên người, thấp giọng hỏi, Tựa hồ mang theo vài phần oán trách ý, kỳ thật lòng tràn đầy vui mừng. Tiêu Phàm cười cầm nàng tinh xảo bàn tay nhỏ bé, lại duỗi thân tay vuốt ve Tân Lâm đen bóng mái tóc, thấp giọng nói ra, ban ngày đến lời mà nói, vừa muốn khiến cho một phen oanh động, ta liền cho muộn lên đây. Đúng vậy, vì cái gì không ai sớm hướng ta thông báo? Tân Lâm nhẹ nhàng rúc vào Tiêu Phàm trong ngực, bất quá ngữ khí vẫn có chút nghi hoặc. Thất Diệu cung nhân người cũng biết Tiêu Phàm cùng quan hệ của nàng mỗi lần tiêu phàm đến thất diệu cung, đều sẽ có người sớm hướng nàng thông báo. Dùng tiêu phàm tính cách, chỉ cần thất diệu cung các đệ tử không cố ý làm khó dễ, hắn cũng sẽ không xông vào. Dù sao Lâm Thanh Loan là tân lâm sư phụ, không nhìn thầy chùa thì xem mặt Phật, tiêu phàm như thế nào cũng phải vì vị này Thanh Loan cung chủ lưu vài phần mặt mũi. Tiêu phàm mỉm cười, chỉ chỉ bầu trời, nói ra, lần này a à hát, ta không làm kinh động những kia sư tỷ sư muội trực tiếp theo bên trên bay tới đích. Tân Lâm lập tức ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, nói ra, ngân rực lôi bằng nội đan, người toàn bộ luyện hóa rồi. Nắm giữ phong độn thuật, có quan hệ ngân rực lôi bằng hết thảy, tiêu phàm lần trước đến thất diệu cung luyện chế, hóa linh đan, thời điểm, cùng với Tân Lâm cẩn thận nói qua đích. Tiêu phàm cười trà sát thổi quát nàng thẳng mũi, nói ra toàn bộ luyện hóa. Nào có dễ dàng như vậy, sớm nhì, bất quá phong độn thuật, ta xác thực nắm giữ một ít da lông, hai ngày này ta liền cho hội truyền thụ cho ngươi thật sự dù là tân lâm tính tình trước sau như một tương đối nhạt giờ phút này cũng nhịn không được hưng phấn không hiểu nắm giữ phong độn thuật chẳng khác nào có thể bay rồi có thể tại trời xanh phía trên tùy ý bay lượn đẹp như vậy hay tiền cảnh ai nghe xong không thịnh hành phấn khó nhịn a hát nói sau tại người mình yêu mến trước mặt biểu hiện ra cảm giác hưng phấn đến há không phải là đương nhiên sao già nhi người vừa rồi luyện kiếm thi triển là công pháp gì nên vậy bám vào rất lợi hại huyền băng chi lực tiêu phàm lập tức hỏi tuy nhiên phong độn thuật bí quyết hắn có thể truyền thụ cho tân lâm nhưng tân lâm tối thiểu cũng muốn có nhất định pháp lực trụ cột mới có thể năng lực thi triển được đi ra nếu như tu vi quá thấp thậm chí còn là một người phàm tục đó là vô luận như thế nào đều phi không đứng dậy đích bất quá tại tân lâm kiếm quyết phía trên tiêu phàm đã muốn cảm nhận được không giống bình thường huyền băng pháp lực Tân Lâm đáp, đây là ta tại trường sinh quyết tàn thiên ở phía trong tìm được một bộ công pháp, gọi cửu chuyển băng tâm quyết, phía trước tam trọng công pháp, coi như tương đối nguyên vẹn. Ta liền cho thử tu luyện thoáng một tí, phát hiện rất hợp thích đích, liền một mực luyện ra rồi. Tiêu phàm kinh ngạc nói ra, trường sinh quyết, ở phía trong còn có như vậy công pháp. Tiêu phàm đã từng tìm được Lâm Thanh Loan cho phép, tại thất diệu cung tàng thư thất đọc qua qua ba ngày, bất quá thất diệu cung tàng thư thức sự quá phồn hạo, tuy còn so ra kém chỉ thủy quan tàng thư quy mô, lại cũng tuyệt không phải ngắn ngủn 3 ngày thời gian có thể chờ mình lần đích. Mà, trường sinh quyết, không chọn vẹn văn chương, tức thì bị liệt vào thất diệu cung đệ nhất đại cấm, tuyệt sẽ không cho phép ngoại nhân đọc qua. Thực tế không biết đồng ý hứa tiêu phàm nhìn. Đúng vậy a à, bất quá công pháp này danh như ý nghĩa, là có cửu trọng đích. Hiện tại chỉ có phía trước tam trọng nguyên vẹn, cũng không biết luyện tập xuống dưới, có thể hay không có cái gì hậu hoạn. Tân Lâm có chút buồn bực nói: "Nhưng đây là nàng tại Trường Sinh Quyết, ở phía trong tìm được duy nhất một bộ miễn cưỡng coi như nguyên vẹn, có thể tu luyện công pháp, ngoại trừ luyện tập cái này cửu chuyển băng tâm quyết bên ngoài, nàng cũng không có lựa chọn khác." Tiêu Phàm cười cười, an ủi: "Không sao, trước luyện lấy, thiếu thốn văn chương, chúng ta về sau chậm rãi đi tìm trở về." Thiên Nhân Tương cũng không tìm trở về chưa, ta trước cho ngươi điều tra thoáng một tí, nhìn xem thể chất của ngươi chuyển biến đắc như thế nào. Tân lâm tố âm thân thể, tại hoàn toàn luyện hóa, hóa linh đan, dược lực về sau, hội chuyển biến thành loại nào thể chất, tiêu phàm cũng rất chờ mong. Nam cực y kinh phía trên, đối với tu chân giả các loại linh thể, đúng vậy trình bày đắc cực kỳ tinh tường. Phổ người bình thường, nếu không phải có đủ linh thể, cái kia thì không cách nào bước vào tu chân chi đổ đích. Lập tức tân lâm ngoan ngoãn nâng lên tuyết trắng cổ tay, tiêu phàm rỗi ra ba ngón tay đáp tại cạnh trên, hạo nhiên chính khí bay vọt mà vào đồng thời thần niệm chi lực thỏ ra, đồng loạt tiến vào đến tân lâm trong cơ thể. Tân lâm lông mi thật dài không ngừng chấp lấy, ánh mắt hoàn toàn rơi vào tiêu phàm trên mặt, không bao giờ. Nữa rời về phía nơi khác mảy may. Khơi khoảnh, tiêu phàm trên mặt hiển lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Huyền âm thân thể, ha ha, cái này hóa linh đan công hiệu quả dù không tệ, vậy mà đem người tố âm thân thể chuyển biến thành huyền âm thân thể. Tuy nhiên còn mơ hồ mang theo một điểm thổ thuộc tính linh căn, nhưng cũng là phi thường hiếm thấy linh thể liễu tương đương. Già nhi, chúc mừng người a hát. Tiêu phàm tươi cười dạng dỡ nói. Đem tiêu phàm vui vẻ như vậy, tân lâm cũng tự nhiên cười nói, hỏi cái gì gọi là huyền âm thân thể a hát. Huyền âm thân thể là thủy thuộc tính biến dị linh thể, nếu như thập phần thuần túy, không mang theo một điểm mặt khác thuộc tính linh căn lời mà nói, chính là trong truyền thuyết thích hợp nhất tu luyện thủy thuộc tính công pháp quý thủy thân thể liễu tương đương. Tuy nhiên người còn dẫn theo một điểm thổ thuộc tính linh căn, nhưng cũng đã phi thường hiếm thấy. Loại này huyền âm thân thể, tu luyện bất luận cái gì thủy thuộc tính công pháp, đều là làm chơi ăn thật. Thực tế tu luyện huyền băng thuộc tính công pháp, lại càng tiến cảnh cực nhanh, tu luyện tới cao thâm cảnh giới, còn có thể tự hành diễn biến đưa ra hắn càng thêm lợi hại băng thuộc tính thần thông đến. Ta là thật không nghĩ tới, người tố âm thân thể hội chuyển biến thành huyền âm thân thể. Khó trách người tu luyện cái kia cửu chuyển băng tâm quyết, tiến cảnh nhanh như vậy. chương 694, chú nhan đan cùng tử vân đan. Lão quân núi thất diệu cung tổng đàn một gian luyện đan thất trong, địa hỏa hừng hực. Tứ tượng lô thượng, mang lấy cao gần tắc đỉnh càn khôn, màu ngân bạch địa hỏa, lá râu lấy bảo đỉnh gốc. Tiêu phàm khoanh chân ngồi ở một bên, mười ngón như luân, từng đạo pháp quyết đánh vào đến, đỉnh càn khôn trong, áo trắng bồng bình tân lâm, đứng ở địa hỏa chi bên cạnh, cầm trong tay một cái bình ngọc nhỏ trong xanh biếc chất lòng nhẹ nhàng đổ vào trong đỉnh. Lập tức một cổ nồng đậm mùi thuốc tràn ngập tại đan trong phòng. Cái này đã là Tiêu Phàm đến lão quân núi ngày kế tiếp. Theo Lặng Yên Tư bảo ngàn dặm xa xôi gấp trở về, cố ý tới trước lão quân núi, tựu là muốn nhìn xem Tân Lâm luyện hóa, Hóa Linh đan về sau thân thể biến hóa. Kết quả so Tiêu Phàm trong dự liệu còn tốt hơn nhiều lắm, lại không nghĩ tới, Tân Lâm chẳng những có thể dùng bắt đầu tu luyện tu chân công pháp hơn nữa biến thành cực kỳ hiếm thấy huyền âm thân thể tiểu thuyết tiểu thuyết trương và tiết đổi mới nhanh nhất đương nhiên nàng trước kia tố âm thân thể vốn là nổi tiếng thể chất có biến hóa như thế cũng còn chưa xong toàn bộ ra ngoài ý định tiêu phàm cũng không vội mà trở lại chỉ thủy quan rồi ngay tại lão quân núi tạm mượn một gian luyện đan thất khai lò luyện đan thất diệu cung chế đan thuật vốn là có một không hai giang hồ hôm nay tân lâm tu luyện cửu chuyển băng tâm quyết dĩ nhiên có chút thành tựu đem trước kia tu luyện nội tức đều chuyển hóa làm chân nguyên pháp lực, càng là một cái luyện đan tốt giúp đỡ. Chỉ cần thời gian cũng đủ, tài liệu cũng đủ, tiêu phàm tin tưởng, tân lâm nhất định có thể trở thành nhất đại luyện đan tông sư. Thanh Dương Tổ Sư nói qua, tại trước kia trung thổ tu chân giới, trình độ cao luyện đan sư, đúng vậy các đại môn phái bị được yêu ái trọng yếu đệ tử. Tán tu trong có luyện đan thiên phú tu sĩ, cũng là hàng bán chạy, rất dễ dàng vùi đầu vào một ít tu chân đại trong phái đi nhờ bao che tại dưới đại thụ. Tiêu phàm hôm nay có nghịch thiên nam cực tiên ông Linh Dược Viên. tự nhiên muốn tại thuật luyện đan thượng đại lực bồi dưỡng tân lâm. Có đôi khi, chính hắn chưa hẳn có quá nhiều thời gian đến luyện đan. Một ít không cần vận dụng đan hỏa đến luyện chế đan dược. Xin mời tân lâm đại lao tốt rồi. Mắt nhìn lấy, đỉnh càn khôn, tân lâm trong mắt cũng toát ra một cổ cực kỳ hưng phấn. Cực kỳ hướng tới thần sắc. Bởi vì, tiêu phàm lúc này đây luyện chế đan dược, gọi là chú nhan đan. Cái này, chú nhan đan, đan phương, lạc nam cực y kinh thượng ghi lại đích, do hơn 10 chủng trồng, đã ngoài ngàn năm quý hiếm linh dược tạo thành, quý báu vô cùng. Nghe nói một khi luyện chế thành công, vô luận là tu sĩ còn là phàm nhân nuốt xuống dưới về sau, tự có thể làm được nụ cười vĩnh viễn chú, trẻ mãi không già. Đương nhiên, phàm nhân bởi vì khó có thể hoàn toàn luyện hóa như vậy quý hiếm linh dược, hiệu quả tương đối mà nói, muốn kém một chút nhưng cũng đã rất khó lường. Mới nghe tiêu phàm nói lên chú nhan đan thời điểm, tân lâm quả thực không thể tin được. Trên thế giới vậy mà sẽ có thần kỳ như vậy đan dược. Loại đan dược này một khi luyện chế ra đến, tiêu phàm trong nháy mắt, sẽ trở thành toàn bộ thế giới thụ. Nhất nữ hài tử hoan nghênh, chú nhan vương tử, không biết có bao nhiêu nữ hài tử sẽ chủ động hướng hắn yêu thương nhung nhớ. Đối với nữ hài tử mà nói, còn có cái gì so thanh xuân vĩnh viễn chú càng có lực hấp dẫn đâu này tung xem như tân lâm loại này đối với hết thảy đều đem so với so sánh nhạt cô nương, hiển nhiên thành đan sắp tới. Cũng nhịn không được kích động vô cùng, đầy cõi lòng chờ mong. Tự nhiên, nếu như có chính thức hiểu rõ tu tiên giới hiện trạng nam tính tu sĩ biết được tiêu phàm rõ ràng hội đem như vậy chân quý hơn 10 chủng trồng, đã ngoài ngàn năm quý trọng linh dược dùng để luyện chế loại này ngoại trừ chú nhan tự một chỗ vô dụng đan dược, chỉ sợ cũng bị hắn tươi sống làm tức chết muốn không phải là không chút khách khí mà hưng sư vấn tội lại để cho hắn lập tức đem quý hiếm linh dược giao ra đây không cho phép dạng như vậy trà đạp coi như là những kia đặc biệt nghiệp dư nữ tu sĩ chỉ sợ cũng chưa chắc tam lòng cho đem chân quý như thế linh dược dùng để luyện chế chú nhan đan tiêu phàm không sợ quý hiếm linh dược hắn có rất nhiều quả thực chính là cái thổ hào sáu canh giờ đi qua luyện đan thất trong lò lửa đã tắt tân lâm tinh xảo trắng nõn trong tay ngọc hơn 10 quả đậu nành lớn nhỏ hỏa hồng đan dược. Đang tại quay tròn mà đảo quanh, ngoại trừ mùi thuốc nồng đậm một điểm, cũng là nhìn không ra có mặt khác chỗ đặc biệt. Tân Lâm nhìn không chuyển mắt mà chầm chầm vào cái này hơn 10 quả đan dược, xinh đẹp Việt trần trên mặt đẹp hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc. Cái này là chú nhan đan, thực sự như vậy hiệu quả. Tân Lâm thì thào nói. Tiêu phàm mỉm cười nói, già nhi, nam cực y kinh ta đã truyền thụ cho ngươi, có phải là chú nhan đan, Chính ngươi nên vậy có thể phán đoán được đi ra. Ngoại trừ chế đan thuật nổi tiếng, Tân Lâm tại y đạo thượng tạo nghệ cũng rất cao minh. Một vị cao minh luyện đan sư, đa số thời điểm cũng là một vị cao minh y sư cùng tạo nghệ cao thâm dược sư. Tiêu Phàm tự nhiên muốn đem Nam Cực Y Kinh cùng Nam Cực Sách thuốc truyền cho nàng. Cái này truyền thụ quá trình, xa xa so dĩ vãng bất luận cái gì hình thức đều muốn đơn giản mau lẹ. Tiêu Phàm sớm đã đem chính mình trong đầu Nam Cực Y Kinh cùng Nam Cực sách thuốc khắc sâu tại ngọc núi trúc thẻ tre bên trong, chuyển giao cho Tân Lâm là được rồi. Ban đầu ở Linh Dược Phiên ở phía trong cái kia hai mảnh thẻ tre, cũng tại Tiêu Phàm đọc qua hậu liền tự động tiêu trừ tất cả nội dung. Cho nên Tiêu Phàm lần này truyền thụ cho Tân Lâm Nam Cực Y Kinh, Nam Cực sách thuốc là tinh giản bản đích, những kia ngay chính hắn tạm thời đều không thể giải thích cao thâm nội dung, tự tạm thời tỉnh lược rồi, đợi về sau mọi người tu vi đều tinh tiến đến cũng đủ cảnh giới, truyền thụ còn lại cái kia bộ phận nội dung không muộn. Bất quá, mặc dù là tinh giản bản đích, một giả dạ chi gian, Tân Lâm cũng quả quyết không ke nâng lĩnh ngộ xong. Nói sau, tối hôm qua Thượng Tiêu chân Nhân cũng không có cho Tân Thiếu Chủ bao nhiêu thời gian đi lĩnh ngộ y kinh sách thuốc. Hai người có rất trọng yếu sự tình khác muốn bề bộn. Tân Lâm nghe vậy tự nhiên cười nói, nói ra ta không là không tin, ta chỉ là cảm thấy quá thần kỳ ta đây ăn một quả thử xem. Tiêu phàm cười nói, bạn cũng chỉ có thể ăn một quả, ăn nhiều không có bất kỳ tác dụng, ngược lại có hại. Ba ngày sau đó, thần thái sáng láng tân lâm lại cùng tiêu phàm cùng đi đến luyện đan thất, hai người nhìn về phía trên cùng lúc trước so sánh với cũng không có có thay đổi gì, chỉ là có vẻ tinh thần tỏa sáng. Cái này, chú nhàn đan, hiệu quả, trong thời gian ngắn là nhìn không ra đích, cũng nên tiếp qua một hai chục năm, mới có thể năng lực cho thấy thần kỳ công hiệu phản chính một hơi luyện chế ra hơn 10 khỏa, tiêu phàm thật cũng không có khách khí, cùng tân lâm ăn một khỏa. Nữ hài tử thanh xuân vĩnh viễn chú rồi, tiêu chân nhân nhưng không hy vọng chính mình đến lúc đó đầu bạc tóc trắng cùng tuyệt thế hồng nhan đợi cùng một chỗ, quá khiêu chiến người khác thị giác thần kinh liễu tương đương. Tứ tượng trong lò liệt diễm hừng hực. Lần này, tiêu phàm không có sử dụng đỉnh càn khôn, mà là sử dụng một đại khái qua loa phỏng chế phẩm. Bởi vì này một lần tiêu phàm muốn luyện chế đan dược tương đối nhiều, đỉnh càn khôn, dung lượng quá nhỏ, một lần thành đan số lượng quá ít, chậm trễ thời gian tự không khỏi nhiều lắm chút ít. Lần này có lẽ hay là tiêu phàm làm chủ, tân lâm nghiệp trợ. Tử vân đan, là chuyên môn vì kim đan kỳ phía dưới tu sĩ luyện chế đan dược, vô luận là trúc cơ kỳ tu sĩ có lẽ hay là luyện khí kỳ tu sĩ, dùng tử vân đan đều có tinh tiến tu vi hiệu quả. Nếu là có thể tăng tiến tu sĩ pháp lực cùng cảnh giới đan dược, coi như là đồng dạng tài liệu, đồng dạng luyện chế phương pháp, Luyện đan người thân mình tu vi sâu cản cũng rất quan trọng yếu. Tiêu phàm hôm nay đã là kim đan trung kỳ tu sĩ, do hắn dùng đan hỏa tự mình luyện chế ra đến, tử vân đan, hiệu quả tự nhiên càng tốt. Nguyên liệu sung túc, có tân lâm theo bên cạnh hiệp trợ, hết thảy cũng rất thuận lợi. 36 canh giờ đi qua, đan trong đỉnh màu xanh biếc dược chất càng thêm nồng đặc, đã muốn dần dần trở thành nửa cố hóa trạng thái. Tiêu phàm thủ đoạn một phen một khỏa lóng lánh lấy màu đỏ tươi sáng bóng ngón cái đại đan hoàn ra hiện tại trong tay của hắn, tiêu phàm tay phải ngón cái ngón trỏ nắm bắt cái này khỏa nho nhỏ màu đỏ đan hoàn, mặt mũi tràn đầy vẻ do dự, tựa hồ cũng có chút cầm bất định chủ ý. Đây là cái gì? Tân Lâm giật mình mà hỏi thăm. Cái này khỏa màu đỏ đan hoàn vừa xuất hiện, nàng lập tức liền từ giữa cảm nhận được một cổ cực kỳ khổng lồ sinh mệnh khí tức. Thậm chí tại phía xa tiêu phàm theo linh dược viên ở phía trong lấy ra cái kia chút ít ngàn năm linh dược phía trên, cái này còn không phải lại để cho Tân Lâm giật mình nguyên nhân, mấu chốt là Tân Lâm tại đây khỏa đan hoàn phía trên cảm nhận được sinh mệnh khí tức, cũng không phải là đến từ cỏ cây chi thuộc, mà là lai nguyên ở nhân loại. Tựa hồ cái này đan hoàn trong ẩn chứa sinh mệnh khí tức, chính là vô số nhân loại tinh hoa tạo thành đích. Loại cảm giác này, thật sự yêu dị. Huyết đan. Tiêu phàm nhẹ nói đạo, nhìn về phía màu đỏ đan hoàn ánh mắt, nóng bỏng bên trong mang theo nói không nên lời cảnh giác cùng cẩn thận ý đây chính là hắn theo biển máu cuối cùng hình nón khẩu vào tay bốn miếng huyết đan một trong. Huyết trong nội đan ẩn tánh mạng tinh hoa cùng bổ sung thô bạo hung sát khí, làm cho tiêu phàm đối với cái này đan hoàn vừa thương vừa sợ. Tân lâm tuy nhiên không rõ ràng lắm cái này huyết đan nơi phát ra, nhưng lập tức sẽ hiểu tiêu phàm tâm tư, vội vàng hỏi người muốn đem cái này huyết đan luyện hóa đến tử vân trong nội đan đi. Ừm, tiêu phàm nhẹ gật đầu, dùng cái này huyết trong nội đan ẩn khổng lồ tánh mạng tinh hoa, nếu như luyện hóa đến tử vân trong nội đan, nhất định có thể làm cho tử vân đan hiệu quả tăng nhiều. Tân lâm huyền thiên thiên cơ lụa mỏng trần dương bọn người ăn về sau, tu vi tinh tiến là có thể mong muốn đích. Tiêu phàm lo lắng chính là, tại tu vi tinh tiến đồng thời, cái này huyết trong nội đan bổ sung thô bạo hung sát khí, hội đối với các nàng tạo thành ảnh hưởng, tựa như hắn không lâu kinh nghiệm đồng dạng. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian lại lần nữa tiến dai, tiến dai trước kia, hung hiểm vạn đoan. Tự nhiên, nếu như muốn đem huyết đan luyện hóa đi vào lời nói, tiêu phàm cũng sẽ đem, giảm vị ngọc thanh hoàn, phối dược cũng đồng loạt luyện hóa đi vào. Tiêu phàm lo lắng chính là, chính mình tu vi cao thâm, dùng, giảm vị ngọc thanh hoàn, về sau miễn cưỡng đem thô bạo hung sát khí cưỡng ép hát yêu ta ép đẻ ép xuống dưới, tân lâm bọn người tu vi xa xa không bằng hắn, cuối cùng nhất hiệu quả như thế nào, đã có thể khó có thể đoán trước liễu tương đương bất quá tiêu phàm cũng không do dự quá lâu, lập tức tự quyết định, đem huyết đan dung nhập vào đan trong đỉnh. Huyết đan sở dĩ cho hắn tạo thành phiền toái cực lớn, là bởi vì hắn tại trong thời gian ngắn ngay phục hai khỏa, hơn nữa cưỡng ép ta ép kích phát lôi bằng biến thân, nhiều loại nguyên nhân gia tăng cùng một chỗ mới cuối cùng nhất làm cho cái loại này kết quả đích. Hôm nay một khỏa huyết đan luyện hóa tại mấy chục trên trăm khỏa, tử vân đan, trong, do mọi người tại tương đối dài một đoạn trong cuộc sống phân biệt ăn, chậm rãi luyện hóa, có nên không có trở ngại. Tung tính toán có cái gì tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, chỉ cần hắn kịp thời nghĩ cách, chắc hẳn cũng sẽ không có trở ngại. Cái này bất hữu nam cực y kinh cùng, nam cực sách thuốc sao, còn có linh dược viên chỗ dựa, tựa hồ cũng không cần cẩn thận quá mức cẩn thận. Nhưng mà huyết đan luyện hóa về sau dẫn tới tốt lắm nơi, nhưng lại rõ ràng đích. Hai tướng cân nhắc, cái này quyết tâm cũng không khó xuống. Tiêu phàm tại lão quân núi một đợi chính là một nhiều tháng, mấy chục ngày sau, tiêu phàm dắt tân lâm, đồng loạt rời đi lão quân núi, cưỡi gió hướng bắc mà đi. chương 695, Kim Linh Thể Chỉ thủy quan im ắng đích, tại pháp trận che đậy phía dưới, cái này tấm nho nhỏ rừng trúc, có vẻ càng thêm thần bí khó lường. Dùng tiêu phàm dưới mắt tu vi, tự tay bố trí xuống pháp trận, tự nhiên so trước kia pháp trận uy lực cường đại hơn nhiều. Dưới mắt chỉ thủy quan, nhân khẩu không nhiều lắm, Trước kia tại xem uống thuốc tùy tùng tân lâm sáu gã thất diệu cung đệ tử, sớm đã quay lại lão quân núi, lần này cũng không có đi theo tiêu phàm tân lâm phản hồi chỉ thủy quan. Bất quá, lâm thanh loan đồng ý mặt khác chọn phái đi vài tên đệ tử tiếp tục cùng theo tân lâm khoảng chừng gì đó. Cái này vài tên đệ tử còn muốn một thời gian ngắn mới có thể năng lực đuổi tới thủ đô. Quay mắt về phía tu vi so trước kia cường đại hơn nhiều tiêu phàm, đã muốn từng thấy được tân lâm, cửu chuyển băng tâm quyết, chỗ lợi hại, tung tính toán cố chấp như thanh loan cung chủ cũng rốt cuộc cải biến chủ ý. Ý thức được nếu không chuyển biến tư duy lời mà nói, thất diệu cung sẽ hoàn toàn bị vô cực môn bỏ qua. Tận lực chọn lựa cái này vài tên đệ tử, đều là thất diệu cung thiên phú kiệt xuất nhất cô nương trẻ tuổi, lâm thanh loan hy vọng các nàng đi theo tân lâm, cũng có thể bước trên tu chân chi đạo. Cứ việc trong miệng không nói, lâm thanh loan lại rất rõ ràng, dựa theo tiêu phàm tính cách, hắn nhất định sẽ đối với cái này vài tên thất diệu cung đệ tử nhiều hơn chiếu cố đích thực có chỗ tốt gì, khẳng định cũng không thiếu được các nàng một phần. Bởi vậy, Lâm Thanh Loan nghiêm khắc phân phó cái này vài tên đệ tử, nhất định phải 100% phục tùng thánh nữ an bài. Dùng tân lâm cùng tiêu phàm quan hệ, trên thực tế chính là làm cho các nàng phục tùng tiêu phàm điều khiển. Cơ lụa mỏng tại hai tháng trước lên đường đi Khánh Nam, nghe nói là muốn tìm Yến Tây Lâu dẫn đường, ý định xâm nhập miêu cương trong núi sâu, đi tìm một ít kỳ trùng hôm nay, Ngọc Quan Âm, xem như triệt để si mê thượng khu trùng thuật. Ngay thích nhất làm ẩm ý huyền thiên thiên, trước mắt đều ngoan ngoãn tại trong mật thất ngồi xuống luyện công, luyện hóa tiêu phàm giao cho nàng tử vân đan. Căn cứ tiêu phàm điều tra, huyền thiên thiên là hiếm thấy hỏa thuộc tính linh thể, còn mang theo kim thuộc tính linh căn, thể chất đại trí hỏa tân lâm tương đương. Loại này linh thể, trời sinh thích hợp tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, còn có thể kiêm tu kim thuộc tính công pháp. Dựa theo Nam Cực Y Kinh ghi lại, loại này song linh căn linh thể tại tu chân giới đã là phi thường rất thưa thất rồi tốc độ tu luyện cực nhanh gần với đơn linh căn chỉ do tính linh thể cùng một ít cực kỳ hiếm thấy đặc dị linh thể hỏa thuộc tính cùng kim thuộc tính công pháp đều thập phần cường điệu công kích sắc bén cùng lực công kích cường hãn ngược lại rất phù hợp uyển thiên thiên tính tình tiêu phàm đem còn lại băng tủy toàn bộ giao cho tân lâm băng tủy chính là thiên hạ trí hàn vật ban đầu ở đại tuyết sơn ở chỗ sâu trong Ngàn năm tuyết yêu dùng chi làm giường, hấp thu trong đó băng hàn chi lực đến tăng tiến tu vi của mình, trị liệu thương thế. Tân Lâm chính là huyền âm thân thể, tu luyện huyền băng thuộc tính, cửu chuyển băng tâm quyết, có băng tùy tương trợ, tốc độ tu luyện nhất định làm chơi ăn thật, hơn nữa Tiêu Phàm tỉ mỉ luyện chế Tử Vân đan, rất nhanh tiến giai cơ hồ là có thể mong muốn đích. Vốn lấy tuyết yêu lợi trảo luyện chế mà thành băng phách phi đao, Tiêu Phàm lại tạm thời không có giao cho Tân Lâm. Dù sao Tân Lâm bước trên con đường tu chân thời gian còn quá ngắn, Cửu chuyển băng tâm quyết cũng vừa mới bắt đầu luyện tập không lâu, công lực không sâu, cái này ngàn năm tuyết yêu lợi trảo phía trên bổ sung hung tàn bạo ngược khí, vạn nhất ảnh hưởng đến Tân Lâm tâm tính, nhưng chỉ có sao sao phiền liếu tương đương. Tổng cũng muốn đợi Tân Lâm đem Cửu chuyển băng tâm quyết tu luyện tới tương đối cao thâm cảnh giới, lo lắng nữa phải chăng đem băng phách phi đao giao cho nàng đem ra sử dụng. Đương nhiên trực tiếp dùng còn lại băng tủy đến luyện chế mới bảo vật cũng là có thể đích không cần gấp tại nhất thời quyền thiên thiên hiện tại luyện công mật thất cũng là trải qua đặc biệt gia trì đích tiêu phàm tại mật thất bốn phía bày ra một cái cường hóa pháp trận tên hoán hỏa linh trận cái này hỏa linh trận thật không có mặt khác chỗ đặc biệt đã không chuẩn bị cường đại lực công kích cũng không chuẩn bị chắc chắn lực phòng ngự tác dụng duy nhất tựu là có thể cường hóa hỏa thuộc tính linh thể bởi vì bố thành hỏa linh trận sáu cái đầu trận tuyến đều bị tiêu phàm dùng viêm linh chi lưới kiếm ra cố qua tiêu phàm đem viêm linh chi lưới kiếm trung ẩn chứa cường đại hỏa linh lực bức sắp xuất hiện đến phong nhập pháp trận đầu trận tuyến bên trong lại chậm rãi thích phóng đi ra lại để cho uyển thiên thiên đang luyện công trong quá trình chậm rãi hấp thu ly hỏa chi tinh loại này tăng thêm hiệu quả sẽ không quá rõ ràng so sánh với băng tùy tăng thêm hiệu quả muốn kém một chút dù sao tiêu phàm bản thân đối với Viêm linh chi lưới kiếm, khống chế cũng còn ở vào sơ cấp giai đoạn, tuy nhiên dùng hắn hiện tại kim đan trung kỳ tu vi, thi triển, viêm linh chi lưới kiếm, vừa muốn tự nhiên vài phần, mỗi lần thi triển cũng có thể tại ngọn gió thượng hiện ra ngân sắc ký hiệu, nhưng đối với những kia ký hiệu, tiêu phàm nhưng lại rốt đặc cán mai, hoàn toàn xem không rõ. Bất quá tiêu phàm tin tưởng vững chắc, những kia ngân sắc ký hiệu nhất định có đặc biệt hàm nghĩa, cũng không phải tùy tiện lộ ra hiện ra đích. Loại này thời kỳ thượng cổ viêm linh thần binh, tuyệt đối có hắn chỗ bất phàm. Nếu như không phải lo lắng Uyển Thiên Thiên công lực quá nhỏ bé, vô pháp thừa nhận, Viêm Linh Chi lưới kiếm, thô bạo khí, Tiêu Phàm thậm chí đều đem Viêm Linh Chi lưới kiếm trực tiếp giao cho Uyển Thiên Thiên đi nghiên cứu. Thân là hiếm thấy hỏa thuộc tính linh thể, Uyển Thiên Thiên đối với hỏa thuộc tính pháp bảo lĩnh ngộ cùng khống chế, vượt qua xa mặt khác linh thể người tu đạo có thể so sánh. Dù sao trong khoảng thời gian này, Tiêu Phàm cũng không ra khỏi cửa, ngay tại chỉ thủy quan vững chắc kim đan trung kỳ cảnh giới, luyện chế dùng trung đan dược, đồng thời chỉ điểm mọi người tu luyện. Viêm linh chi lưới kiếm, không cần tùy thân mang theo. Tân Lâm cùng Uyển Thiên Thiên đều cho tiêu phàm ngoài ý muốn kinh hỉ, nhưng chính thức lớn nhất kinh hỷ lại là tới từ ở Trần Dương. Tại mẫu thân nghiêm khắc quản chế phía dưới, Trần Dương cứ việc lòng tràn đầy không tình nguyện, thực sự một mực nhẫn nại tính tình tại chỉ thủy quan tu luyện, hảo nhiên chính khí. Tiêu Phàm theo lão quân núi chạy về chỉ thủy quan, tự mình cho mọi người từng cái xác định linh thể thuộc tính. Tân Lâm cùng Uyển Thiên Thiên là song thuộc tính linh thể, Văn Hai Thái Gia cũng là song thuộc tính linh thể, Đàm Hiên cùng Văn Tư Viễn thì là ba thuộc tính linh thể, loại này linh thể, tư chất đã muốn chưa nói tới rất tốt. Nhưng Tiêu Phàm tin tưởng, tại đại lượng đan dược trèo chống phía dưới, Đàm Hiên cùng Văn Tư Viễn tiến vào chúc cơ kỳ khẳng định không có vấn đề, cho dù tương lai ngưng kết kim đan cũng không phải không có có hy vọng văn hai thái gia xong thuộc tính linh thể, vậy thì rất khó lường rồi, tăng thêm hắn mấy chục năm tu vi, nội tức vốn là thâm hậu vô cùng, đem nội tức chuyển hóa làm chân nguyên pháp lực về sau, nhất cử tiến nhập trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Như vậy cảnh giới, tu luyện, thiên nhân tương, tự nhiên vẫn còn tương đối miễn cưỡng, tạm thời chỉ có thể lĩnh ngộ đến thiên nhân tương, một ít gia lông. Nhưng trước mắt mà nói, văn hai thái gia là nhất có hy vọng ngưng kết kim đan đích. Nhìn thấy nhị sư huynh loại tình huống này, tiêu phàm càng thêm thầm kêu may mắn. Hắn linh thể của mình thuộc tính, chính mình nhưng lại chắc không được đích. Bất quá tiêu phàm cho rằng, nhị sư huynh mấy chục năm nóng lạnh khổ tu, chuyển hóa tới về sau, cũng chỉ vừa tiến vào chút cơ hậu kỳ cảnh giới, cách hậu kỳ đại viên mãn còn sớm đắc rất, chính mình lại vừa xài bước vào kim đan kỳ, hơn nữa đạt đến kim đan trung kỳ cảnh giới, nhất định là bởi vì ngân dược lôi bằng nội đan chi công. Có nam cực tiên ông linh dược viên, Tiêu Phàm tự nhiên không biết đối với đồng môn tiếc rẻ đan dược. Hơn nữa, hắn là vô cực môn trưởng giáo chân nhân, không phải tán tu, phải đối với cả tông môn phát triển lớn mạnh phụ trách. Gần kề là tự mình một người đột nhiên tăng mạnh, đây không phải là trưởng giáo chân nhân nên có diễn xuất. Tông môn phát triển lớn mạnh, đối với hắn vị này trưởng giáo chân nhân chỗ tốt, đồng dạng cũng là không ít đích. Thu thập linh dược cùng mặt khác thiên địa linh vật, tổng cũng muốn nhân thủ đi kinh trải qua, xử lý không có khả năng tiêu phàm việc phải tự làm nam cực tiên ông linh dược viên ở phía trong các loại linh dược linh thảo tuy nhiều cũng không đủ ngàn chủng trồng tu chân giới linh thảo linh dược xa xa không chỉ như vậy một ít nam cực sách thuốc thượng ghi lại tu chân giới linh thảo linh dược khoảng chừng hơn hai vạn chủng trồng linh dược viên ở phía trong linh dược ngay 1 phần hai cũng chưa tới nam cực y kinh thượng vô cùng nhiều phương thuốc đan phương chỉ dựa vào lấy linh dược viên ở phía trong những này dược thảo rất khó phối tề Ngoài ra, linh dược viên hơn phân nửa đều là không lấy đích, tiêu phàm rất muốn sớm ngày đem linh dược viên dược viên đều đủ loại dược thảo, đem linh dược viên tất cả công hiệu đều triệt để phát huy ra đến. Thu thập linh dược linh vật nhiệm vụ, Uyển Thiên Thiên cùng Văn Hai Thái gia đều đã phân biệt phân phó xuống dưới, lại để cho Hoàng Hải Văn ra cùng son xã các huynh đệ đi làm lý. Tuy nhiên những người này không phải tu chân giả tiêu phàm cũng không có đối với bọn họ ký thác quá lớn hy vọng. Nhưng nhiều người xử lý sự tình, cố gắng một phen về sau tổng hội tìm về một ít dùng chung linh dược cho dù là chủng trồng tử đô đi linh dược viên có thể nhanh hơn sinh trưởng tốc độ mà hiện tại tiêu phàm bên người chính yếu nhất mấy vị này trung kiên tự nhiên là dùng tu luyện làm chủ phải rất nhanh tăng lên thực lực của bọn hắn trần dương là cuối cùng một cái tiếp nhận linh thể kiểm tra đo lường đích bởi vì trần dương tại tu luyện hảo nhiên chính khí phương diện kinh người tiến độ tại kiểm tra đo lường linh thể trước kia Tiêu Phàm vẫn đối với nàng ký thác kỳ vọng. Nhưng mà đợi kiểm tra đo lường kết quả sau khi đi ra, Tiêu Phàm có lẽ hay là kinh hãi. Tinh khiết linh thể. Trần Dương dĩ nhiên là tu chân giới cực kỳ hiếm thấy tinh khiết linh thể. Tại trong cơ thể nàng, có một loại kim thuộc tính linh căn, tinh khiết đắc rất, không mang theo nửa điểm những thứ khác linh căn. Dựa theo Nam Cực Y Kinh ghi lại, tinh khiết linh thể là tốc độ tu luyện nhanh nhất linh thể, đối với đơn thuộc tính công pháp có khác tầm thường lực lĩnh ngộ, Ví dụ như Trần Dương là kim thuộc tính tinh khiết linh thể, bất luận cái gì kim thuộc tính công pháp, đối với Trần Dương mà nói, đều không tồn tại lĩnh ngộ thượng chướng ngại, một ít đặc thù năng lực, cơ hồ là bẩm sinh. Khó trách Trần Dương tại tu luyện, hảo nhiên chính khí, phương diện, có như thế kiệt xuất thiên phú, tốc độ tu luyện thậm chí càng tại tiêu phàm phía trên. Đương nhiên, thiên đạo cân đối, linh thể, có lợi thì có tệ. Tinh khiết linh thể tuy lực lĩnh ngộ phi phàm, tốc độ tu luyện cực nhanh, tu luyện đơn thuộc tính công pháp uy lực rất mạnh, nhưng mà một khi đụng với khắc chế công pháp, phòng ngự thủ đoạn cũng là thiếu thốn nhất đích, lực phòng ngự yếu kém nhất. Ngũ hành sinh khắc, đối với chỉ do tính linh thể hiệu dụng, đặc biệt rõ ràng. Tiêu phàm cân nhắc liên tục, lại cùng nhị sư huynh Văn Thiên cùng Đàm Hiên cùng một chỗ thương lược, quyết định tạm thời không dạy cho Trần Dương mặt khác tu luyện công pháp, tự làm cho nàng tiếp tục khổ luyện, hạo nhiên chính khí trước tiên tìm cầu cảnh giới thượng rất nhanh đột phá đợi nàng đột phá đến trúc cơ kỳ về sau, lại lựa chọn một môn kim thuộc tính chủ tu công pháp. Tin tưởng có thâm hậu vô cùng hạo nhiên chính khí làm làm căn cơ, bất luận cái gì kim thuộc tính công pháp tại Trần Dương trong tay đều có thể phát huy ra uy lực cực lớn đến. Kim thuộc tính công pháp, nguyên vốn là dùng công kích sắc bén chứ danh đích. Hạo nhiên chính khí, với tư cách vô cực môn trấn giáo thần công, mặc kệ loại nào linh thể đệ tử đô có thể tu luyện, chỗ bất đồng người, tiến độ tốc độ khác nhau mà thôi. Trần Dương chính mình nếu không phải như vậy cam tâm tình nguyện, nàng cùng Uyển thiên thiên đồng giạc, đều là hoạt bát hiếu động tính tình, hôm nay bị một mực, giam cầm, tại đây nơi chật hẹp nhỏ bé luyện công, buồn bực cũng buồn chết liếu tương đương. Chỉ là không lay chuyển được mẫu thân kiên trì. May mà trong khoảng thời gian này, tiêu phàm thỉnh thoảng hội chỉ điểm nàng một ít trên việc tu luyện bí quyết, tốt xấu cũng coi như có chút thú vị, một an ủi nỗi khổ tương tư. Audio điện tử võ tấn bền chương 696, Mao Sơn Linh Phù. Ngày qua ngày, quang âm trôi qua. Ngoại giới trong khoảng thời gian này cũng là còn tương đối bình tĩnh. Mao Sơn chính, thường cách một đoạn thời gian, tự sẽ chủ động cùng tiêu phàm liên lạc một lần. Hắn chỗ lãnh đạo thất nhất bảy văn phòng, một mực đều chú ý mật thiết lấy các nơi dị thường sự kiện. Từ được chứng kiến tiêu phàm năng lực, lại đang tiêu phàm trong tay thu hồi, Mao Sơn thiên thư, chính cùng tiêu phàm quan hệ, thoáng cái trở nên mật thiết bắt đầu đứng dậy, ẩn ẩn có đem tiêu phàm trở thành cậy vào ý. Bất quá một ngày này, chính lại tự mình đuổi tới chỉ thủy quan, bái phỏng tiêu chân nhân. Tiểu thuyết, tiểu thuyết trương và tiết đổi mới nhanh nhất. Đối với chính đoàn phương làm người, dùng thiên hạ an nguy vì nhiệm vụ của mình ý chí, tiêu phàm hết sức kính trọng. Lúc này mở rộng ra trung môn, tự mình đến chỉ thủy quan bên ngoài nghênh đón. Văn hai thái gia cùng đàm hiên cùng đi, cho đủ chính mặt mũi vô luận như thế nào, chính cũng là đương đại Mao Sơn chân quân sư thúc, tại thuật pháp dưới địa vị cực cao, đương làm đắc như vậy lễ ngộ. Chính là độc thân mà đến, không có dẫn bất luận cái gì tùy tùng. Dù sao chỉ thủy quan là tiêu phàm thanh tu chi địa, liệu hắn không thích người không có phận sự trước tới quấy giày. Vừa thấy chính, tiêu phàm hai hàng lông mày lập tức nhẹ nhàng dương lên, mỉm cười nói chúc mừng chân nhân, tu vi tiến nhanh. Trước mắt chính, xác thực so tiêu phàm lúc trước thấy hắn thời điểm tu vi muốn tinh tiến nhiều lắm rồi vậy mà cũng đến chúc cơ hậu kỳ cảnh giới khó khăn lắm so ra mà vượt văn hai thái ra rồi so đàm hiên còn cao một cái cùng bậc tuy nhiên khi đó tiêu phàm còn không đại thanh sở tu chân giới cùng bậc phân chia đơn thuần bằng trực giác cũng có thể cảm ứng được chính khí tức xa so trước kia phải cường đại hơn nhiều tại đây mặt pháp thời đại không có tu chân giới sư phụ chỉ điểm đơn thuần dựa vào chính mình lục lọi có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới mặc cho ai đều là vạn chung không một thiên tài chính có thể xuất nhâm thất nhất bảy văn phòng chủ nhiệm tuyệt đối là có lý do đích đương nhiên mao sơn truyền thừa tự cũng không bình thường chính nhìn thấy tiêu phàm thần niệm một chút cảm ứng cái này cả kinh lập tức không giống tiểu khả sắc mặt đại biến cả kinh nói tiêu chân nhân lúc này mới bao lâu không thấy vậy mà tu vi cũng đã tinh tiến đến loại trình độ này bội phục bội phục rất hiển nhiên, chính cũng cảm ứng được tiêu phàm trên người phát ra cái chủng loại kia. Cực kỳ khổng lồ linh áp. Kém một cái đại cảnh giới, loại này áp lực đối với bất kỳ người nào mà nói. Cũng như cùng thái sơn áp đỉnh giống nhau, làm cho người kìm lòng không được địa tâm sinh kính sợ chi tình. Tiêu phàm ha ha cười một tiếng, khiêm tốn vài câu. Đàm hiên mỉm cười nói, sư huynh tu vi tinh tiến, thật đáng mừng. Vốn là nàng là sương hô chính quan hàm, hôm nay tự nhiên mà vậy mà đổi giọng thay đổi người tu đạo tôn sưng nàng cùng chính hiện tại cũng thuộc về cùng một cái ngành đã từng kề vai chiến đấu rất nhiều trở lại lẫn nhau quan hệ trong đó được coi là thập phần mật thiết xưng một tiếng sư huynh theo lý thường nên chính ngay vội khoát khoát tay vừa cười vừa nói đây là may mắn mà tiêu chân nhân theo cái kia quỷ mẫu trong tay đoạt lại mao sơn thiên thư mao sơn đệ tử đều đều được ích lợi không nhỏ nói xong lại hướng tiêu phàm chắp tay, dùng bày ra cảm tạ. Tiêu phàm mỉm cười nói, tất cả mọi người là hoa hạ nhất mạch, thuật pháp truyền thừa. Chân nhân tựu không cần phải khách khí liễu tương đương, sau đó văn hai thái gia cũng cùng chính thấy lễ. Chân nhân đại giá quang lâm, chỉ thủy quan vẻ vang cho kẻ hèn này. Mời đến, hàn huyên đã tất, tiêu phàm thịnh tình tương mời. Khách và chủ song phương, cười cười nói nói mà đi vào chỉ thủy quan, tại đãi khách thất ngồi xuống. Đàm Hiên thân tự động thủ, vì mọi người dâng trà thơm. Hôm nay ở tại chỉ thủy quan mọi người, tất cả đều đến tích cốc cảnh giới, trên cơ bản cũng tự không có gì hàng ngày tục vụ cần quản lý liễu tương đương. Ngoại trừ nước trà, chỉ thủy quan cơ hồ không có mặt khác hưởng khách vật. Mọi người hàn huyên một hồi lời ong tiếng ve, chính chủ động nhắc lên lần này ý đổ đến, mắt nhìn tiêu phàm, khẽ cười nói tiêu chân nhân, nghe qua vô cực môn tinh thông bùa chi thuật, chính đặc biệt hướng tiêu chân nhân, văn sư huynh, đàm sư muội thỉnh giáo, mong rằng mấy vị vui lòng chỉ giáo. Tiêu phàm sư huynh muội ba người lướt nhau, đều bị trong nội tâm sáng như tuyết. Chính đây là, báo ân, đến liễu tương đương. Tiêu phàm tại sáu khúc thành phố diệt sát thế giới dưới lòng đất quỷ mẫu, thu hồi, Mao sơn thiên thư, giao cho chính, đây là thật lớn một cái nhân tình. Lớn như vậy nhân tình, coi như là đồng môn sư huynh muội cũng là muốn còn đích. Mao Sơn truyền thừa, nổi tiếng nhất đúng là bùa thuật chính đây là ý định đón lấy thỉnh giáo trao đổi danh nghĩa đem mao sơn chế phù chi thuật ảo diệu truyền thụ cho vô cực môn coi như là trả tiêu phàm đại nhân tình đương nhiên vô cực môn chế phù chi thuật cũng có độc đáo bí mật tiêu phàm sư huynh muội ba người tạo nghệ cao thâm lẫn nhau trao đổi nhất định cũng có thể lệnh chính được ích lợi không nhỏ dùng mao sơn mạnh nhất bùa thuật đến trả nhân tình chính trí tuệ không thể bảo là không rộng bác thật sự cũng là khó gặp đại trưởng phu khí khái tự nhiên cũng là căn cứ vào đối với tiêu phàm nhân phẩm tín nhiệm cùng kính trọng. Chính tin tưởng mình quang chi dùng đào, tiêu phàm tất nhiên hội báo chi dùng lý. Vô cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân, há lại cái loại này chiếm tiện nghi không trả giá tính cách. Tiêu phàm mỉm cười nói, chân nhân quá khách khí, nghe qua Mao Sơn chế phủ chi thuật, thiên hạ vô song, chính là muốn hướng chân nhân thỉnh giáo nì. Những lời này, cũng không phải khách sáo, mà là xuất từ tiêu phàm thiệt tình trở lại chỉ thủy quan mấy ngày này tiêu phàm ngoại trừ tu luyện thiên nhân tương đốc xúc chỉ điểm tân lâm uyển thiên thiên trần dương bọn người luyện công chính là luyện chế đan dược vẽ bùa trong đó chế phù là trọng điểm có thiên phù diệp tiêu phàm tự nhiên muốn không thể chờ đợi được mà thí nghiệm một phen kết quả làm cho tiêu phàm kinh hỷ dị thường thiên phù diệp quả nhiên cùng bình thường lá bùa hiệu quả hoàn toàn bất đồng chế ra bùa xa so tiêu phàm trước kia chế ra bùa uy lực muốn lớn bất quá lại để cho tiêu phàm bất mãn chính là vô cực môn bùa lực công kích không lớn nhiều kiểu không nhiều lắm tung tính toán có thiên phù diệp về sau uy lực đại tăng tương đối mà nói cũng có lẽ hay là chỉ có thể với tư cách đối địch lúc phụ trợ thủ đoạn muốn gậy vào bùa thuật khắc địch chế thắng độ khó không nhỏ dù sao vô cực môn không phải dùng chế phù thuật nổi tiếng môn phái tu chân hôm nay chính chủ động đến thăm nguyện ý dùng mao sơn chế phù thuật tương thụ tiêu phàm tự nhiên rất cao hứng hoan nghênh chi đến chính khiêm tốn hai câu thủ đoạn một phen trong tay liền là nhiều hơn một ánh vàng rực rỡ bùa lập tức một cổ trích nhiệt khí tức đập vào mặt chính mỉm cười nói đây là chúng ta mao sơn hỏa linh phù trong đó ẩn chứ ngũ hành ly hỏa chi lực ta liền cho trước bêu xấu quyền cho là thả con tép bắt con tôm nói xong miệng lẩm bẩm nhanh lập tức chính quát khẽ một tiếng trong tay hỏa linh phù bay lên trời tại giữa không trung trung hóa vì một trái cầu lửa thật lớn liệt diễm hừng hực, về phía trước bay nhanh ra, tại bên ngoài trong sân chuyển một vòng, lúc này mới dập tắt. Chính nếu là đến nhà làm khách, tự nhiên không biết thực đem chỉ thủy quan kiến trúc đồ dùng trong nhà thiêu hủy, nhưng cái này hỏa linh phù bên trong ẩn cường đại hỏa linh lực, tiêu phàm sư huynh muội ba người, ai đều có thể cảm ứng được đến. Nhất là tiêu phàm, sắc mặt hơi đổi. Cái này hỏa linh phù bất quá là bình thường lá bùa vẽ mà thành, đơn thuần bùa uy lực, lại ít tại hắn dùng thiên phù diệp vẽ bùa phía dưới, từ đó có thể biết, phái mao sơn chế phù thuật, đúng là vô cực môn chế phù thuật phía trên. Giả thiết cái này hỏa linh phù dùng thiên phù diệp lai vẽ lời mà nói, uy lực lập tức nhân. Sau đó chính lại biểu thị tươi ngon mọng nước phù cùng kim linh phù, có tất cả tinh diệu chỗ. Tiêu phàm khách khí mà liền ôm quyền, rất khiêm tốn nói, mao sơn linh phù chi thuật, quả nhiên uy lực kinh người, không thể tầm thường so sánh, thỉnh chân nhân chỉ điểm sai lầm không dám, tiêu chân nhân khách khí, cái kia chính tự múa dìu qua mắt thợ, bêu xấu một lần. Chính ngay vội hoàn lễ, sau đó bắt đầu giải thích Mao Sơn ngũ hành linh phù phương pháp chế luyện, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Nhưng tiêu phàm, văn thiên, đàm hiên không có chỗ nào mà không phải là tinh thông chế phù thuật người trong nghề, vừa nghe xong, lập tức sẽ hiểu. Mao Sơn chế phù thuật, lớn nhất chỗ đặc biệt, ngay tại ở có thể đem thi triển pháp bảo pháp khí uy năng, phong ấn đến linh phù bên trong, do đó làm cho linh phủ uy lực trở nên gấp mấy lần tăng lên tiêu phàm nghe được liên tục gật đầu thâm thụ dẫn dắt kỳ thật từ tìm được viêm linh chi lưới kiếm hậu tiêu phàm vẫn đều ở nếm thử muốn đem viêm linh chi lưới kiếm uy năng phong ấn đến bùa bên trong đi dùng viêm linh chi lưới kiếm chém ra oai cùng giai tu sĩ cơ hồ không người dám tại trọi cứng thử nghĩ mấy đạo viêm linh chém đồng thời thả ra cái kia là bực nào uy năng không chỉ nói cùng giai tu sĩ cho dù so tiêu phàm cùng bậc rất cao tu sĩ, cũng chưa chắc dám chính diện đón đỡ. Chỉ tiếc cái này Thủy chung chỉ là một tưởng tượng, thí nghiệm nhiều lần, cũng không có thể thành công. Mắt thấy tiêu phàm bọn người đều đều lộ ra vẻ hưng phấn, chính vội vàng nói tiêu chân nhân, văn sư huynh, đàm sư muội tuy nhiên bị phái chế phù thuật có thể đem pháp bảo pháp khí huy năng phong ấn tại linh phù bên trong, nhưng là hạn chế cũng không thiếu. Đầu tiên, loại này bùa xác suất thành công rất thấp, cho dù chế phủ sư tiêu chuẩn cao tới đâu, 10 lần bên trong có thể thành công một lần, cho dù rất ba kiêu liễu tương đương. Càng là đẳng cấp cao pháp bảo pháp khí, xác suất thành công lại càng thấp. Tiếp theo, pháp bảo pháp khí uy năng, không kê toàn bộ phòng ấn tiến bùa bên trong đi đích, có thể có một phần 10 uy năng cũng rất ba kiêu liễu tương đương. Nghe xong cái này giải thích, Văn Thiên cùng Đàm Hiên cũng không khỏi hiện lên một vòng vẻ mặt thất vọng. Cần biết đem ra sử dụng pháp bảo công kích cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy đích. Muốn bùa uy năng càng lớn, tự nhiên là muốn toàn lực đem ra sử dụng pháp bảo. Bởi như vậy, muốn tiêu hao pháp lực có thể nghĩ. Tiêu Phàm, Viêm Linh chi lưới kiếm, càng cái gì, mỗi đem ra sử dụng một lần, cơ hồ đều muốn hao phí toàn thân pháp lực. Một thiên hạ đến, chưa hẳn có thể đem ra sử dụng đến 10 lần, tung tính toán như thế, cũng còn không nhất định có thể thành công chế ra một công kích linh phù. Bởi vì pháp bảo cùng bậc càng cao, xác suất thành công lại càng thấp. Tốn hao suốt một thiên thậm chí là 2-3 ngày thời gian, đến vẽ nhất trương phù lục, huy năng còn chỉ có pháp bảo công kích một phần mười, nói như vậy, kỳ thật cũng rất không hợp tính toán. Không biết muốn chỉ hoãn bao nhiêu tu luyện công phu, cùng với như vậy cố sức không nịnh nọt, cái kia còn không bằng chuyên tâm tu luyện, mau chóng để cao tu vi của mình, gia tăng pháp lực của mình càng đáng tin cậy một ít. Bất quá tiêu phàm cách nghĩ, rồi lại có chút bất đồng bởi vì hắn có đại lượng thiên phù diệp. Dùng thiên phù diệp chế phù, xác suất thành công so bình thường lá bùa muốn cao hơn nhiều, có thể phong ấn pháp bảo uy năng, cũng đồng dạng so bình thường lá bùa cao hơn ra rất nhiều. Nếu như có thể đạt tới pháp bảo công kích hai thành uy năng, vậy thì rất kinh người liễu tương đương. Một mình dùng bùa công kích, có lẽ hiệu quả còn không rõ ràng, nếu phối hợp pháp bảo đồng loạt công kích, uy lực tuyệt đối không phải đơn giản thêm vào như vậy đích. Thử nghĩ, viêm linh chi lưới kiếm, đồng thời chém ra năm đao, tung tính toán trong đó bốn đao là bùa biến thành, uy lực yếu kém, nếu như đối thủ bỗng nhiên đụng phải, hội là dạng gì hậu quả. chương 697, Chính Cổ Quái Kỳ thật chúng ta mau sơn chế phù thuật, sở dĩ có chút danh tiếng, chính yếu nhất có lẽ hay là phù bút chế tác. Hàn Huyên một hồi, chính khẽ cười nói. Tiêu phàm trong nội tâm lại là vừa động. Nhớ rõ linh dược viên ở bên trong, thổ địa công từng từng nói qua, chế thành thượng đẳng bùa, có ba cái chuẩn bị điều kiện, thiên phù diệp, kim phù bút cùng đan thú chi huyết. Thiên phù diệp hắn đã có, nhưng kim phù bút cùng đan thú rốt cuộc là vật gì, nhưng lại đầu đầy sương mù. Trong khoảng thời gian này, tiêu phàm một mực tìm đọc các loại điển tịch, lại thủy chung chưa từng tìm được tương quan ghi lại. Phảng phất từ xưa đến nay, chế phù dùng đúng là bình thường phù bút cùng bình thường chu sa. Hiện tại chính bỗng nhiên nói tới phù bút chế tác, lập tức tự lại để cho tiêu phàm lên tâm. Mao Sơn đệ tử, đối với phù bút chế tác đều tương đối dụng tâm, vô luận tài liệu lựa chọn, chế tác quá trình tinh xảo, cũng không dám có nửa điểm qua loa. Chính lập tức bắt đầu giải thích cặn kẽ phái Mao Sơn phù bút chế tác quá trình. Trước đó, tiêu phàm văn thiên bọn người cũng không phải không biết, Mao Sơn phù bút chế tác, có độc đáo bí mật, cũng hiểu biết cái đại khái, nhưng tuyệt đối không thể có thể tượng chính như vậy, đem từng cái chi tiết, tỉ mỹ đều không chút nào giữ lại mà cáo chi mọi người huống hồ chính là đương đại mao sơn chân quân sư thúc là trước mắt phái mao sơn bối phận cao nhất tu vi nhất thinh thâm tiền bối chân nhân hắn chế phủ chi thuật như thế nào giống nhau mao sơn đạo sĩ có thể so sánh đích do hắn tự mình giảng thuật mao sơn phủ bút chế tác quá trình chẳng khác nào từ nay về sau mao sơn phủ bút chế tác kỹ nghệ sẽ không còn là phái mao sơn độc môn bí thuật mà là cùng vô cực môn cộng hưởng nhân tình này còn phải đủ thật sự dựa theo chính giải thích mao sơn phủ bút chế tác thật đúng là tinh xảo vô cùng, tuyển dụng chính là mới sinh hài nhi tóc máu làm phù bút chế tác tài liệu, mà thai nhi ngày sinh tháng đẻ cũng rất có chú ý, tốt nhất là dương nam dương nguyệt dương ngày dương lúc sinh ra nguyên dương nam hài cùng âm năm âm nguyệt ngày âm âm lúc sinh ra nguyên âm nữ hài tất cả lấy một nửa tóc máu, hợp cùng một chỗ chế thành phù bút. Mà phù bút cán bút cũng muốn tuyển dùng thượng đẳng đàn mộc, nguyên trúc hoặc là ngà voi sừng tê giác ngọc thạch chi thuộc, tỉ mỉ đào tạo 7740 cửu thiên, cuối cùng do pháp lực cao cường loại người, vận công thi pháp, tỉ mỉ chế tác mà thành. Quá trình này thập phần phức tạp, hơn nữa không thể ra sai. Chỉ cần bất kỳ một cái nào khâu phạm sai lầm, chế ra phù bút tung tính toán không trở thành phế phẩm, cũng sẽ hiệu lực giảm đi, do đó trực tiếp ảnh hưởng bùa uy năng. Nói đến đây, chính lấy ra một cái tỉ mỉ đóng gói dài mảnh hình cái hộp, đưa cho tiêu phàm, mỉm cười nói, tiêu chân nhân, đây là ta trước đó vài ngày chế tác một ống phù bút, thỉnh tiêu chân nhân chỉ ra chỗ sai. Tiêu phàm vội vàng hai tay tiếp tới, cẩn thận mở ra, lập tức một cổ trong trẻo nhưng lạnh lùng khí, tự trong hộp tán phát ra, tiêu phàm tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, chỉ thấy trong hộp nằm một cây tinh xảo phù bút, cán bút thành ám màu nâu, ẩn ẩn mang theo mãnh thú khí tức, xem xét cũng không phải là vật phàm. Chính mỉm cười giải thích nói, tiêu chân nhân, cái này phù bút cái khác thật cũng không đặc biệt gì, chính là chỗ này cán bút, là chúng ta phái Mao Sơn cất chứa hơn 1.000 năm một thanh quang tê sừng tê giác chế tác mà thành đích. Thanh quang tê, tiêu phạm văn thiên đàm hiên đồng thời lên tiếng kinh hô, lộ ra khó có thể tin thần sắc. khơi khoảnh, đàm hiên mới trầm giọng nói ra, sư huynh, người nói là thượng cổ kỳ thú thanh quang tê sao? Chính mỉm cười gật đầu, nói ra, đúng vậy, dựa theo sách cổ ghi lại, cái này thanh quang tê thần thông khác cũng là mà thôi, nhưng hắn sừng tê giác, nhưng lại toàn thân tinh hoa chỗ, bình thường yêu thú, yêu đan là chứa đựng trong người, duy chỉ có cái này thanh quang tê, toàn thân tinh hoa nhưng lại chứa đựng tại sừng tê giác bên trong. Bởi vậy, thanh quang tê sừng tê giác được coi là là luyện khí thượng giai tài liệu. Cái này thanh quang tê sừng tê giác, tại chúng ta Mao Sơn bảo tồn hơn một ngàn năm, đại bộ phận đã muốn dùng xong rồi, chỉ còn lại có vì số không nhiều một điểm, ta liền cho dùng để chế thành cái này cán phủ bút, tựa hồ rất là dùng chung. Mọi người không khỏi sách sách sương kỳ. Tiêu Phàm cầm lấy cái kia cán phủ bút, nhiều lần xem, liên tiếp gật đầu, nói ra, chân nhân, Mao Sơn không hỗ được xưng thiên hạ bùa thứ nhất, cái này thanh quang tê sừng tê giác chế thành phủ bút, xác thực không giống người thường. Chắc hẳn dùng cái này quản phù bút vẽ bùa, uy có thể xác định không hề cùng dạng. Chính ha ha cười một tiếng, nói ra, bùa đệ nhất thiên hạ ca ngợi, tuyệt không dám nhận, tiêu chân nhân khen chật rồi. Cái này thanh quang tê phù bút, đã tiêu chân nhân cảm thấy còn nghĩ tự có thể dùng, Vậy thì mời tiêu chân nhân xin vui lòng nhận cho như thế nào. Lần này, nghe tiêu phàm đều kinh hãi, kinh ngạc nhìn qua chính, nói ra, chân nhân, cái này lấy vật không khỏi quá quý trọng đi à nha. Mặc dù nói, Mao Sơn Thiên Thư, giá trị, tất nhiên là tại đây quản thanh quang tê phù trên ngòi bút, nhưng Mao Sơn Thiên Thư là tiêu phàm chủ động trả cho chính đích, lúc trước cũng không dẫn ra ra cái gì trao đổi ý, tự nhiên cũng không ham phái Mao Sơn hồi báo. Hôm nay chính tự mình đến nhà đem Mao Sơn chế phù thuật cùng vô cực môn chia sẻ, đã đầy đủ hoàn trả tiêu phàm nhân tình, còn đặc biệt đặc biệt dùng như vậy cất chứa ngàn năm thanh quang tê sừng tê giác chế tạo ra một ống phủ bút đến đưa cho tiêu phàm, thật sự là vượt quá đoàn người ngoài ý liệu. Chẳng lẽ chính hôm nay trước tới bái phóng, không chỉ là trả nhân tình, còn có. Khác hắn cầu, trong ba người, đàm hiên cùng chính liên hệ nhiều nhất, lẫn nhau trong lúc đó nhất rất quen, con mắt quay tít một vòng, mặt mang mỉm cười. Nói ra, sư huynh, Phái Mao Sơn cùng vô cực môn tuy nhiên trước kia kết giao không phải thập phần mật thiết, nhưng chúng ta trưởng giáo sư đệ tính nết, sư huynh là tinh tường đích đối với thuật pháp đồng đạo trước sau như một kính trọng. Sư huynh nếu có cái gì cần muốn chúng ta hỗ trợ, cứ việc nói rõ. Dùng quý trọng như thế lễ vật đem tặng, chính sở cầu, đương làm không tại nhỏ. Tiêu phàm cũng mỉm cười, đem thanh quang tê phù bút thả lại cái hộp, đem cái hộp chậm rãi khép lại, đặt ở một bên, nhưng cũng không vội mà trả lại cho chính. Cái này quản thanh quang tê phù bút nên vậy còn không phải thổ địa công trong miệng nói kim phù bút, nhưng so sánh với bình thường phù bút mà nói, công hiệu tự nhiên hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Dưới mắt đã có thiên phù diệp, lại học xong đem pháp bảo uy năng phong ấn tiến bùa bên trong kỹ xảo, hơn nữa cái này quản thanh quang tê phù bút, hắn chế phù chi thuật, đảo mắt có thể bước trên nhiều cái bậc thang, vẽ chế ra bùa tuyệt không phải lúc trước uy năng có thể so sánh. Chỉ cần chính sở cầu, không tính quá khó xử lời mà nói, tiêu phàm cũng không phải muốn cự tuyệt hắn. Nghe xong đàm hiên thoại ngữ, phải nhìn, nữa tiêu phàm thái độ như vậy, chính không khỏi thẹn thùng cười một tiếng, lại còn không có vội vã đem yêu cầu của hắn nói ra, mà là trầm ngâm nói tiêu chân nhân, văn sư huynh, đàm sư muội kỳ thật tự hiện tại mà nói, chúng ta mau sơn bùa thuật, đã là hư có kỳ danh. Chính thức V, y ngắn, P nhất đính tiêm bùa chế tác chi thuật, sớm đã thất truyền liễu tương đương tiêu phàm văn thiên cùng đàm hiên lại liếc nhau đều đều có chút ít khó hiểu như thế nào chính hội đem chủ đề kéo đến phương diện này đi nhưng liệu chính nói như vậy có thâm ý thì ai đều không đi cắt ngang hắn chỉ lại yên lặng lắng nghe định thân phù cùng chân nguyên phù cái này hai chủng bùa không biết ba vị đạo hữu nghe nói qua chưa chính ánh mắt tại ba người trên mặt từng cái sẹt qua trịnh trọng mà hỏi thăm định thân phù chân nhân cái này nên vậy chỉ là truyền thuyết A. À. Lần này, nhưng lại một mực chỉ nghe không mở miệng Văn Thiên nói chuyện, lông mi trắng phát động, thần sắc thập phần kinh ngạc, mang theo cơ hồ hoàn toàn không tin ý tứ. Chỉ là vì cho chính lưu chút mặt mũi, cũng không có biểu lộ đắc quá mức rõ ràng. Tiêu phàm cùng đàm hiên thần sắc, tuy nhiên đều mang theo mỉm cười, cũng cũng không khá hơn chút nào. Định thân thuật cùng định thân phù, tại thuật pháp trong truyền thừa, là một cái thập phần truyền thuyết lâu đời, tại không ít văn nghệ tác phẩm cùng điện ảnh và truyền hình tác phẩm ở phía trong, ngược lại thường xuyên có thể nhìn thấy, hơn nữa tựa hồ là tiên gia tiểu pháp thuật. Tiện tay có thể thi triển đi ra, bất quá ở đằng kia chút ít văn nghệ tác phẩm cùng điện ảnh và truyền hình tác phẩm ở bên trong, định thân thuật thi thuật đối tượng, bình thường đều là tu vi thua xa hạ đẳng thần tiên cùng tiểu yêu quái, đối với những kia thượng đẳng thần tiên cùng đại yêu quái, định thân thuật tựa hồ là không có hiệu quả đích, cũng không có ai sẽ chống lại đợi thần tiên cùng đại yêu quái thi triển định thân thuật. Nhưng mặc kệ như thế nào, đây là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thuật pháp, ai cũng không có thấy tận mắt thức qua. Chính nghiêm mặt nói ra, Phan Sư Huynh, tung xem như truyền thuyết, cũng sẽ không là hoàn toàn không có lửa thì sao có khói. Định thân phù, tại chúng ta Mao Sơn trong truyền thừa, xác thực là tồn tại đích. Có loại sự tình này. Văn Thiên ba người lại lại liếc nhau một cái, giật mình không nhỏ. Nhưng chính làm người đoan phương, cũng không phải cái loại này ưa thích bịa đặt làm náo động tính cách, hắn đã như vậy trịnh mà trọng chi địa nói, như vậy cái này định thân phù, có lẽ thật đúng là từng tại Mao Sơn trong truyền thừa xuất hiện qua. Chỉ là nghe chính trong lời nói ý tứ, hiện tại loại này thần kỳ bùa, tựa hồ là thất truyền. Hơi khoảnh, đàm hiên hỏi, sư huynh, chân nguyên phù vậy là cái gì bùa? Xin thứ cho ta cô lậu quả văn, chưa từng có nghe nói qua loại này bùa. Chính vội vàng nói, đàm sư muội chân nguyên phù là so định thân phù còn muốn kỳ lạ bùa. Loại này bùa, là có thể đặt ở người tu đạo trong cơ thể tiến hành đào tạo đích. Đặt ở người tu đạo trong cơ thể tiến hành đào tạo. Sư huynh, cái này, ta càng ngày càng nghe không rõ liếu tương đương, đàm hiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc ý. Chính cười cười, nói ra, đàm sư muội kỳ thật cũng không coi là nhiều phức tạp, chính là đem bả nhất trương phù lục gửi lại tại người tu đạo trong đan điền, dùng thân mình chân nguyên tiến hành đào tạo, cái này cái phù lục, đem hấp thu người tu đạo chân nguyên, chứa đựng bắt đầu đứng dậy. Trong người đào tạo thời gian càng dài, uy năng lại càng lớn. Lớn nhất uy năng, thậm chí hội vượt qua người tu đạo bản thân ra tay một kích toàn lực. Chỉ có điều, loại này chân nguyên phù là duy nhất một lần tiêu hao phẩm, một khi thi triển đi ra về sau, bùa bên trong hấp thu cái kia bộ phận chân nguyên, tự vĩnh cửu tiêu hao hết, lại cũng không trở về được trong cơ thể của mình. Huyết tinh chui, vào. Chính chưa nói xong, ba chữ kia đã tại tiêu phàm trong óc một nhảy ra. Chính nói cái này chân nguyên phù, cơ hồ cùng Miranda bồi dưỡng huyết tinh chui, vào, là một cái nguyên lý. Xem ra đông tây phương thuật pháp, nguyên vốn là có rất nhiều chỗ tương thông. Loại này chân nguyên phù nếu quả thật có thể chế thành lời mà nói, chỉ cần trong người đào tạo một lúc sau, uy lực xác thực to đến kinh người chân nhân, cái này chân nguyên phù, chẳng lẽ quý phái cũng có thể luyện chế sao? Tiêu phàm cẩn thận mà hỏi thăm. Chính nhìn hắn liếc, chậm rãi nói ra tiêu chân nhân, bị phái tổ sư, xác thực biết luyện chế chân nguyên phù, cũng biết luyện chế định thân phù. Như vậy hiện tại đâu này? Phải chăng đã muốn thất truyền? Kế tiếp chính trả lời, càng làm cho người sờ không được ý nghĩ. Muốn bảo hoàn toàn thất truyền, cũng không thể như thế võ đoán mấu chốt tựu xem tiền bối tổ sư có nguyện ý hay không đem những này linh phủ luyện chế phương pháp truyền cho chúng ta những này hậu nhân liễu tương đương văn thiên nhịn không được hỏi chân nhân người cái này là ý gì chẳng lẽ quý phái tiền bối tổ sư còn sống trên thế giới này đây vốn là câu vui đùa lời nói ai ngờ chính lại hít một hơi thật dài khí trên mặt lộ ra cực kỳ cổ quái thần sắc chậm rãi nói ra văn sư huynh vấn đề này ta còn thật sự nói không rõ ràng chương 698, Linh Quan Trận. Văn Thiên không khỏi nở nụ cười, nói ra, chân nhân, việc này đương làm thật thú vị. Chẳng lẽ một người có phải là còn sống, người cũng không thể phán đoán sao? Tiêu phàm cùng Đàm Hiên cũng thập phần nghiêm túc nhìn xem chính. Chính sắc mặt lần nữa trở nên nghiêm túc lên, ánh mắt tại ba người trên mặt từng cái xẹt qua, trầm giọng nói ra, ba vị, linh hồn tồn tại. Xem như còn sống, có lẽ hay là đã chết rồi. Cái gì, dù là Văn Thiên đã muốn điệt mạo chi năm, kiến thức rộng rãi, nghe xong chính lời này, cũng nhịn không được nữa lên tiếng kinh hô. Ngược lại tiêu phàm tương đối chấn định tự nhiên, nhìn nhìn chính, chậm rãi nói ra, chân nhân ý tứ, là quy phái có một vị tiền bối tổ sư, dùng linh thân thể hình thức chữ hàng lấy. Cùng loại loại tình hình này, tiêu phàm cũng không phải là đầu một hồi bái kiến, đỉnh càn khôn, trong thanh dương tổ sư, trong mắt hắn, thì phải là sống sờ sờ đích nhưng chính trong miệng vị này Mao Sơn tiền bối tổ sư, tình hình nên vậy cùng Thanh Dương tổ sư có chỗ bất đồng. Nếu không, chính thần sắc có nên không cổ quái như vậy. Hơn nữa, đỉnh càn khôn là hiếm thấy không gian bảo vật, vô cực môn trấn giáo chi bảo, tiêu phàm cũng không tin, cùng loại không gian trí bảo tùy thời có thể thấy được. Nghe tiêu phàm vừa nói như vậy, chính nhẹ nhẹ thở vào một cái, vội vàng nói là có chuyện như vậy. Linh thân thể, nên vậy xem như thế đi, tiêu phàm nói linh thân thể chính còn là lần đầu tiên nghe nói nhưng cũng có thể giải thích tiêu phàm hỏi chân nhân cụ thể tình hình là như thế nào chính nghĩ nghĩ nói ra tiêu chân nhân cụ thể tình hình nói ba xạo thật đúng là nói không rõ ràng nếu như ba vị có thời gian lời mà nói có thể di giá đi bỉ phái tổng đàn một tự ở trước mặt cùng bỉ phái cái vị kia tiền bối tổ sư tâm sự tiêu phàm văn thiên đàm hiên ba người hai mặt nhìn nhau xem ra chính hôm nay trước tới bãi phóng, chính là vì bọn hắn mau sơn vị này tiền bối tổ sư, đến thỉnh tiêu phàm bọn người hỗ trợ đích. Thấy ba người trần chờ chính còn nói thêm, tiêu chân nhân, phan sư huynh, đàm sư muội không dối gạt ba vị nói, chúng ta một mực nghĩ biện pháp lại để cho tổ sư một lần nữa hoàn dương. Chỉ là việc này thật sự rất khó khăn, dựa vào vãi lúa chính lực lượng một người, vô luận như thế nào đều làm không được. Tiêu chân nhân thần công thông huyền, Phan Sư Huynh cùng Đàm Sư muội cũng là đương thời cao nhân. Ba vị nếu là chịu xuất thủ tương trợ, chính vô cùng cảm kích. Một khi việc này hoàn thành, Tổ Sư thật sự hoàn dương sống lại, chính đương làm khẩn cầu Tổ Sư, đem định thân phù cùng chân nguyên phù bí quyết đem tặng. Vốn là chính lần này đến, là muốn mời tiêu phàm một người ra tay, đã Văn Thiên cùng Đàm Hiên đều ở, cái kia tự nhiên là một khối tương mời liếu tương đương. Nhiều lượng hai vị cao thủ tương trợ, việc này nắm chắc thì càng hơn phân dù sao hắn ưng thuận, trả thù lao, là không sợ người nhiều chia đều đích. Định thân phù cùng chân nguyên phù luyện chế bí quyết, tiêu phàm đạt được về sau, chắc hẳn cũng đồng dạng hội truyền thụ cho trong môn đệ tử. Tiêu chân nhân cũng không phải là coi trọng, của mình tính cách. Tiêu phàm ánh mắt tại cái đó chứa thanh quang tê phù bút cái hộp thượng nhìn lướt qua, lập tức nhẹ gật đầu, nói ra, đã như vậy, chúng ta đây tựu đi quấy giày chân nhân cùng Mao Sơn chư vị đạo hữu một hồi. Văn sư huynh, tứ sư tỷ hai vị định như thế nào? Văn Thiên vừa cười vừa nói, sư đệ là trưởng giáo chân nhân, người nói tính toán. Đàm Hiên cũng là tự nhiên cười nói. Hai người bọn họ đều hiểu rõ tiêu phàm tính cách, không chỉ nói chính còn ưng thuận như vậy mê người, trả thù lao, cho dù xem ở đằng kia quản thanh quang tê phù bút phân thượng, tiêu phàm cũng sẽ chạy cái này một chuyến đích. Phái Mao Sơn cũng là thuật pháp hàng loạt, cùng phái Mao Sơn giao hảo, tuyệt đối không có chỗ hỏng. Cuống hồ chính người này, rất được người chào đón. Bất quá đàm hiên có lẽ hay là bỏ thêm một câu, sư huynh, người nói loại tình hình này, chúng ta trước kia ai đều chưa từng đụng phải qua, vạn nhất không giúp đỡ được cái gì, kính xin sư huynh đừng nên trách. Nàng là chuyên gia đàm phán, lại cùng chính quan hệ tương đối mật thiết, câu này, từ tục tiểu, là nhất định phải nói trước đích. Bằng không thì, tiêu phàm ra mặt mỏng, đến lúc đó chỉ sợ hội không có ý tứ. Chính vội vàng nói, đàm sư muội cứ việc yên tâm, Ba vị đáp ứng đi Mao Sơn, cũng đã là thiên đại mặt mũi. Trên thế giới này sự tình, ai có thể có tuyệt đối nắm chắc. Đàm Hiên cười cười, không nói cái gì nữa liễu tương đương. Lập tức tiêu phàm cho Tân Lâm bọn người lưu lại lời nói, liền là cùng chính cùng một chỗ, bốn người đi trước Mao Sơn. Chính dẫn dắt bọn hắn đi đích, cũng không phải Mao Sơn ngọn núi chính đại Mao Phong, mà là lái xe thẳng khu một cái đập chứa nước bên cạnh. Cùng loại đập chứa nước. Tại Mao Sơn vùng núi rất là thông thường, chỗ ngồi này đập chứa nước diện tích không lớn, chỗ vắng vẻ. Đập chứa nước bên cạnh kiến tạo một tòa ba tiến sân đạo quan, môn biển lên lớp giảng bài ba cái kim nước sơn chữ to, thanh hư quan. Tuy nhiên bơi người lác đác, thắng tại thanh tĩnh bình yên. Chính mang theo ái náy hướng ba vị khách quý giải thích nói, những năm gần đây này, Mao Sơn ngọn núi chính sớm được khai phát thành du lịch thắng địa, trong mỗi ngày du khách như dệt, núi liền không dứt, tốt không náo nhiệt, thì thực đã muốn không thích hợp lại với tư cách thanh tu chi địa. Chỗ ngồi này, Thanh hư quan, mới được là hắn chính thanh tu chỗ. Cái này ý tứ trong lời nói kỳ thật tựu rất rõ ràng rồi, mặc kệ Mao Sơn ngọn núi chính hương khói cỡ nào tràn đầy, chỗ ngồi này không có danh tiếng gì Thanh hư quan, mới được là đương đại phái Mao Sơn chính thức tổng đàn chỗ mà. Một đường đi tới, tiêu phàm bọn người từ lâu phát giác, bên này tuy nhiên vắng vẻ thanh tính, nhưng bàn sơn đường cái xây rất khá một nước nhựa đường đường, đẳng cấp phi thường độ cao, tình hình giao thông thật tốt. Thậm chí tại tiếp cận thanh hư quan lúc, còn cài đặt kiểm tra chạm, người không có phận sự, không được tới gần. Dùng chính tại an toàn ngành thân phận địa vị, hắn hoàn toàn có thể làm được điểm này. Lại nhìn thanh hư quan, vai phác núi mặt nước, đạo quan về sau thế núi đi về hướng không ngớt không dứt thành long sống chi hình, quả nhiên là tuyệt hảo phong thủy bảo địa. Khó trách chính muốn chọn nơi này với tư cách thanh tu chỗ rồi, Quả nhiên là nơi tốt. Bất quá tại Thanh Hư Quan cửa lớn, Tiêu Phàm bước chân đi thoảng qua đình trệ một chút, hai hàng lông mày có chút dương bắt đầu đứng dậy. Cái này rất nhỏ biến hóa, tự nhiên lập tức đã bị chính bắt đến, bề bộn tức trưng cầu mà hỏi thăm Tiêu chân nhân. Tiêu Phàm lập tức giãn ra lông mày, chậm rãi nói ra, chân nhân, cái này xem ở phía trong tốt trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức. Cái này lời nói được khách khí, trên thực tế tiêu phàm tại thanh hư quan cảm nhận được một cổ cực kỳ nồng đậm âm khí. Tuy nhiên tại đây tương đối vắng vẻ thanh tính, nhưng là khó gặp long huyệt bảo địa, nguyên vốn hẳn nên sinh cơ giạt rào, cát khí lượn lờ, như thế nào dưới mắt ngược lại tối tăm phiền muộn khí dối rắm không tiêu tan. Chính cười khổ một tiếng, nói ra tiêu chân nhân tuệ nhãn như đuốc, thanh hư quan dưới mắt, xác thực đã có chút ít không ổn. Thỉnh ba vị khách quý tiên tiến xem trong dâng trà, cho ta kỹ càng vì ba vị giải thích. Tốt, tiêu phàm không hề do dự, cất bước tiến vào trong. Tuy nhiên thanh hư quan âm khí lượn lờ, dùng tiêu phàm hiện nay tu vi, tự cũng nghiêm nghị không sợ. Nói sau, chính là người chính trực đoan phương, là đáng tin cậy đích hảo hiếu, tuyệt sẽ không chuyên nhất xếp đặt thiết kế hãm hại bọn hắn. Tiêu phàm sư huynh muội ba người đều tinh thông tương lý, duyệt vô số người, điểm này là không biết xem nhìn lầm đích. Vừa mới vừa đi vào xem trong, thì có một gã khoảng 40 tuổi trung niên đạo sĩ, mặc áo bảo xám, vội vã từ một bên thiên môn chạy ra, vừa thấy chính, hai mắt sáng ngời, kêu lên, sư thúc, ngài xem như đã trở lại, người nọ. Người nọ, nhìn ra được, người này đạo sĩ vốn là có rất nhiều lời sẽ đối chính nói, bỗng nhiên ở phía trong nhìn thấy tiêu phàm bọn người, lập tức liền đem phía sau lời nói đều nuốt trở vào, thần sắc ngượng ngùng đích, có chút không có ý tứ. Chính sắc mặt trầm xuống, hừ một tiếng, có vẻ có chút không vui, dậy dỗ, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Giả, dạ. tên kia đạo nhân lập tức ý thức được chính mình thất thố, lập tức thu vào bộ dạng, bộ dạng phục tùng rủ xuống tầm nhìn trả lời một tiếng, thoáng qua tựu trở nên thập phần trang trọng. Tiêu Phàm đánh giá thoáng một tí, người này trung niên đạo sĩ tu vi không thấp, ẩn ẩn cũng đã trúc cơ thành công, trên người linh lực chấn động rất là mãnh liệt, tựa hồ tại Thanh hư quan trong cũng chỉ là bình thường chấp sự đệ tử, quần áo đơn giản, thần thái khiêm cung. Xem ra phái Mao Sơn thực lực chân chính xa xa không chỉ biểu lộ bên ngoài một chút như vậy. Tiêu chân nhân, Phan sư huynh, Đàm sư muội, bên trong mời. Một tiếng uống ở cái kia gã chấp sự đệ tử, chính liền là chuyển đổi thần sắc, kính cẩn tương mời. Chấp sự đệ tử thần niệm lặng lẽ thò ra, tại đến trên thân người quét qua, lập tức kinh hãi, nhìn về phía Tiêu Phàm trong mắt, tự lộ ra vẻ kính sợ. Vị này nhìn về phía trên vẫn chưa tới 30 tuổi người trẻ tuổi, tu vi thật không ngờ tinh thâm, tại phía xa sư thúc chính phía trên. Khó trách hắn tuổi còn trẻ, sư thúc lại đối với hắn như vậy kính trọng khách khí. Còn lại lượng vị khách nhân, tu vi tựa hồ cũng không tại sư thúc phía dưới. Đến, ba vị thỉnh tiên tiến phòng nghỉ ngơi, uống chén nước trà. Chính tự mình dẫn dắt lấy ba người tới một gian xương phòng trước, nói ra. Lời còn chưa dứt, một cổ xa so vừa rồi nồng đậm nhiều lắm âm khí, phóng lên trời, vốn là bộ dạng phục tùng rủ xuống mục đích cái kia gã chấp sự đệ tử, sắc mặt lại là biến đổi. Tiêu phàm hai hàng lông mày thoáng dơ lên, nói ra, chân nhân, nước trà trước không uống rồi, chúng ta đi hiện trường xem một chút đi. Không hề nghi ngờ, cái này thanh hư quan trong, chân áp lấy nào đó cực kỳ âm hàn sự việc, làm không tốt chính là chính nói cái vị kia tiền bối tổ sư linh thân thể nguyên thần, không biết nguyên nhân gì, ra tình huống. Cảm giác, muốn chân ép không được liễu tương đương chính cũng là vô cùng có quyết đoán loại người, nghe vậy suy nghĩ một chút, liền là nói ra, được rồi, vậy thì thất lễ. Ba vị, xin mời đi theo ta. Tùy theo trong chớp mắt, hướng đi thông nội viện cửa hông đi đến. Cái này thanh hư quan kiến trúc, đều là phục cổ kiểu dáng đích, sắc điệu dùng than trì làm chủ, vô luận chủ điện có lẽ hay là xương phòng, nhìn về phía trên đều bụi bẩn đích, không chút nào thu hút, không có chút nào phú quý xa hoa khí, ngay sàn nhà đều là thanh gạch trải thành, có phần đắc đạo dạy thanh tĩnh vô vi ý cảnh, cùng chỉ thủy quan có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tiêu phàm xem xét cũng rất ưa thích. Cái loại này giường cột chạm trổ, kim bích huy hoàng cái gọi là thánh địa, thật sự hồng trần khí tức quá nặng đi chút ít. Thanh hư quan hậu viện, có một tòa nhà độc lập đền, chợt nhìn, hơi có chút đột ngột. Bởi vì hai bên tất cả đều là từng dãy thấp bé nhà trệt, phụ trợ đắc chỗ ngồi này đền càng thêm hạc giữa bầy gà tiêu phàm thần niệm hướng đền ở phía trong tìm tòi, lại bị một cổ nhu hòa lực đạo nhẹ nhàng bắn mở đi ra. Điện này vũ bên trong bố trí xuống cấm chế đại trận, có chút thần diệu. Văn Thiên bỗng nhiên mở miệng nói ra, chân nhân, điện này vũ bên trong, bố trí chính là linh quan trận A. Hiển nhiên, Văn Hai Thái gia cũng phát hiện chỗ ngồi này đền không ổn. Chính vội vàng đáp, đúng vậy, Văn Sư huynh Nguyên bác được ngay. Vương Linh Quan chính là đạo giáo hộ pháp đại thần, trấn sơn thần tướng, lại xưng hoa quang nguyên soái năm hiển linh quan. Văn Thiên vuốt vuốt tròm dâu, nói ra, uyên bác chưa nói tới, lúc tuổi còn trẻ, đã từng được chứng kiến linh quan trận lợi hại. Thanh hư quan chuyên môn tại hậu viện kiến tạo như vậy một tòa đại điện, bố trí hạ linh quan trận, khẳng định đại có nguyên nhân. chương 699, tuyên bố rõ ràng chân quân cùng uy linh lão ma. Chính dẫn dắt lấy ba vị khách nhân, đi vào đền trước kia, lấy ra một mặt khéo léo ngọc bài, đối với đền ban ngày dơ lên, ngọc bài bên trong thả ra một cổ vô hình linh lực, lập tức cùng với đền trong linh quan trận nổi lên cộng minh, ban ngày, chít kít. Một tiếng, từ từ mở ra. Ba vị đạo hiếu, thỉnh. Một chuyến bốn người vào đền, cái kia gã chấp sự đệ tử dựa theo chính phân phó, tự ở ngoài cửa chờ đợi, không có chính cho phép, bất luận kẻ nào đều không được đi vào chỗ ngồi này linh quan điện. Đền không lớn, ở giữa thờ phụng một pho tượng kim nón trụ kim giáp, hồng lông mày hồng tu, tam mục căm thức, sơ lên cao roi lôi điện thần linh tượng nặn, đúng vậy vương linh quan. Chính bước nhanh tiến lên, tại vương linh quan trước tượng thần lại dài đến mà, kính cẩn thăm viếng. Tiêu phàm sư huynh muội ba người cũng không dám chậm trễ, tiến lên đã lạy vị này đạo giáo hộ pháp đại thần. Chỉ thấy vương linh quan dung mạo uy nghiêm, chạm trổ cực kỳ tinh xảo, thực tế tay phải dơ lên cao cái kia đầu roi lôi điện, cùng kim chói linh quan kim thân có chút bất đồng, mà là một loại màu vàng lợt, có vẻ có chút cổ xưa, rõ ràng cũng không phải cùng pho tượng đúc kim loại cùng một chỗ đích, mà là một việc độc lập binh khí. Tiêu phàm thậm chí ẩn ẩn từ nơi này đầu roi lôi điện bên trong cảm nhận được linh lực chấn động. Cái này đầu roi lôi điện, vậy mà thật là một kiện bảo vật. Thấy tiêu phàm ánh mắt nhìn chăm chú tại roi lôi điện phía trên, chính mỉm cười, nói ra tiêu chân nhân, cái này đầu roi lôi điện, chính là Tam mau Sơn tiền bối tổ sư tuyên bố rõ ràng chân quân đã từng xử đã dùng qua binh khí. Một mực cung phụng đến nay, có hơn một nghìn năm liễu tương đương. Tiêu phàm nhẹ gật đầu. Cái này roi lôi điện quả nhiên là ngàn năm trước tu tù sĩ tùy thân pháp bảo, chỉ là đã nhiều năm như vậy, không người đem ra sử dụng, cái này pháp bảo linh tính đã muốn cơ bản ẩn liếm không thấy. Chỗ ngồi này linh quan điện tuy nhiên không lớn, lại chia làm cao thấp hai tầng, tại một chỗ không ngờ bình phong về sau, giấu giếm lấy một đầu đi thông dưới mặt đất thông đạo. Chính dẫn bốn người tới cái thông đạo này trước, một cổ âm hàn cực kỳ khí tức, lập tức đập vào mặt. Tiêu phàm tu vi cao thâm, tất nhiên là bình thản ung dung, văn thiên vận công chống cự, đàm hiên thậm chí kích linh linh dùng mình một cái. Bởi vậy có thể thấy được này cổ âm hàn khí tức lợi hại. Tiêu phàm hỏi, chân nhân, quý phái cái vị kia tiền bối tổ sư, chính là tại đây địa hạ cung điện trong sao? Chính từng từng nói qua, Mao Sơn vị này tiền bối tổ sư, này đây linh thân thể hình thức tồn tại đích, chỉ cần một cái âm hồn, tại linh quan trận trấn áp phía dưới, rõ ràng vẫn là như vậy âm hàn đến cực điểm, đủ thấy vị này tiền bối tổ sư linh thân thể cường đại. Đúng vậy, tiêu chân nhân, vị kia tiền bối tổ sư, chính là tuyên bố rõ ràng chân quân. Năm đó ghét ác như cừu, dùng thần lôi đại pháp nổi tiếng thiên hạ, roi lôi điện phía dưới, chấn gỡ yêu ta hết vô số yêu ma quỷ quái, là chúng ta phái Mao Sơn nổi danh thần lôi tổ sư. Chính nói tới chỗ này, thần sắc có chút ngạo nghễ. Tiêu phàm gật đầu đồng ý. Chính mở ra dưới mặt đất thông đạo cấm chế, âm hàn khí thức lại càng phún rỗng ra, tiêu phàm trước người một cái màu ngà sữa hộ thể màn hào quang di động hiện ra, lập tức liền đem âm hàn khí che đậy bên ngoài, chính và ba người bên ngoài thân cũng ảo ảo hiện ra hộ thể màn hào quang, che đậy hàn khí. Dưới mặt đất đền cũng không rất sâu, ngay tại vương linh quan pho tượng chính phía dưới, bốn chu tất cả đều là thanh gạch xây thành vách tường, u ám đích, làm cho người lông mau dựng đứng. Đền trung tâm bốn phía, có tám tòa chân nhân chiều cao linh quan tượng nặn, đứng sừng ở tám cái trên bệ đá, sơ lên cao roi lôi điện, cầm trong tay phong hỏa luân, tam mục nhìn chằm chằm, đối diện lấy trung ương một cái bệ đá. Cái này bệ đá không nhỏ, thành bát giác hình, từng cái đều đối diện lấy một tòa linh quan pho tượng, bệ đá bốn phía, âm khí um tùm, đám xương lượn lờ. Cứ việc cái này địa hạ cung điện trang thập phần sáng ngời ngọn đèn, nhưng như cũng có vẻ âm u vô cùng, hàn khí tập kích người. Văn Thiên thấp giọng nói ra, đây là linh quan phục ma đại trận. Đàm Hiên hai hàng lông mày đã muốn nhăn bắt đầu đứng dậy, có chút kinh ngạc lập lại một câu, linh quan phục ma đại trận. Cũng không trách Đàm Hiên kinh ngạc, đã cái này dưới mặt đất đền tiền bối tổ sư, là Mao Sơn tuyên bố rõ ràng chân quân, khi còn sống ghét ác như cừu, chính là có đạo đại đức, lại vì sao phải dùng linh quan phục ma đại trận đến chân áp hắn âm linh. Tiêu phàm ánh mắt chỉ ở linh quan phục ma đại trận phía trên thoảng qua quét qua, liền là nhìn thẳng nhất trung tâm chính là cái kia bệ đá. Đang ở đó trong đó trên bệ đá, gác lại lấy một cái bình bát chén ăn của sư, nước sơn đen như mực, âm hàn đến cực điểm khí tức, đúng vậy từ nơi này cái đen kịt bình bát chén ăn của sư bên trong tán phát ra. Tiêu phàm thần niệm thò ra, ý định tìm tòi bình bát chén ăn của sư đến tột cùng. Ai ngờ vừa vừa mới tiếp xúc đến linh quan phục ma đại trận biên giới, liền là bị một cổ vô hình cấm chế chắn bên ngoài. Tiêu phàm nhẹ nhàng một, hư, lập tức tăng lớn thần niệm chi lực, ngạnh xanh xanh đột phá đại trận cấm chế quấy nhiễu, hướng cái này nước sơn đen như mực bình bát chén ăn của sư bao trùm xuống dưới. Cái này linh quan phục ma đại trận cấm chế tuy lợi hại, nhưng hôm nay tiêu phàm tu vi đã đến kim đan trung kỳ, thần niệm chi lực đại trướng, hơn nữa linh quan phục ma đại trận chủ yếu là trấn áp yêu ma, đối với thần niệm chi lực ngăn cách cũng không quá am hiểu. Nhưng này cổ thần niệm chi lực vừa chạm được bình bát chén ăn của sư biên giới, bỗng nhiên, veo, mà một tiếng, cấp tốc hướng bình bát chén ăn của sư trong hút đi, cơ hồ thế không thể đỡ. Tiêu phàm lắp bắp kinh hãi, vội vàng vận công, đem thần niệm chi lực cấp tốc thu trở về, nếu là hơi chút chậm một chút, chỉ sợ cái này sợi thần niệm chi lực sẽ bị bình bát chén ăn của sư cắn nuốt sạch liễu tương đương. Tuy nhiên tổn thất như vậy một đám thần niệm, vấn đề không lớn, nhưng là làm cho người ta không lớn thoải mái. Cái này bình bát chén ăn của sư, bên trong âm linh, còn thật sự có điểm cổ quái. Ngay sau đó, bên người Văn Thiên cùng Đàm Hiên đều buồn bực hừ một tiếng, Đàm Hiên lại càng lui về sau một bước, sắc mặt biến hóa, hiển nhiên bất ngờ không để phòng, ăn thiệt thòi nhỏ. Văn Thiên tu vi so Đàm Hiên tinh thâm, tình huống thì hơi chút đỡ một ít. Ô, thần niệm chi lực rất cường đại nha, phản ứng cũng rất nhanh. Tiểu Hữu ngươi là môn phái nào đệ tử bỗng nhiên trong lúc đó bình bát chén ăn của sư bên trong vang lên một cái kinh ngạc thanh âm nghe đi lên là một người trung niên nam tử thanh âm cũng không thế nào giả nua không đợi tiêu phàm trả lời chính liền tức giận quát yêu ma lại muốn hại người trung niên nam tử kia lại lơ đánh, ha ha cười một tiếng nói ra chính ngươi nhiên kỷ cũng không nhỏ nóng tính sao có lẽ hay là lớn như vậy ngày qua ngày năm phục một năm, đều không có gì tiến bộ a hát. Tâm tắc, xem ra người cả đời này, là mơ tưởng ngưng kết kim đan liễu tương đương. Chống đỡ tử thì ra là cái trúc cơ kỳ tiểu bối. Trong giọng nói, mang theo trêu chọc ý, tựa hồ cùng chính rất quen thuộc bộ dạng. Tiêu phàm sư huynh muội ba người lại hai mặt nhìn nhau, có chút kinh ngạc. Nghe giọng điệu này, vị này vô luận như thế nào đều khó có khả năng là Mao Sơn tiền bối tổ sư, nếu không, chính như thế nào nghiêm nghị trách cứ hắn vì yêu ma. Nhất định là ở đâu gây ra rủi ro. Chính cười lạnh một tiếng, nói ra, yêu ma, ta có thể không ngừng kết kim đan, không nhọc ngươi quan tâm. Nói thiệt cho ngươi biết, lúc này đây, ta chuyên mời vô cực môn đương đại trưởng giáo tiêu phàm tiêu chân nhân cùng hắn hai vị đồng môn sư huynh sư tỷ tới thu thập ngươi. Ngươi tận thế tựu đã tới rồi. Vô cực môn, trung niên nam tử kia thanh âm, thoáng cái trở nên bén nhọn, tựa hồ hơi có chút tức giận, lại ẩn ẩn mang theo hoảng sợ ý. Vô cực môn đương đại trưởng giáo, khó trách thần niệm chi lực có chút cường đại. Liền vào lúc này, nước sơn đen như mực bình bát chén ăn của sư ở phía trong, lại vang lên cái khác nam tử thanh âm, nghe đi lên, so lúc trước trung niên nam tử thanh âm muốn giả nua vài phần, cũng muốn trầm thấp vài phần, mang theo nói không nên lời uy áp cảm giác, tựa hồ này nhân sinh trước, là một vị tay cầm quyền hành nhân vật. Chính lập tức khẽ khom người, thay đổi một loại ngữ khí kính cần nói đúng vậy tổ sư vị này chính là vô cực môn đương đại trưởng giáo tiêu phàm tiêu chân nhân là đệ tử chuyên mời đến hỗ trợ đối phó yêu ma đích không ngờ như thế cái này bình bát chén ăn của sư bên trong thậm chí có hai cái bất đồng âm linh đằng sau cái này một thanh âm tương đối giả nua đích mới được là tuyên bố rõ ràng chân quân tiêu phàm bọn người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc chỉ là một nho nhỏ bình bát chén ăn của sư bên trong đồng thời dung nạp lấy hai cái linh thân thể chuyện như vậy trước kia bọn hắn ngay nghe đều chưa từng nghe nói qua hôm nay tận mắt nhìn thấy vẫn đang cảm thấy thập phần mới lạ hừ hừ bằng cái này kim đan kỳ tiểu bối tự muốn đối phó tạo uy linh thượng nhân các ngươi là đang nằm mơ sao lúc trước cái kia cái trung niên nam tử thanh âm thập phần tức giận mà quát lại là không có vừa rồi vẻ này chấn định tự nhiên khí độ tuyên bố rõ ràng chân quân lại ha ha cười một tiếng nói ra uy linh lão ma nếu tại năm đó ngươi thân thể không hủy thần thông toàn thịnh thời điểm một gã kim đan kỳ vãn bối tại trước mặt ngươi tuy không có chút nào sức hoàn thủ nhưng bây giờ còn là năm đó sao ngươi hiện tại bất quá là một đám tàn hồn mà thôi tại đây tụ hồn bát trong kéo dài hơi tàn tùy thời cũng có thể hình thần câu diệt rõ ràng còn ở nơi này hồ huynh hoang thật không biết xấu hổ được xưng là uy linh lão ma trung niên nam tử thanh âm lại càng giận tím mặt cười lạnh nói, đạo sĩ Thúi, ta là một đám tàn hồn, ngươi cho rằng chính ngươi là cái gì? Còn không phải cùng ta đồng dạng, tại đây tụ hồn bát trong kéo dài hơi tàn. Hơn một nghìn năm rồi, ngươi có từng chiếm được nửa điểm thượng phong. Tuyên bố rõ ràng chân quân cũng không tức giận, vừa cười vừa nói, uy linh lão ma, ta là không có chiếm được nửa điểm thượng phong, nhưng ta có hậu bối truyền nhân, đang tại tìm cứu ta đi ra ngoài. Ngươi thì sao, ngươi ma thằng nhãi con ở địa phương nào? chỉ sợ sớm đã bị chúng ta chính đạo tu sĩ diệt sát đắc không còn một mảnh đi à nha. Còn lại ngươi như vậy một cái người cô đơn, còn ở nơi này phát huy. Ta thật sự là thay ngươi đáng thương. Uy Linh lão ma không ngừng cười lạnh, nói ra, đạo sĩ thúi, không nên ở chỗ này chính mình hống lửa gạt mình liễu tương đương. Ngươi cho rằng dựa vào ngươi những này ngay kim đan đều ngưng kết không đứng dậy đồ tử đồ tôn, tu vi như vậy dưới chúc cơ kỳ tiểu bối, là có thể đem hai người chúng ta nguyên anh tu sĩ nguyên thần tách ra đừng có nằm mộng hai chúng ta đã sớm nhất định trở thành một đôi hoạn nạn huynh đệ cùng một chỗ sinh cùng chết đem ngươi một mình cứu ra đi thiếu thiệt thòi ngươi dám muốn một mực lẳng lặng nghe của bọn hắn đối thoại tiêu phàm bỗng nhiên mở miệng lạnh nhạt nói ra uy linh tiền bối tuy nhiên chúng ta trước kia xác thực chưa từng thấy qua loại tình hình này nhưng ngươi lại sao có thể xác định chúng ta nhất định nghĩ không ra biện pháp tốt đến uy linh lão ma khẽ giật mình lập tức lại cười ha hả rất khinh thường nói, hậu sinh, nếu như là Lý Thái Hưng cái kia lão bất tử ở chỗ này, hắn nói lời nói này, ta liền cho tin. Ngươi lại tính toán cái gì đó? Ngươi là hắn bao nhiêu đời đồ tử đồ tôn rồi? Văn Thiên cùng Đàm Hiên đều đều biến sắc. Uy linh lão ma trong miệng Lý Thái Hưng đối với bọn họ mà nói, đó là như sấm bên tai. Đúng vậy, vô cực môn thứ 33 đời trưởng giáo chân nhân, vô cực môn hậu bối đệ tử, tôn xưng vì Thái Hưng tổ sư. Nghe đi lên cái này huy linh thượng nhân vậy mà cùng thái hứng tổ sư là đồng thời đời tu sĩ. Quả thật được coi là là ngàn năm lão ma liễu. chương 700, triệu lôi thuật. Tiêu phàm lại cũng không tức giận, nhàn nhạt nói ra tiền bối, thái hứng tổ sư là ta vô cực môn thứ 33 đời tổ sư, rơi vào tay vãn bối tại đây, đã là thứ 64 đời liễu tương đương. Thứ 64 đời. Huy linh lão ma cười lên ha hả, tiếng cười vang sáng, thậm chí Trấn đắc linh quan phục ma đại trận bên trong âm vụ từng đợt cuồn cuộn. Xem ra vô cực môn quả nhiên xuống dốc rồi, hơn một nghìn năm thời gian, chuyển 30 đời. Uy linh lão ma ngữ khí càng thêm khinh thường. Tuyên bố rõ ràng chân quân hừ lạnh một tiếng, nói ra, lão ma, người không cần phải đắc ý. Từ không gian thông đạo sụp xuống về sau, cái này giới diện đã muốn càng ngày càng không thích hợp tu luyện. Với tư cách phàm nhân, hơn một nghìn năm chỉ truyền 30 đời, hợp đến hơn 40 năm mới truyền nhất đại, cái này đã muốn rất khó lường liễu tương đương. Các ngươi linh cảm tông truyền thừa đều đã sớm diệt sạch, người có cái gì tốt đắc ý hay sao? Hừ hừ, cùng với tại đây phàm tục thế giới kéo dài hơi tàn, còn không bằng sớm ngày diệt sạch, tránh khỏi mất mặt xấu hổ. Uy linh lão ma lại thật là mạnh miệng, lập tức lại chào phúng nói, tiểu bối, các ngươi vô cực môn hiện tại dựa vào vãi lúa cái gì truyền thừa a hát. Nhất định là làm cho người ta xem tướng thầy tướng số, kiếm miếng cơm ăn a à. Thật đáng thương, ha ha, ha ha ha. Lại ngửa mặt lên trời cười ha ha. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo màu ngân bạch hồ quang điện, tự tiêu phàm tay phải thực trung hai chỉ kích xạ ra, lập tức xuyên thấu linh quan phục ma đại trận che đậy cấm chế, ầm ầm tại đen kịt bình bát chén ăn của sư trên không nổ vang, ngân sắc hồ quang điện không chút khách khí mà xuất vào bình bát chén ăn của sư bên trong. Tiêu chân nhân, không thể. Chính vội vàng không kịp chuẩn bị, muốn ngăn cản đã muốn không còn kịp rồi không khỏi sắc mặt đại biến chỉ nghe bình bát chén ăn của sư bên trong đồng thời truyền đến hai tiếng buồn bực hư nhưng lại tuyên bố rõ ràng chân quân cùng uy linh lão ma đồng loạt vọng lại triệu lôi thuật tiểu bối ngươi là lôi linh thể tu sĩ sau một khắc uy linh lão ma liền phẫn nộ mà kêu to lên trong thanh âm lại là tức giận lại là phiền muộn nghe nói lôi điện thần thông là linh thân thể âm quỷ các loại tồn tại trời sinh khắc tinh tiêu phàm vốn chỉ là thử một lần không nghĩ tới một kích phía dưới quả nhiên xây công hai gã ngàn năm âm linh đều không hề kháng cự chi lực tuyên bố rõ ràng chân quân lại cười lên ha hả nói ra thống khoái thống khoái tiêu tiểu hữu một lần nữa cho cái này lão ma đến thoáng một tí vị này nhưng lại khương quế chi tính lão nhi di lạt già mà gân tốt dù sao hiện tại nơi này quỷ bộ dáng bổn tỏa đã sớm phiền thấu liễu tương đương họ tiêu tiểu bối người có gan sẽ thấy đến mấy cái triệu lôi thuật nhìn xem là bổn tỏa trước hồn phi phách tán có lẽ hay là tuyên bố rõ ràng lão quỷ trước tan thành mây khói uy linh lão ma nhưng cũng là cái quật cường tính tình ngay sau đó liền nổi trận lôi đình hướng tiêu phàm khiêu chiến tiêu chân nhân chính vội vàng hướng tiêu phàm lắc đầu liên tục bỗng nhiên lộ ra lúc trước cái kia khối ngọc bài hư không nhoáng một cái một đạo pháp quyết bắn tới tám tôn năm hiển linh quan pho tượng đồng thời sáng lên ánh vàng rực rỡ sáng bóng linh quan phục ma đại trận uy lực bỗng nhiên tăng mạnh, một cái màu vàng kim nhạt màn hào quang, đem tám tôn pho tượng đều bao phủ ở bên trong, lập tức liền ngăn cách trong ngoài, đen kịt bình bát chén ăn của sư bên trong uy linh lão ma tiếng gầm gừ rốt cuộc nghe không được liễu tương đương. Tiêu chân nhân, việc này vội vàng sao động không được, chỉ bằng muốn cái sách lược vẹn toàn. Chính hai hàng lông mày nhíu chặt, sầu lo nói. Đàm hiên nhịn không được hỏi, sư huynh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Như thế nào chưa từng có nghe ngươi nói tới qua, các người phái Mao Sơn còn có tình hình như vậy. Ngôn từ trong lúc đó, Lược có chút không vui, tựa hồ cảm thấy dùng hai hắn giao tình, chính không nên đem bả việc này hướng nàng giấu giếm lâu như vậy. Chính cười khổ một tiếng, nói ra, Đàm sư muội an tâm một chút chớ vội, ta cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, thật sự việc này quá kinh thế hãi tục rồi, ta cũng không dám vì tiện lan truyền đi ra ngoài. Như vậy đi ba vị đạo hữu mời theo ta đến bên trên dân trà, ta đem việc này tiền căn hậu quả, nói rõ chi tiết cho ba vị biết được. Lập tức ba người từ dưới đất tầng này rời khỏi, đi vào bên trên linh quan điện, chính phân phó ngoài cửa chấp sự đệ tử dân trà xanh hoa quả, ngay tại vương linh quan tượng nặn trước, triển khai trường đàm tư thế. Chuyện này nói rất dài dòng. Thanh hư quan lịch sử, xa không có mọi người cho rằng ngắn như vậy, từ lúc mấy trăm năm trước, chỗ ngồi này đạo quan tựu xây đi lên, lúc ấy xem trước còn không phải đập chứa nước chỉ là một khẩu núi đường đương nhiên khi đó thanh hư quan chỉ là mao sơn đạo giáo một tòa dâu riêng biệt viện cũng không thế nào được coi trọng nhưng ở nhiều lần chiến trong lửa mao sơn ngọn núi chính đạo quan thánh địa bị hủy một lần lại một lần duy chỉ có rời xa ngọn núi chính chỗ ngồi này thanh hư quan nhưng vẫn hoàn hảo không tổn hao gì chưa bao giờ gặp qua binh lửa tai ương nghe đến đó tiêu phàm cười nhạt một tiếng nói ra như vậy phong thủy long huyệt bình thường binh lửa tai ương, cơ hồ hoàn toàn không biết tạo thành ảnh hưởng gì. Tuyển như thế thượng giai phong thủy bảo địa, nếu là thanh hư quan còn có thể gặp thảm họa chiến tranh, đó mới gọi quái sự. Trừ phi là đế vương trí tôn, thân tới nơi đây, mới có thể năng lực ép tới ở nơi này phong thủy long mạch. Nhưng nơi này như thế vắng vẻ, đế vương trí tôn như thế nào lại đi vào nơi đây? Tiêu phàm hẳn là qua nhiều năm như vậy, duy nhất đặt chân thanh hư quan thiên tử tướng mệnh người đang ngồi mọi người, đều đều là phong thủy đại sư, tự nhiên đồng loạt gật đầu, đối với tiêu phàm nói sâu chấp nhận. Bất quá chính cũng tăng nói, hắn cuối cùng nhất quyết định đem phái Mao Sơn Tổng đàn rời đến Thanh Hư Quan, nếu không phải bởi vì nơi này phong thủy long huyệt, mà là vì cái kia bị linh quan phục ma đại trận trấn áp lấy tụ hồn bát. Chính sư phụ, chính là tiền nhiệm Thanh Hư Quan chủ trì, cũng là tiền nhiệm Mao Sơn chân quân thụ nghiệp ân sư. Sư phụ cuối cùng nhất đem giữ gìn linh quan phục ma đại trận trách nhiệm, giao cho chính. Theo chính nói, sư phụ hắn kỳ thật cũng không biết linh quan phục ma đại trận ở phía trong chấn áp suốt cuộc là vật gì, chỉ biết là tụ hồn bát ở phía trong u ám đích, một mực đều nghiêm cấm môn hạ đệ tử tùy ý tới gần thanh hư quan hậu viện linh quan điện. Cái này linh quan phục ma đại trận, theo thanh hư quan kiến thành lúc lên, vẫn đều tại đó. Mọi người cũng không biết tụ hồn bát ở phía trong có cái gì. Đàm hiên nhịn không được tò mò hỏi. Đúng, chỉ biết là nhiều đời truyền thừa, nhất định phải khả quan cái kia tụ hồn bát, ngàn vạn không thể để cho tụ hồn bát rời đi linh quan phục ma đại trận, rời đi thanh hư quan, nếu không sẽ dẫn xuất thiên đại phiền toái đến. Ai dám không tôn tổ huấn, chính là sư môn phản đồ, hội bị triệt để trục xuất phái Mao Sơn. Chính điểm mạnh một cái đầu, đáp. Tuy nhiên sư phụ như vậy trịnh mà trọng chi địa đem giữ gìn linh quan phục ma đại trận trách nhiệm giao cho hắn, nhưng đã nhiều năm như vậy, tụ hồn bát ở phía trong đều im lặng đích, không có bất kỳ dị động, tự giống như bên trong không có cái gì tựa như. Chính cũng cũng không phải là để ý như vậy rồi, cứ việc không đến mức đem tụ hồn bát rời ra linh quan điện, thực sự không hề mỗi ngày trông coi, mà là bắt đầu bể bộn chuyện của mình. Cái này mới có an toàn ngành thất nhất bảy văn phòng chủ nhiệm. Ai ngờ hơn một năm trước, tụ hồn bát ở phía trong bỗng nhiên phát ra thanh âm, tự xưng là tuyên bố rõ ràng chân quân nguyên thần, nhưng làm chính hù đắc sướng sở sướng sở đích đợi cho chính không ngừng cùng tụ hồn bát trong nguyên thần trao đổi, mới rốt cục vững tin, cái kia thanh âm giả nua cũng không có nói dối, quả thật là tuyên bố rõ ràng chân quân nguyên thần. Ngay sau đó, cái kia uy linh thượng nhân nguyên thần cũng xông ra, không ở tại một bên sen vào lắm mồm. Cái kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu này? Cái kia liên quan đến đến ngàn năm trước kia tu chân giới đại chiến. Tuyên bố rõ ràng chân quân là chính đạo đẳng cấp cao tu sĩ, chúng ta phái Mao Sơn hộ pháp chân quân, uy linh lão ma tắc chính là là ma đạo linh cảm tông trưởng lão. Hai vị này xem như đối thủ một mất một còn rồi, phản nhiều lần phục đấu rất nhiều năm, người này cũng không thể làm gì được người kia. Lúc ấy vì tranh đoạt cuối cùng thông qua không gian thông đạo phản hồi giới diện khác cơ hội, hai người ác chiến một hồi, kết quả đều thân chịu trọng thương, uy linh lão ma thân thể, hủy ở tuyên bố rõ ràng chân quân roi lôi điện phía dưới, bất quá chân quân cũng bị thương không nhẹ. Cái này lão ma vừa thấy thế không đúng, liền là nguyên thần xuất khiếu, cùng tuyên bố rõ ràng chân quân tranh đoạt thân thể. Kết quả hai người nguyên thần có lẽ hay là người này cũng không thể làm gì được người kia, tại tuyên bố rõ ràng chân quân thân thể bên trong, quấy làm một đoàn. Cuối cùng tuyên bố rõ ràng chân quân thân thể cũng không thể bảo trụ, hai người nguyên thần bị thương rất nặng, chỉ có thể trốn vào uy linh lão ma tùy thân pháp khí thụ hồn bát trong, lâm vào trong lúc ngủ say. Chính đơn giản mà đem trong chuyện này tiền căn hậu quả tự thuật một lần, về phần cái này tụ hồn bát cuối cùng nhất tại sao lại rơi vào mao sơn truyền trong tay người bị mao sơn truyền nhân trịnh mà trọng chi địa dùng linh quan phục ma đại trận trấn áp bắt đầu đứng dậy các loại gặp gỡ chính nhưng lại không đại rõ ràng ngủ say tại tụ hồn bát bên trong hai gã nguyên anh tu sĩ nguyên thần đối với trong lúc này quá trình cũng hoàn toàn không biết gì cả đàm hiên hỏi cái kia về sau tại sao lại tỉnh đâu này chính đáp có thể là bởi vì trung thổ thế giới linh khí bắt đầu khôi phục nguyên nhân a có quan hệ tu chân đại chiến không gian thông đạo sụp xuống các loại khúc chiết tiêu phàm sớm đã thuật lại cho văn thiên cùng đàm hiên biết được cho nên chính tại miêu tả một đoạn này khúc chiết kinh nghiệm thời điểm mọi người ngược lại thiếu rất nhiều nghi vấn chân nhân người mời chúng ta đến nơi đây có tính toán gì không hơi khoảnh tiêu phàm chậm rãi hỏi không dối gạt tiêu chân nhân ta là hy vọng tuyên bố rõ ràng tổ sư có thể một lần nữa sống lại ah à điều này sao có thể Đàm Hiên chấn động, thần sắc trên mặt kinh ngạc vạn phần. Tiêu Phàm lông mày có chút một đứng thẳng, trầm giọng nói ra, đoạt xá. Cái gọi là đoạt xá, chính là tu chân giả tại thịt của mình thân thể hủy diệt về sau, có thể một lần nữa cướp lấy một cụ thân thể, thôn vệ một thân thần hồn, phụ thể tân sinh. Tiêu Phàm đang cùng Thanh Dương Tổ Sư trao đổi bên trong, đối với loại này phách đạo hơn nữa ác độc tu chân pháp thuật, biết sơ lược. Nghe Tiêu Phàm nói thẳng ra, đoạt xá, hai chữ, chính cũng có chút giật mình, tiêu phàm đối với tu chân giới hiểu rõ, xa xa vượt ra khỏi dữ liệu của hắn, bất qua chính lập tức lắc đầu, nói ra tổ sư nguyên thần năm đó ở cùng uy linh lão ma tranh đấu thời điểm, cũng đã hao tổn quá nhiều tinh nguyên, lại đang tụ hồn bát ở phía trong nhai nhiều năm như vậy, cũng sớm đã suy yếu không chịu nổi. Đoạt xá đã muốn không có khả năng liễu tương đương, tiêu phàm nhíu mày nói ra, trừ lần này mà bên ngoài, còn có biện pháp nào lại để cho nguyên thần tìm được thân thể đến đạt được sống lại, Kỳ thật đối với đoạt xá loại này hành vi, tiêu phàm thập phần phản cảm. Nếu như chính thật sự là muốn hắn trợ giúp tuyên bố rõ ràng chân quân nguyên thần đoạt xá, hắn hội không chút do dự ban cự tuyệt. Ban đầu ở Đại Tuyết Sơn ở chỗ sâu trong, bị gió ngây thơ đoạt xá là các đại thượng sư cuối cùng thê lương kết cục, lệnh tiêu phàm cho tới nay ký ức hãy còn mới mẻ. Chính nhìn hắn liếc, sắc mặt trở nên thập phần ngưng trọng lên, trầm giọng nói ra, tiêu chân nhân, chúng ta mau sơn trong pháp thuật, có một loại hoàn hồn thuật, có thể cho nguyên thần linh thân thể, mượn xác hoàn hồn. Mượn xác hoàn hồn, tiêu phàm sư huynh muội ba người đồng loạt thốt ra, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Audio điện tử võ tấn bền chương 701, chân nhân pháp thể Mượn xác hoàn hồn là đạo ra một loại cực kỳ thần bí pháp thuật, từ trước chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Hoàn hồn thuật cùng đoạt xá có chỗ bất đồng. Đoạt xá là tu sĩ nguyên thần, chủ động tiến vào tu sĩ khác thân thể, thôn vệ thân thể lúc trước nguyên thần, chiếm cứ thân thể. Mượn xác hoàn hồn, thì là lại để cho một người nguyên thần thì ra là linh hồn, tiến vào đến một cỗ thi thể bên trong, một lần nữa sống lại. Đạo gia còn có một loại cùng loại pháp thuật, gọi về dương thuật. Chính là lại để cho mới tử không lâu người, linh hồn một lần nữa trở lại chính mình trong thân thể, đạt được tân sinh. Cái này ba loại pháp thuật, trở lại dương thuật tương đối mà nói dễ dàng nhất, cũng không có cái gì di chứng bởi vì linh hồn có lẽ hay là trước kia cái kia linh hồn, thân thể cũng có lẽ hay là trước kia cái kia thân thể, thật giống như trị bệnh cứu người đồng dạng, trên căn bản là không sẽ phải chịu lên án đích. Mà mượn xác hoàn hồn, tự phiền toái nhiều lắm rồi, có không ít cấm kỵ. Đương nhiên tương đối càng thêm huyết tinh thô bạo đoạt xá, hoàn hồn thuật vẫn tương đối có thể được tiêu phàm tiếp nhận. Trên thực tế, hoàn hồn thuật chỉ là mượn những người khác thể xác, lại không cần ngạnh xanh xanh thôn vệ người sống linh hồn. Chính giải thích nói, hoàn hồn thuật vẫn là mao sơn thuật pháp một loại, chỉ là có rất ít người có thể thi triển. Công lực không đủ người, tùy tiện thi triển hoàn hồn thuật, một khi trên đường pháp lực không kế, chẳng những không thể cứu người, ngược lại sẽ bị pháp thuật cắn trả. Cho nên, dưới bình thường tình huống, nếu như không phải trí thân hữu ái loại người, không người hội cho người khác thi triển hoàn hồn thuật. Nhưng là, tuyên bố rõ ràng tổ sư là ngoại lệ, điểm này, ngược lại không cần làm nhiều giải thích tuyên bố rõ ràng chân quân chính là nguyên anh kỳ đẳng cấp cao tu sĩ, mặc dù nói mượn xác hoàn hồn về sau, không có khả năng còn bảo trì nguyên anh kỳ tu vi, nhưng nguyên anh kỳ kiến thức cùng hắn trong lồng ngực cất giấu tu luyện công pháp, nếu không phải giả dối. Ví dụ như chính nói qua định thân phù cùng chân nguyên phù, mặc kệ loại nào bùa chế tác thuật, chỉ cần có thể truyền thừa đồng dạng, vậy thì rất khó lường liễu tương đương. Nói sau, chỉ cần mượn xác hoàn hồn tìm thể xác tương đối phù hợp lời mà nói, đợi một thời gian, tuyên bố rõ ràng chân quân trọng mới tu luyện đến nguyên anh kỳ cảnh giới, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng đích. Đến lúc đó, phái Mao Sơn thực lực, đã có thể tuyệt không phải dưới mắt có thể so sánh liễu tương đương. Vì những này, không chỉ nói phái Mao Sơn, cho dù là chuyện như vậy phát sinh ở vô cực môn, tiêu phàm cũng sẽ toàn lực ứng phó. Đàm Hiên trần chờ lấy hỏi, sư huynh, cho dù không có mượn xác hoàn hồn, cái kia định thân phù cùng chân nguyên phù phương pháp chế luyện, cũng có thể truyền cho các người a à chính cười cười, nói ra, đàm sư muội tuyên bố rõ ràng tổ sư hiện tại dù sao chỉ còn lại có linh thân thể, hơn nữa bị cái kia tụ hồn bát giam cầm, thần thức rất khó thỏ ra bát bên ngoài. Loại này cao thâm pháp môn, không có tổ sư tự mình chỉ điểm, không ngừng uốn nắn sai lầm, chỉ dựa vào lấy một ít pháp quyết, muốn luyện thành, nói dễ vậy sao? Nói sau, chúng ta làm đệ tử đích, há có thể trơ mắt nhìn tổ sư chịu khổ chẳng quan tâm, lại thời thời khắc khắc ghi nhớ lấy theo tổ sư chỗ đó tìm được chỗ tốt thật sự không có như vậy đạo lý a ah đàm hiên không khỏi khuôn mặt hơi đỏ lên không nói cái gì nữa liếu tương đương cũng không phải nàng không tin được chính mấu chốt mượn xác hoàn hồn chi thuật nàng trước kia chỉ là nghe nói chưa bao giờ chính thức tiếp xúc qua trong nội tâm không có ngọn nguồn vạn nhất trong chuyện này có cái gì không thể tầm thường so sánh cấm kỵ chỗ mình lại không biết tỉnh tỉnh mê mê tựu đụng phải chỉ sợ sâu sắc không ổn thực nếu là không có một điểm khó xử chỗ chính cũng không trở thành dùng như vậy chân quý thanh quang tê phủ bút đem tặng, hơn nữa ưng thuận định thân phù cùng chân nguyên phù thần kỳ như thế bùa vẽ thuật. Văn Thiên chậm rãi nói ra, chân nhân, hiện tại không nói trước mượn xác hoàn hồn, chỉ cần cái này huy linh lão ma, phải làm xử lý như thế nào. Sự tình rõ ràng, tuyên bố rõ ràng chân quân cùng huy linh thượng nhân nguyên thần đã muốn can thiệp cùng một chỗ, muốn mượn xác hoàn hồn lời mà nói, nhất định phải trước đem hai người nguyên thần chia lìa ra, bằng không thì hết thảy không bàn nữa chẳng lẽ còn có thể làm cho hai người nguyên thần xài chung một cụ thể xác không được. Cho dù có thể thành công, cái kia phục sống lại đích, cũng không biết là cái quái vật gì liễu tương đương. Tiêu phàm tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nếu thật là tuyên bố rõ ràng chân quân nguyên thần cuối cùng nhất cắn nuốt sạch uy linh thượng nhân nguyên thần, cũng thì thôi. Vạn nhất là uy linh thượng nhân chiến thắng, đoàn người như vậy phí hết tâm huyết, lại cứu sống một cái ma đầu, quả thực chính là thiên đại chê cười chính nở nụ cười khổ nói ra đây chính là ta thỉnh ba vị tới mục đích lời nói thật nói ta thật sự bất lực liếu tương đương cái kia uy linh lão mà nói không sai tu vi của ta thức sự quá dưới bất quá chúc cơ mà thôi muốn tách ra hai vị nguyên anh tu sĩ nguyên thần cơ bản cũng là cuồng giải tưởng tượng nói xong liền hướng tiêu phàm nhìn lại dù sao trong bốn người tiêu phàm là duy nhất kim đan tu sĩ đã đến kim đan trung kỳ hơn nữa Tiêu Phàm là vô cực môn trưởng giáo chân nhân. Chính tất cả trông cậy vào, kỳ thật đều ký thác vào Tiêu Phàm trên người. Tiêu Phàm liền trầm ngâm, hỏi chân nhân, bỏ qua một bên cái này không nói chuyện, người ý định như thế nào thi triển cái này hoàn hồn thuật. Mặc dù nói hoàn hồn thuật mượn chính là thể xác, so đoạt xá muốn đỡ một ít, không có như vậy huyết tinh phách đạo, tại Tiêu Phàm trong suy nghĩ, như trước có lẽ hay là mang theo vài phần tà khí, hắn nhất định phải trước biết rõ ràng nói sau những thứ khác. Chính tựa hồ đối với lần này sớm có chuẩn bị, vội vàng nói, tiêu chân nhân, hoàn hồn thuật quan trọng nhất là thể xác, thời cơ, người làm phép công lực sâu cạn, cùng với nguyên thần lực lượng lớn nhỏ. Trong chuyện này là tối trọng yếu nhất, thì là tìm được một cụ phù hợp thể xác. Ừm, tiêu phàm nhẹ nhàng gõ đầu, ánh mắt nhấp nháy mà nhìn qua hắn. Hắn kỳ thật rất muốn nhất làm tinh tường đích, chính là chỗ này một điểm. Tiêu chân nhân, văn sư huynh, đàm sư muội xin mời đi theo ta chính lập tức nói ra. Tại chính dẫn dắt hạ, ba người lần nữa hạ đến tầng hầm ngầm, linh quan phục ma đại trận màn hào quang như trước kim nóng lánh, ngăn cách lấy trong ngoài hết thảy tin tức. Tiêu phàm lần đầu tiên xuống thời điểm, đã sớm chú ý tới, tại tầng hầm ngầm một góc, còn có một phiến cửa nhỏ. Cửa nhỏ chậm rãi đẩy ra, một cổ tinh thuần đến cực điểm tánh mạng tinh khí, phún dũng ra. Tiêu phàm sư huynh muội ba người, nhịn không được liếc nhau một cái, lẫn nhau đều có thể từ đối phương trong mắt chứng kiến kinh ngạc thần sắc. Cửa nhỏ về sau, lại là một đầu uốn lượn xuống phía dưới thông đạo. Bốn người không rên một tiếng, theo cái thông đạo này xuống phía dưới, tánh mạng tinh khí càng thêm tinh thuần, cơ hồ khiến tiêu phàm lập tức liền nghĩ đến lần đầu tiên tại Ma Cưu Sơn Trang nhìn thấy, xích viêm thảo, tình hình, khi đó, xích viêm thảo phát ra tánh mạng tinh khí, cũng là như vậy tràn trề tinh thuần. Chẳng lẽ cái này dưới mặt đất, cũng có cùng loại ma cưu trang viên cái chủng loại kia. Linh tuyền. Rất nhanh, một cái tinh xảo pháp trận liền ra hiện tại mọi người trước mắt. Tiêu phàm vừa thấy phía dưới, tự bật thốt lên khen, tốt tinh xảo ngũ hành âm dương trường xuân trận. Trận pháp chi đạo, tiêu phàm cũng coi như đắc tạo nghệ cực cao. Lại nói tiếp, vô cực môn tiêu chân nhân, thật đúng là cái học phái tạp ra, chẳng những pháp lực cao cường, hơn nữa tinh thông y đạo dược đạo, xem bói phong thủy, tướng mệnh suy luận, tại chế đan thuật, chế phù thuật cùng trận pháp chi đạo thượng tạo nghệ cũng không thấp. Trước mắt cái này ngũ hành âm dương trường xuân trận, chính là đạo giáo trong truyền thừa nổi danh một cái tụ linh pháp trận, bày trận phương pháp tương đương phức tạp, y ngũ hành sinh khắc phương vị thiết lập đầu trận tuyến, dùng âm dương hai cực là trận nhãn, tụ tập thiên địa linh lực, tên cổ trường xuân trận. Cái này ngũ hành âm dương trường xuân trận, nhưng đại khả nhỏ. Đại trường xuân trận, pháp trận cấm chế chi lực có thể bao phủ một cả ngọn núi, đem chọn tòa, ngồi, đạo quan đều vây quanh ở bên trong, đem phạm vi hơn 10 dặm trong thiên địa linh khí đều tụ tập tới. Loại nhỏ tiểu nhân trường xuân trận, tác chính là bao trùm kính trượng chi địa, tụ tập linh khí, cung cấp một người tu luyện chi dùng. Trường xuân trận bất luận lớn nhỏ, đều có hai cái cơ bản nhất yêu cầu, thứ nhất, bày trận loại người, tạo nghệ cao thâm, pháp lực hùng hậu, nếu không quả quyết vô pháp tụ tập linh khí, thứ hai, phải tại thiên địa linh khí tụ tập chi địa bày trận, hơn nữa mắt trận muốn phân một âm một dương. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Tiêu phàm chỗ chỉ thủy quan, dưới mặt đất linh mạch rất không tồi, linh khí nồng đậm, nếu không phải âm dương chi nhãn, chỉ thủy tổ sư lúc trước cái khác bố trí một cái pháp trận, cũng có tụ linh hiệu quả, nếu không phải âm dương trường xuân trận. Văn thiên loát dần dần chuyển thành hoa dâm tròm dâu, gật đầu nói, không nghĩ tới gió này thủy long huyệt, là âm dương chi nhãn. Ở chỗ này bố trí trường xuân trận, quả nhiên là cực hay xảo tư. Chính mỉm cười nói, hai vị không hổ là trận pháp mọi người, chính bội phục. Đương kim thế gian, không chỉ nói bầy trận, có thể nhận ra cái này ngũ hành âm dương trường xuân trận đến người cũng không nhiều. Đàm hiên ánh mắt, lại thẳng tắp mà chăm chú nhìn pháp trong trận khoanh chân ngồi ngay ngắn một gã 40 tuổi khoảng chừng gì đó trung niên nam tử, giật mình nói, hơn hai năm chưa từng thấy đến đỗ chân nhân, nguyên lai hắn một mực tại đây tĩnh tu. Pháp trong trận trên bệ đá, màu vàng nhạt vầng sáng không ngừng lóng lánh, ngồi ngay ngắn trên của hắn trung niên nam tử, mặt như quan ngọc, thân mặc đạo bào, dưới hàm ba tròm dâu dài, rất có tiên phong đạo cốt cảm giác, cùng chính uy nghiêm trầm trọng, hoàn toàn bất đồng. Văn Thiên hỏi, sư muội nhận thức vị này đạo trưởng. Đàm Hiên nói ra, đây là sư huynh đồng môn sư đệ, đỗ lâm minh đỗ chân nhân, đương đại Mao Sơn chân quân truyền nhân, là của hắn cháu ruột nhi. Đỗ chân nhân cùng sư huynh, là mao sơn đương đại mạnh nhất lượng hai vị cao nhân kỳ quái chính là chính nghe đàm hiên nói như vậy cũng không có khiêm tốn trên mặt ngược lại hiện lên một vòng vẻ ảm đạm tựa hồ có chút bi thương tiêu phàm ánh mắt nhấp nháy nhìn thẳng pháp trong trận khoanh chân mà ngồi đạo nhân khe khẽ thở dài nói ra sư tỷ đỗ chân nhân đã muốn tiên thăng rồi hôm nay cái này trên bệ đá đích chỉ là đỗ chân nhân pháp thể mà thôi cái gì đàm hiên chấn động mãnh liệt mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn thẳng trung niên đạo sĩ kia, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin thần sắc. Trên đài cao vị này trung niên đạo sĩ, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, làn da trắng nón, nói đó có nửa điểm thi thể bộ dạng. Thật sự chính là một khoanh chân ngồi xuống luyện công đại người sống. Chính thở thật dài một tiếng, trầm giọng nói ra, đàm sư muội đỗ sư đệ từ lúc hai năm trước, ngay tại Đông Bình cùng cái kia phục sinh quỷ vương đã đấu thời điểm gặp độc thủ. Lúc ấy cùng đỗ sư đệ đồng thời ngộ hại đích, còn có môn hạ ba gã đệ tử lúc ấy ta liều chết che chở đỗ sư đệ gởi yêu ta ít đi ra trở lại xem ở phía trong không lâu đỗ sư đệ an vị mất đi hết liếu tương đương cái gọi là đông bình chính là đông nam này tòa đã từng bị tàn sát hàng loạt dân trong thành có quỷ vương phục sinh thành thị mà cái kia quỷ vương cuối cùng nhất lại chết ở tiêu phàm viêm linh chi lưới kiếm hạ tan thành mây khói không lưu nửa phần dấu vết chân nhân đỗ chân nhân này là pháp thể chính là quý phái định dùng đến thi triển hoàn hồn thuật sao? Hơi khoảnh, tiêu phàm hỏi. Đúng vậy, đỗ sư đệ là ta mau sơn dòng chính truyền nhân, cuộc đời ghét ác như cừu, cùng tuyên bố rõ ràng tổ sư là nhất mạch tương thừa tính cách. Hắn tỏa hóa trước kia, cũng từng chính miệng nói qua, nguyện ý cùng tuyên bố rõ ràng tổ sư hợp làm một thể, trở về nhân thế, hàng yêu diệt ma. Chính cao giọng nói ra, tiêu phàm chậm rãi nhẹ gật đầu. Quả thật như thế, Mao Sơn cái này hoàn hồn thuật ngược lại khiến cho chương 702 28 Đảo mộc tinh Tú nhưng hoàn hồn thuật xa xa không chỉ đơn giản như vậy có một thể xác chỉ là bước đầu tiên cũng là cơ bản nhất yêu cầu hơn nữa này là thể xác có thích hợp hay không dưới mắt cũng không thể khẳng định còn cần trải qua kín đáo suy tính chân nhân Đỗ chân nhân ngày sinh tháng đẻ cùng với tuyên bố rõ ràng tổ sư ngày sinh tháng đẻ chắc hẳn chân nhân đã sớm suy diễn qua rồi A à. Chính nghiêm nghị nói ra, ta tuy nhiên đã muốn sơ bộ suy diễn qua, còn muốn thỉnh tiêu chân nhân lại suy diễn một lần. Nghe qua vô cực môn mệnh lý chi học, quan tuyệt thiên hạ, kính xin tiêu chân nhân vui lòng chỉ giáo. Lời này, chính chính là là thật tâm thành ý, không có nửa điểm khiêm tốn khách khí. Hoàn hồn người cùng bị chọn chúng thể xác trong lúc đó, ngày sinh tháng đẻ phải xứng đôi, nếu như lẫn nhau xung đột, tại thi thuật trong quá trình đem gặp được khó có thể tưởng tượng cự sao sao phiền, Chẳng những hội làm cho thi thuật thất bại, thậm chí sẽ làm cho thi thuật giả đã bị sát khí cắn trả. Chỉ có điều cái này chữ bát ba phải chăng xứng đôi, lại tuyệt không phải bình thường thuật sư có thể suy diễn được đi ra đích. Nghe Tiêu Phàm vừa nói như vậy, chính lập tức trong nội tâm sáng như tuyết, Tiêu Phàm tuyệt đối tinh thông hoàn hồn chi thuật. Không hiểu hoàn hồn thuật thuật sư, cho dù lại tinh thông mệnh lý, là còn hồn thuật suy diễn ra tới kết quả cũng là không đúng. Phái Mao Sơn là thượng thanh truyền thừa, tinh thông bùa chi thuật nhưng ở mệnh lý tương pháp phương diện, lại tự nhận không bằng vô cực môn. Tiêu Phàm mỉm cười, nói ra, chân nhân khen nhầm, không dám nhận. Thỉnh tuyên bố rõ ràng tổ sư cùng đỗ chân nhân ngày sinh tháng đẻ. Trong lúc này, cũng không phải là lúc khách khí, nếu Tiêu Phàm suy tính ra tuyên bố rõ ràng tổ sư cùng đỗ chân nhân chữ bát ba xung đột, không xứng đôi, như vậy nhất định phải một lần nữa tìm kiếm phù hợp thể xác. Cái này cũng không phải là đơn giản như vậy. Dù sao vô luận phái Mao Sơn có lẽ hay là vô cực môn, cũng không phải tà ma ngoại đạo, không thể trước tìm được chữ bát ba, xứng đôi người, lại đem người này sát hại, lấy hắn thể xác đồ dự bị. Đơn thuần dựa vào vận khí sẽ tìm đến phù hợp thể xác, thời gian thượng cũng không dám cam đoan. Đương nhiên, tiêu phàm cũng không phải không tin được chính. Mấu chốt cái này hoàn hồn thuật, chính tự mình nói được minh bạch, công lực không đủ, cần dựa vào tiêu phàm bọn người trợ giúp, dùng tiêu phàm tu vi, Tại thi thuật trong quá trình, nhất định là dùng hắn làm chủ đích. Đã như vậy, việc này từng cái chỗ hiểm nơi, muốn hoàn toàn khống chế tại Tiêu Phàm trong tay mình mới được. Quan trọng hơn trước mắt, đem bản thân an nguy giao cho trong tay người khác, cũng không phải là ổn thỏa cách làm. Chính biết rõ trong đó chỗ hiểm, lập tức đem tuyên bố rõ ràng chân quân cùng Đỗ Lâm Minh ngày sinh tháng đẻ đều báo đi ra. Tiêu Phàm, Văn Thiên, Đàm Hiên, cơ hồ đồng thời tay trái ngón tay khẽ nhúc nhích bắt đầu suy diễn bắt đầu đứng dậy. Giống nhau thuật sư hợp chữ bát ba cần dở lịch thư siếc miệng, lại đem thẩm tra đến nội dung từng cái ghi chép lại, lại từng cái đối lập suy diễn, tìm kiếm sông sát phạm húy chỗ. Có thể như vậy hợp tốt chữ bát ba tiên sinh, đã muốn xem như rất có bản lĩnh liễu tương đương. Vô cực môn ba vị đại thuật sư, tự nhiên không cần phiền toái như vậy. Phương Tây Bạch Hổ sông sát, chân nhân, tuyên bố rõ ràng tổ sư cùng đỗ chân nhân chữ bát ba không phải thập phần tương hợp a AH. hát hơi khoảnh tiêu phàm hai hàng lông mày tựu nhân bắt đầu đứng dậy đàm hiên hơi kinh ngạc nàng tại sao không có suy diễn đi ra hai người chữ bát ba sông bạch hổ sát bất quá đàm hiên chắc chắn sẽ không nghi vấn tiêu phàm suy diễn kết quả dưới mắt tiêu phàm đã muốn bước vào thiên nhân tương đệ nhị trọng chẳng những pháp lực xa so về phía trước hùng hậu tại tướng thuật thượng tạo nghệ cũng xa xa không phải nàng có khả năng bằng được đích. Chính trên mặt lập tức lộ ra cực kỳ bội phục thần sắc, nói ra tiêu chân nhân thần thuật. Ta tuy nhiên cũng coi như ra bạch hổ phương vị hơi có không ổn, muốn tinh chuẩn suy diễn ra bạch hổ sông sát, nhưng lại tuyệt đối không thể. Tiêu phàm trầm ngâm nói, bạch hổ sông sát, bốn trụ thiếu thứ nhất, vốn không phải tốt nhất hoàn hồn thể xác, thì thuật trong quá trình gặp được phiền toái không nhỏ. Bất quá, đỗ chân nhân khi còn sống tu vi tinh thâm, nên vậy thân có linh căn, thích hợp chi đạo. Một khi tuyên bố rõ ràng tổ sư hoàn hồn thành công, muốn khôi phục ngày xưa tu vi, tất yếu dễ dàng hơn nhiều. Theo điểm này thượng xem, đảo coi như là thượng giai chi tuyển. Chính vội vàng nói, đúng vậy ý tứ này, lúc trước Đỗ sư đệ thành tiên trước kia, ta cố ý cử động toàn phái chi lực, dựng lên cái này Trường Xuân trận, chính là vì dùng cái này mà âm dương linh nhãn bảo vệ Đỗ sư đệ thân thể không hủ cũng mất đi phái Mao Sơn chiếm cứ như vậy động thiên phúc địa, thanh hư quan dưới mặt đất, trùng hợp giống như lần này âm dương linh nhãn, mới có thể bố trí thành ngũ hành âm dương trường xuân trận, nếu không, đỗ lâm minh thân thể, quả quyết khó có thể bảo tồn thời gian dài như vậy. Nếu như dùng hiện đại đóng băng thủ đoạn, đem đỗ lâm minh thân thể đóng băng bắt đầu đứng dậy, cũng có thể bảo tồn rất lâu một thời gian ngắn, nhưng bởi như vậy, này là thân thể thượng linh khí, chỉ sợ sớm đã tiết lộ đắc không còn một mảnh rồi. Tuyên bố rõ ràng tổ sư cho dù mượn xác hoàn hồn thành công, muốn khôi phục ngày xưa tu vi, còn không biết là năm nào tháng nào sự tình, có lẽ đồng lứa tử đều không có hy vọng lần nữa ngưng kết nguyên anh. Đương nhiên, giả thiết có thể tìm được trong truyền thuyết ngàn năm huyền băng, ngược lại có thể đem thân thể linh khí cùng một chỗ bảo tồn xuống, bất quá, Tiêu Phàm nhưng không tin, phái Mao Sơn có thể tại làm sao trùng hợp trong thời gian tìm được chính thức ngàn năm huyền băng. Mượn xác hoàn hồn như vậy thuật pháp, có thể nói chính thức nghịch thiên hành sự nguyên vốn sẽ phải chú ý cái cơ duyên xảo hợp. Thanh hư quan có âm dương linh nhãn, nhưng bảo vệ đỗ lâm minh thân thể không hủ, chưa hẳn cũng không phải là tuyên bố rõ ràng tổ sư cơ duyên. Văn thiên nhíu mày nói ra, sư đệ, bạch hổ sông sát, bốn trụ thiếu một, cưỡng ép hát yêu ta ép thi triển hoàn hồn thuật, nếu như sát khí cắn trả, có thể làm gì? Tiêu phàm nói ra, cho nên còn muốn trước chuẩn bị một ít tất yếu áp sát Phật. Chắc hẳn chân nhân nên vậy sớm có chuẩn bị a. À? chấn áp hung thần, ngược lại Mao Sơn truyền thừa cường hạng. Chính bề bộn tức gật đầu nói, đảo là chuẩn bị một ít, tiêu chân nhân nếu như có cái gì đặc biệt yêu cầu, cứ việc phân phó. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, đừng còn chưa tính, thỉnh chân nhân lập tức chuẩn bị 28 cái đảo mục tinh tú, dùng linh huyết ngâm 7749 canh giờ đồ dự bị. Văn Thiên cả kinh nói, sư đệ muốn bố 28 tinh tú đại trận sao? Tiêu Phàm có chút vuốt cằm, nói ra, xác thực có ý đó. Mặc dù nói bạch hổ sông sát, không nhất định phải dùng 28 tinh tú cùng chấn chi, nhưng việc này liên lụy tới tuyên bố rõ ràng tổ sư, chính là thượng cổ nguyên anh kỳ cao nhân, cẩn thận một ít, sẽ không sai đích. Văn Thiên có chút lo lắng nói, bố 28 tinh tú đại trận, quá hao phí chân nguyên linh lực. Đến lúc đó còn muốn thi triển hoàn hồn thuật, linh lực tiêu hao càng lớn. Hai bên ở phía trong một gom góp, tung tính toán tiêu phàm hôm nay pháp lực thâm hậu, chỉ sợ cũng không thoa sử dụng. Huống chi, đang thi triển hoàn hồn thuật trước kia, còn có một thiên đại phiền toái, cần trước giải quyết. Tiêu phàm khoát tay áo, nói ra, sư huynh không cần phải lo lắng, chuyện như vậy, muốn nửa điểm phong hiểm cũng không bốc lên, cũng không thực tế. Văn thiên tưởng tượng, cũng là đạo lý này. Nếu thật là nửa điểm phong hiểm đều không có, người ta phái Mao Sơn định thân phù chân nguyên phù như vậy nghịch thiên thần phù, dựa vào cái gì truyền thụ cho ngoại nhân. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cổ có minh huấn. Đàm Hiên nói ra, hiện tại xem ra, phương diện khác đã không có quá lớn vấn đề, nhưng uy linh lão ma, nên như thế nào giải quyết? Mọi người thần sắc, thoáng cái trở nên nghiêm túc lên. Đây mới là đầu tiên nhất định phải giải quyết đích, nếu không, mặt khác chuẩn bị đều làm không công. Tiêu phàm trầm giọng nói ra, uy linh lão ma cùng tuyên bố rõ ràng tổ sư đồng giạc, đều là thượng cổ nguyên anh tu sĩ. Lời nói thật nói, như vậy cảnh giới đại năng người, Chúng ta trước kia ai cũng chưa có tiếp xúc qua, thậm chí đều không thể tưởng tượng. Ta cũng không có biện pháp tốt, chỉ có thể trước nếm thử một chút nói sau. Nhìn xem có thể hay không tìm ra có thể thực hiện chi đạo đến. Tiêu phàm lời này cũng không phải khiêm tốn. Chiếu thanh dương tổ sư thuyết pháp, tu chân đạo thượng, từng cái cùng bậc tăng lên, đều thể hiện ra hoàn toàn bất đồng pháp lực cùng thần thông. Cùng giai bên trong cảnh giới tăng lên, loại biến hóa này có lẽ còn không đại minh lộ ra. Một khi tăng lên một cái đại cảnh giới, tình hình tự hoàn toàn không giống với lúc trước. Kim đan hậu kỳ cùng nguyên anh sơ kỳ khác biệt, cũng không phải kim đan trung kỳ cùng hậu kỳ khác biệt có thể so sánh đích. Điểm này, theo Tiêu Phàm bản thân cảnh giới biến hóa có thể xem xét biết rốt cuộc quả nhiên. Chưa từng bước vào thiên nhân cảnh, trước cùng bước vào thiên nhân cảnh, hậu, vô luận pháp lực có lẽ hay là thần thông hoặc là thuật pháp cảnh giới, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau liễu tương đương dùng hắn tu vi hiện tại thần thông, đánh bại ma cưu đại quốc sư, tuy nhiên không nói là tiện tay mà thôi, xác thực cũng không cần tốn hao bao nhiêu khí lực. Tung tính toán ma cưu đại quốc sư hóa thành linh thân thể thân, cũng vẫn là có thể đơn giản diệt sát. Tuy nhiên tuyên bố rõ ràng chân quân cùng uy linh lão ma đều ở tụ hồn bát ở phía trong bị đóng cửa chấn ngàn. Nhiều năm, hơn nữa chỉ có nguyên thần không có thân thể, thần thông đại chế ngự chế, theo lý không biết đối với tiêu phàm tạo thành bao nhiêu thương tổn, nhưng ở linh quan phục ma đại trận chỗ đó, chính mình thần niệm thiếu chút nữa bị tụ hồn bát thôn về một màn kia, tiêu phàm ký ức hãy còn mới mẻ. Đối với cái này hai cái ngàn năm lão quái vật, không dám có chút chủ quan chi tâm. Tốt, tiêu chân nhân thỉnh. Đối với cái này cái khó giải quyết nhất nan đề, chính sớm đã đem hy vọng đều ký thác vào tiêu phàm trên người. Một chuyến bốn người, lại từ dưới đất tầng 2 lên tới tầng 1. Linh quan phục ma đại trận lóng lánh kim quang, đã bắt đầu trở nên ảm đạm bắt đầu đứng dậy, chính ngọc bài, chỉ có thể kích phát trận này một số nhỏ uy năng, cũng không thể duy trì quá lâu thời gian. Chân nhân, mượn ngọc bài dùng một lát, dùng tiêu phàm tại trên trận pháp tạo nghệ cùng hắn giờ phút này, thiên nhân tương, đệ nhị trọng tu vi, muốn mạnh mẽ đột phá cái này linh quan phục ma đại trận, cũng không khó khăn lắm. Nhưng muốn điều khiển đại trận vì mình sử dụng, tự nhiên còn muốn mở ra đại trận pháp khí. Tốt, chính không chút do dự, móc ra ngọc bài giao cho tiêu phàm tiêu phàm cử động giơ tay lên linh lực rót vào ngọc bài bên trong một đạo pháp quyết đánh ra vốn là ảm đạm kim quang một hồi lóng lánh liền triệt để biến mất không thấy gì nữa tiêu tiểu hữu người lại tới nữa có phải là đã đã tìm được đối phó lão phu biện pháp tốt ha hát ha 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 phục ma đại trận cách ly màn hào quang vừa rút lui rơi tụ hồn bát ở phía trong lập tức truyền đến uy linh lão ma mỉa mai tiếng cười Tiêu phàm cười nhạt một tiếng, nói ra, uy linh tiền bối, biện pháp đều là nghĩ ra được, người cũng không cần gấp tại nhất thời. Tiền bối lúc trước cho dù thần thông cái thế, hiện tại cũng không quá đáng là một đám tàn hồn mà thôi. Vãn bối tin tưởng, muốn tiêu diệt rơi ngươi, chắc chắn sẽ không rất khó khăn. Nói cho cùng, ha ha, uy linh lão ma, người ước chừng cả đời cũng không còn bị người như vậy xây nhục nhã qua ha. Thông khoái thông khoái, hắc hắc, tuyên bố rõ ràng lão quỷ, ngươi phải ý cái gì? Ta và ngươi hiện tại hoàn toàn hợp làm một thể, cái này tiểu bối muốn muốn gỡ yêu ta ta, nhất định phải muốn ngay ngươi cũng một khối gỡ yêu ta chết. Lão phu coi như là tan thành mây khói, cũng có đệm lưng đích, có cái gì phải sợ đích. Hừ hừ, tiêu tiểu hữu ngươi không cần lo cho ta, lập tức thi triển triệu lôi thuật, đem cái này lão ma diệt sát cái sạch sẽ. Có thể chứng kiến cái này lão quái vật hồn phi phách tán, ta liền cho tính toán cùng hắn cùng chết, đó cũng là thống khoái vô cùng. Ha ha! Tuyên bố rõ ràng chân quân cười to không ngừng. chương 703, tụ hồn bát. Tiêu phàm bình tĩnh nói, tuyên bố rõ ràng tiền bối, nếu như chúng ta không có cách nào đem người cùng uy linh tiền bối nguyên thần tách ra lời mà nói, vì bảo hiểm để chúng ta quả thật có khả năng ngọc thạch câu phần. Hay lắm hay lắm, ta muốn đúng là những lời này. Tiêu tiểu Hữu không hổ là vô cực môn đương đại trưởng giáo, thái hứng chân nhân dòng chính truyền nhân, sát phạt quyết đoán tuyên bố rõ ràng chân quân chẳng những không có tức giận ngược lại cười lên ha hả tựa hồ thật sự thập phần vui vẻ uy linh lão ma lạnh hừ một tiếng nhưng không có nói cái gì nữa xem ra hắn đối với chính mình vị này dây dưa hơn nghìn năm đối thủ thập phần hiểu rõ dùng tuyên bố rõ ràng chân quân ghét ác như cửu tính cách xác thực sẽ không để ý cùng hắn đồng quy vô tận ngọc thái câu phần tại loại tình hình này phía dưới tiếp tục chọc giận tiêu phàm tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Tiêu phàm phiêu nhiên nhi khởi, vào linh quan phục ma đại trận trong, tay phải vừa nhấc một đạo ngân sáng hồ quang điện tại hắn giữa ngón tay hiện lên hiện ra, không ngừng nhảy lên. Chính thấy thế, biết rõ hắn muốn dùng lôi điện chi thuật đối phó hai gã âm linh, trên mặt hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Dù sao nếu thật là Ngọc Thái Câu phần lời mà nói, có hại chiều thiệt cuối cùng là bọn hắn phái Mao Sơn, định thân phù cùng chân nguyên phù phương pháp chế luyện, tự chặt đứt truyền thừa, chỉ là trong lúc này, hắn cũng không nên khuyên nữa ngăn tiêu phàm. Tiêu phàm là hắn tự mình mời đến tương trợ đích, nếu như hắn lần nữa theo bên cạnh cản tay, tiêu phàm chỉ sợ sẽ dưới sự giận dữ, phải tay áo bỏ đi. Xuy, một tiếng vang nhỏ, tiêu phàm rốt cuộc ra tay, giữa ngón tay hồ quang điện bắn ra ra, nếu không phải bắn vào bình bát chén ăn của sư trong, mà là thẳng tắp đánh vào đen kỳ tụ hồn bát thượng. quanh, mà một tiếng, hồ quang điện gần người lập tức, tụ hồn bát thượng bỗng nhiên dâng lên một cổ nước sơn đen như mực sương mù, trong khoảng khắc, liền đem tinh xảo hồ quang điện bao phủ, thôn vệ đắc không còn một mảnh. Hắc hắc, tiểu bối, người không biết từ nơi nào học được một điểm triệu lôi thuật ra lông, tự vọng muốn đối phó ta tụ hồn bát, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Tụ hồn bát trong, truyền đến uy linh lão ma cười lạnh thanh âm. Cũng không trách uy linh lão ma một bộ không có sợ hãi bộ dạng, cái này tụ hồn bát, cứ việc không phải uy linh lão ma bổn mạng pháp bảo, nhưng cũng là một kiện không giống tiểu khả ma đạo chí bảo, mà đạo linh cảm tông là tối trọng yếu nhất vài món bảo vật một trong, uy linh lão ma ma công đại thành về sau, vẫn mang theo trên người, dùng bổn mạng chân nguyên tiến hành tẩm bổ, lại hấp thu một chút cũng không có tính ra tu sĩ sinh hồn, ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt âm sát khí. Mặc dù nói, lôi điện chi thuật là ma đạo quỷ tu khắc tinh, nhưng cũng phải nhìn song phương đẳng cấp khác biệt. Lôi điện chi lực quá yếu, muốn áp chế tụ hồn bát âm sát chi lực tự nhiên không đại khả có thể bất quá tiêu phàm vừa rồi rõ ràng chỉ là thăm dò cái kia ngân rực lôi bằng nội đan hắn cứ việc luyện hóa cực nhỏ một bộ phận triệu lôi thuật cũng chỉ nắm giữ một ít thô thiển gia lông nhưng ngân rực lôi bằng chính là trời sinh thánh linh lôi điện chi lực uy chấn trời xanh tiêu phàm cho dù chỉ học đến một điểm gia lông uy lực cũng xa xa không chỉ không sai sau một khắc tiêu phàm sắc mặt trầm xuống thân thể bay lên trời hai tay bình thân, bàn tay tà tà hướng lên, từng đạo ngân lập lòe hồ quang điện, tại hắn mười ngón trong lúc đó dần dần lóng lánh ra, cứ việc hồ quang điện như trước chưa nói tới thập phần tráng kiện, lại cực kỳ rõ ràng. Chính, Văn Thiên cùng Đàm Hiên đều đảo hút một hơi hơi lạnh, cái này hay là đám bọn hắn đầu một hồi như thế rõ ràng mà chứng kiến lôi điện chi lực gần trong gang tắc lóng lánh, ẩn ẩn từ đó cảm nhận được một cổ khó tạo uy áp ý, phảng phất một đầu đến từ chính trên chín tầng trời yêu linh, muốn hiện thân ra, chính nhìn bên người Văn Thiên liếc, hạ giọng nói ra, Văn Sư Huynh, cái này triệu lôi thuật, chẳng lẽ cũng là quý phái truyền thừa. Vô cực môn tuy nhiên bác đại tinh thâm, chính nhưng lại chưa bao giờ nghe đàm hiên đề cập tới, trong cửa còn có triệu lôi thuật loại này nghịch thiên pháp quyết. Lôi điện chi lực, chẳng những đối với ma đạo quỷ tu là trời sinh khắc tinh, đối với đại đa số tu sĩ, đều có được uy hát yêu ta ép chí mạng. Trong truyền thuyết thiên kiếp, cường đại nhất đúng là lôi kiếp. Hoang dã khí, người đây không phải vô cực môn truyền thừa, là yêu thuật. Vốn là rất khinh thường uy linh lão ma, bỗng nhiên kinh hô lên. Hắn và tuyên bố rõ ràng chân quân nguyên thần ẩn thân cái này tụ hồn bát, chẳng những có thể đủ tẩm bổ ba hồn bảy vía, hơn nữa có cường đại ngăn cách chi lực. Chẳng những có thể dùng ngăn cách ngoại giới đối với thương thế của bọn hắn hại, cũng có thể ngăn cách bọn hắn thần niệm chi lực ra bên ngoài điều tra. Tiêu phàm trước đó không lâu thả ra thần niệm chi lực muốn điều tra bình bát chén ăn của sư, bên trong tình hình, lập tức tự lọt vào tụ hồn bát thôn phệ. Nhưng hiện tại, tiêu phàm toàn thân phóng xuất ra cái kia cổ hoang dã khí tức, ngay tụ hồn bát cũng khó khăn dùng hoàn toàn ngăn cách, uy linh lão ma lập tức tự cảm nhận được. Thậm chí ngay tuyên bố rõ ràng chân quân đều giật mình nói, tiêu tiểu hiếu, người cái này triệu lôi chi thuật, là từ đâu học được đích, nặng như vậy bạo ngược khí. Ta cùng Quý môn Thái Hứng Chân Nhân tương giao nhiều năm, cho tới bây giờ không có nghe hắn đề cập tới, vô cực trong truyền thừa có hoang dã triệu lôi thuật. Tại tuyên bố rõ ràng chân quân trong nhận thức biết, vô cực môn đẳng cấp cao tu sĩ, nguyên một đám cẩn thận đoan phương, uy nghiêm trầm trọng, sở tu công pháp đều bị chính đại quang minh từ trong ra ngoài, không mang theo nửa phần tà mị khí. Thứ 33 đời trưởng giáo Thái Hứng Chân Nhân lại càng chính đạo đứng đầu, lãnh tụ vọng trọng tu chân giới. Ngay tuyên bố rõ ràng chân quân đều thập phần bội phục đích. Như thế nào truyền thừa ngàn năm về sau, Vô Cực môn hậu đại trưởng giáo, lại học xong như vậy bạo ngược yêu tà triệu lôi chi thuật. Chẳng lẽ trước mắt cái này họ tiêu người trẻ tuổi, là giả mạo vô cực trưởng giáo? Tiêu phàm chậm rãi nói ra, tuyên bố rõ ràng tiền bối, cái này triệu lôi thuật, là vãn bối có kỳ ngộ khác học hội đích, cùng vô cực truyền thừa không quan hệ. Bất quá dưới mắt, dùng để đối phó cái này tụ hồn bát, đảo vừa vặn phù hợp. Nói xong, 10 ngón ở giữa ngân lập lè hồ quang biệt, trở nên càng thêm sáng lên, so sánh với lúc trước, cũng vừa thô vừa to vài phần, uy thế càng thêm kinh người. Hừ hừ, tiểu bối, ngươi liền làm mộng A, à. nếu như là chính đạo thái ất môn thái ất thần lôi, hoặc là thái hạo môn hạo dương thần lôi, ta còn né tránh ba phần. Người cái này yêu tà nhất tộc triệu lôi thuật, đối với ta linh cảm tông trí bảo, có thể có cái gì khắc chế chi lực. Uy linh lão ma lập tức lạnh cười rộ lên, lại khôi phục cái loại này khinh thường ngữ khí. Cái này lão ma theo lời Thái Ất Thần Lôi cùng Hạo Dương Thần Lôi, đều là chính đạo tiếng tăm lừng lấy triệu lôi thuật. Thái Ất Thần Lôi là hỏa thuộc tính bính hỏa thần lôi, Hạo Dương Thần Lôi thì là phong thuộc tính thiên phong thần lôi. Đối với ma đạo quỷ tu khắc chế công hiệu, thực tế rõ ràng. Những thứ khác lôi điện chi thuật, khắc chế chi lực muốn càng ngày càng xa sút liễu tương đương. Về phần ma đạo tu sĩ tu luyện một ít triệu lôi thuật, tắc chính là chẳng những không có khắc chế chi lực, ngược lại hội càng thêm cổ vũ ma đạo công pháp uy lực, biến thành chính đạo tu sĩ thiên địch khắc tinh. Tiêu phàm hai hàng lông mày cao lại, đối với uy linh lão ma khiêu khích nói như vậy hào không thèm nhìn, miệng lẩm bẩm mười ngón gian hồ quang điện dần dần trói mắt sáng trói, đem trọn gian mật thất dưới đất đều chiếu lên sáng trưng, chính và ba người kìm lòng không được mà thoảng qua vắng bắt đầu sọ, không dám nhìn thẳng. Cảm nhận được tiêu phàm trên người càng ngày càng là mãnh liệt bạo ngược ý, uy linh lão ma cũng ngậm miệng lại. Đừng nhìn trong miệng hắn nói được kiên cường, trên thực tế ở sâu trong nội tâm cũng là lo sợ bất an. Thật sự tiêu phàm trên người cổ hơi thở này, làm cho người rất trong lòng run sợ rồi, cùng hắn dĩ vãng nhìn thấy bất luận cái gì yêu tà bạo ngược khí đều rất là bất đồng. Tuy nhiên rõ ràng cho thấy yêu linh chi thuộc khí thức, lại ẩn ẩn mang theo vài phần cao quý ý, cũng không phải hạ đẳng yêu linh năng đủ phát ra đích. Ngay cái này Nguyên Anh kỳ uy linh lão ma đều cảm thấy áp lực cực kỳ trầm trọng. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa bạo vang lên, mười đạo trói mắt lóe sáng hồ quang điện, mãnh liệt hướng tụ hồn bát kích bắn đi. Hồ quang điện vừa vừa mới tiếp xúc đến tụ hồn bát, nước sơn đen như mực bát trên hạ thể, cùng vừa rồi đồng dạng, lập tức dâng lên một cổ đen kịt đám xương, cuồn cuộn lấy, đảo mắt liền đem hồ quang điện bao vây lại, mang theo ẩn ẩn tiếng quỷ khóc. Bất quá lần này lôi điện chi lực, thật sự không giống tiểu khả, xa không là lần đầu tiên thăm dò có thể so sánh nhìn về phía trên đồng dạng không cam lòng yếu thế đen kịt đám xương, tại hồ quang điện oanh kích phía dưới, trong nháy tựu trở nên mỏng manh vô cùng. Oanh, mắt thấy đen kịt quỷ vụ muốn duy trì không được, tụ hồn bát phía trên bỗng nhiên hắc quang đại phóng, vô số đen kịt mặt quỷ di động hiện ra. Những này mặt quỷ nữ có nam có, trẻ có già có, nguyên một đám khuôn mặt dữ tợn, vặn vẹo thành các loại kỳ quái hình dạng, tựa hồ đang tại chịu đựng lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ. Trông chất, chính không biết có bao nhiêu. Vô số mặt quỷ vặn vẹo lên, không tiếng động mà tiếng SSI. Y ngắn, y ngắn, âm thanh lấy, hung dữ mà mở ra miệng rộng, hướng về lóe sáng hồ quang điện không chút khách khí mà thôn vệ bắt đầu đứng dậy. Vốn là vừa thô vừa to hồ quang điện, lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, sẽ cực kỳ nhanh thu nhỏ lại, bất quá một lát trong lúc đó, tự không cam lòng mà cuối cùng lóe lên một cái, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ha ha, tiểu bối, còn có cái gì tuyệt chiêu, đều xử đi ra, lại để cho lão nhân ra ta nhìn xem, chiêu chọc cái việc vui. Cái này hơn một nghìn năm, ngày ngày nhìn qua đều là tuyên bố rõ ràng lão quỷ cái này tấm mặt mo này, bổn tỏa đã sớm phiền thấu liễu tương đương. Uy Linh lão mà cười ha hả, tựa hồ đối với chính mình bảo vật, hết sức hài lòng. Tiêu phàm hừ lạnh một tiếng, trong đan điền, kim đan bỗng nhiên tránh sáng lên, một cổ màu đen sương mù, xa hơn so bình thường nhanh nhiều lắm tốc độ, tự lôi bằng trong trong nội đan liên tục không ngừng mà dũng mãnh vào kim đan trong. Từng đạo hồ quang điện, lần nữa ra hiện tại tiêu phàm 10 ngón trong lúc đó, cũng dùng so vừa rồi nhanh nhiều lắm tốc độ, nhanh chóng trở nên vừa thô vừa to vô cùng. Một tiếng cao vút ngao, bỗng nhiên ở phía trong tại mật thất trong chấn vang lên, một đầu ngân quang lóng lánh lôi bằng hư ảnh, tự tiêu phàm trong cơ thể sôi nổi ra, thiết mỏ lợi chảo, hai cánh chấn động, phóng lên trời, tựa như hướng về cực cao cực xa trời xanh thẳng bắn đi đây là cái gì ngân xí điêu huy linh lão ma kinh hãi bật thốt lên kinh hô cũng không trách huy linh lão ma mắt phụng về thật sự ngân dược lôi bằng loại này trời sinh thánh linh không nên ra như bây giờ hạ đẳng giới diện cho dù hơi một điểm ngân dược lôi bằng huyết mạch ngân xí điêu tại đây thế giới cũng là cực kỳ hiếm thấy linh cầm yêu thú trưởng thành ngân xí điêu hắn thần thông chút nào cũng không tại nguyên anh tu sĩ phía dưới ngân xí điêu pháp tướng hư ảnh làm sao sẽ tại tiêu phàm trong cơ thể xuất hiện. Khó trách cái này hậu xanh tiểu bối triệu lôi thuật, mang theo như vậy rõ ràng bạo ngược khí, hoang dã yêu thú khí tức như thế nồng hậu dày đặc, quả nhiên cùng linh cầm yêu thú tương quan. Không đợi huy linh lão mà nghĩ đến minh bạch, tiêu phàm một tiếng hét to, hai tay mãnh liệt dương lên, sớm đã tại hắn bàn tay ngưng tụ thành hai luồng lè lè tỏa sáng viên cầu lôi hồ, nhanh như tia chớp về phía trên bệ đá tụ hồn bát mãnh liệt đánh mà đi tất cả mọi người đồng loạt ngừng thở, ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng này hai đạo vừa thô vừa to lôi hồ. Tại đây dạng cuồng bạo lôi điện chi lực mãnh liệt đánh phía dưới, cho dù cái kia tụ hồn bát càng lợi hại, chỉ sợ cũng chống đỡ không nối a. À. Chương 704, Nguyên Thần Quái Tướng. Lôi cầu chưa đánh chúng tụ hồn bát, tụ hồn bát thượng liền hắc sáng lóng lánh, những kia có thể thôn phệ lôi điện mặt quỷ liền lần nữa tránh hiện ra, số lượng nhiều, vượt qua xa vừa rồi có thể so sánh, nguyên một đám hướng về phía đánh tới hồ quang điện khản giọng kêu to, nhe răng nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Thủy ấn quảng cáo khảo thí thủy ấn quảng cáo khảo thí. Oanh, vừa thô vừa to lôi cầu không hề trở ngại, hung hăng đánh tại tụ hồn bát thượng. Hồ quang điện xé rách, khói đen bốc lên. Vô số mặt quỷ tại trói mắt hồ quang điện phía dưới, không ngừng vặn vẹo, biến hình, hóa thành điểm một chút hắc khí, tán loạn ở vô hình. Bất quá trong nháy mắt, Tụ hồn bát liền gào thét một tiếng, khói đen tiêu tán đắt sạch sẽ, vô số mặt quỷ cũng không thấy tung tích. Đứng ở linh quan phục ma đại trận bên ngoài chính và ba người, chỉ cảm thấy trong phòng vẻ này kỳ hàn vô cùng âm khí, bỗng nhiên nhạt nhòa. Thậm chí còn trong tầng hầm ngầm vẻ lo lắng, tựa hồ cũng tan thành mây khói, ngọn đèn thoáng cái trở nên sáng lên. Tiêu phàm nhẹ nhàng thở dài khẩu khí. Cái này tụ hồn bát quả nhiên không hổ là linh cảm tông trí bảo một trong, thật sự khó đối phó. Một kiện không người khống chế vật chết, rõ ràng cũng cần hắn đem lôi điện chi lực kích phát đến 12 thành, mới có thể năng lực tạm thời áp chế xuống dưới. Giả sử cái này bảo vật có người vận dụng, dù cho đối phương cũng không phải nguyên anh tu sĩ, chỉ là cùng hắn kim đan kỳ tu vi, cái này chính là triệu lôi thuật ra lông, phải chăng có thể khắc chế được tụ hồn bát âm khí, thật đúng là khó mà nói. Hôm nay tụ hồn bát hộ thể chi lực bị áp chế, có nên không bất quá thôn vệ thần niệm năng lực. Tiêu phàm sắc mặt ngưng tụ muốn đem thần niệm chi lực thò ra chỉ nghe vèo mà một tiếng một đoàn bóng đen bỗng nhiên tự tụ hồn bát trong bắn ra tiêu phàm lắp bắp kinh hãi không cần suy nghĩ tay phải hư không dương lên một đạo mảnh khảnh hồ quang điện mãnh liệt hướng cái kia đoàn bóng đen thẳng bắn đi theo tụ hồn bát trong bay ra bóng đen mặc kệ là vật gì đều là phi thường nguy hiểm đích tiêu phàm tuyệt không dám xem thường chỉ là trong cơ thể cơ hồ toàn bộ lôi điện chi lực cũng đã tại vừa rồi kinh thiên nhất kích bên trong tiêu hao sạch sẽ, cái này một đạo vội vàng trong lúc đó thả ra hồ quang điện. Thật sự không có bao nhiêu uy lực. Thả ra hồ quang điện đồng thời, tiêu phàm thân thể lóe lên, tự tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Vậy mà thi triển ra phong độn thuật bên trong di hình đổi ảnh chi thuật, trong nháy mắt, tự thuấn di đến linh quan phục ma đại trận bên ngoài, trong tay ngọc bài dơ lên. Tùy thời chuẩn bị khởi động đại trận cấm chế chi lực. Điện quang thạch hỏa lập tức, cái này liên tiếp động tác cũng đã hoàn thành. Bên kia mái hiên, bóng đen trốn tránh không kịp, đã bị hồ quang điện đánh trúng, lập tức tự truyền ra uy linh lão ma gào thét như sấm tiếng giống giận dữ. Tiểu bối, người dám. Tiêu chân nhân, chậm đã. Cùng lúc đó, chính cũng gấp vội kêu lên. Kỳ thật không cần chính nhắc nhở, tiêu phàm cũng đã thấy rõ ràng, cái kia đoàn theo tụ hồn bát trong xuất hiện bóng đen, tựa hồ động tác cũng không bằng hà mẫn nhanh liền như vậy một đạo mảnh khảnh hồ quang điện đều trốn không thoát bị đánh vừa vặn lại nhìn kỹ lại rõ ràng là một thân ảnh chỉ có điều đạo nhân ảnh này bộ dáng rất quỷ dị thậm chí có hai cái đầu bốn điều cánh tay lại chỉ có một thân hình hai cái đùi phảng phất là một cái phát dục chưa từng hoàn toàn liên thể quái thai giờ phút này bóng đen bên phải cái kia khuôn mặt lỗ tràn đầy nổi giận ý bên trái gương mặt tắc chính là giống như cười mà không phải cười ẩn ẩn mang theo vẻ trào phúng, cười hắc hắc, nói ra, uy linh lão ma, cái này nếm đến lợi hại a. À. Nghe thanh âm, quả nhiên là tuyên bố rõ ràng chân quân. Tiêu phàm cơ hồ lập tức tự hiểu được, cái này đoàn bóng đen, nên vậy chính là tuyên bố rõ ràng chân quân cùng uy linh thượng nhân nguyên thần, đứng ở tụ hồn bát ở phía trong hơn nghìn năm, hai người nguyên thần chém gợi yêu ta ết lẫn nhau, sớm đã dối rắm làm một thể, lại cũng khó có thể tách ra. Lập tức tiêu phàm tâm thần ngưng tụ, cẩn thận bắt đầu đánh giá. Chỉ thấy cái này đạo bóng đen cùng người bình thường dáng người chiều cao không sai biệt lắm, nước sơn đen như mực, coi như cứng lại giống nhau. Tiêu Phàm rất rõ ràng, đây là bởi vì hai người nguyên thần đều đặc biệt cường đại, cứ việc đã tại tụ hồn bát ở phía trong trải qua ngàn năm tiêu hao, như trước so với người bình thường âm hồn muốn cứng lại rắn chắc nhiều lắm. Nguyên anh tu sĩ nguyên anh chi thân thể, cùng người bình thường linh hồn, tự nhiên là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Tiểu Bối người một cái kim đan kỳ nho nhỏ tu sĩ, dám dùng lôi điện chi thuật đối phó bổn thượng nhân, lá gan thật sao không nhỏ. Uy linh lão ma như trước gào thét như sấm. Hiển nhiên vừa rồi cái kia một đạo nho nhỏ hồ quang điện, tuy nhiên không đủ để đối với hắn tạo thành chính thức thương tổn, thực sự lại để cho hắn thật không tốt được. Chỉ thấy cái này lão ma nguyên thần lớn lên cũng tịnh không khó xem, mặc dù là linh thân thể thân thể, nhìn không rõ lắm, cũng có thể miễn cưỡng biện nhận ra, là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử, mày rậm mắt to, rất có uy nghiêm. Hơi nghiêng tuyên bố rõ ràng chân quân, tác chính là là một gã 6-70 tuổi lão niên đạo sĩ cách ăn mặc, đồng dạng tướng mạo uy mãnh khí thế khinh người. Tiêu phàm cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói ra, uy linh tiền bối, bất kể thế nào nói, người cũng là đã sống hơn một ngàn năm lão nhân gia. Ta cho rằng, tối thiểu nhất mới có thể đủ nhận rõ ràng tình thế dưới mắt như vậy cái hiện thực sự thật cục diện bày ở trước mặt của ngươi chẳng lẽ chỉ cần dựa vào nguyên anh tu sĩ như vậy một khối đại bài tử có thể tránh thoát mặt ngươi lâm tai họa ngập đầu sao tai họa ngập đầu hắc hắc tiểu bối miệng ngươi khí không nhỏ ngươi cho rằng dựa vào ngươi điểm này triệu lôi thuật tạm thời chế trụ tụ hồn bát tựu thật sự có diệt sát nguyên anh say sĩ nguyên thần năng lực đến sao uy linh thượng nhân lạnh lùng hỏi tiêu phàm nhàn nhạt, nhạt nói ra nếu như tiền bối là vừa vặn Nguyên Anh xuất khiếu, dùng Nguyên Anh tu sĩ đại thần thông, vãn bối đương nhiên không có cái kia năng lực có thể diệt gỡ yêu ta ít người nguyên thần. Bất quá hiện tại nha, trải qua cái này hơn nghìn năm tiêu hao, tiền bối tự nhận Nguyên Anh chi lực còn thừa lại bao nhiêu. Uy Linh lão ma, hừ, một tiếng, hung dữ mà nhìn thẳng tiêu phàm, lại không nói thêm gì nữa. Tuyên bố rõ ràng chân quân nhiều hứng thú mà đánh giá tiêu phàm, cười ha hả nói, tiêu tiểu hiếu, người thật sự không tệ, có năm đó thái hứng chân nhân phong thái. Đồng dạng tư văn nho nhã, đồng dạng trầm trọng đoan phương, bất quá người so với hắn nhiều vài phần sát phạt khí, càng đối với lão nhân gia ta khẩu vị. Đối với vị này Mao Sơn Tổ Sư, tiêu phàm tự không dám chậm trễ, vội vàng khẽ không người, kính cẩn nói, tuyên bố rõ ràng tiền bối khen chật rồi, dùng bổn môn Tổ Sư so sánh với, tiêu phàm tuyệt không dám nhận. Một mực giữ im lặng đàm hiên, bỗng nhiên mở miệng hỏi, tuyên bố rõ ràng tiền bối, ngài bái kiến chúng ta thái hứng tổ sư. Lão nhân ra ông ta như vậy được chưa? Tuyên bố rõ ràng chân quân không khỏi sướng sờ, nhìn đàm hiên liếc, nói ra tiểu nha đầu, lời này của ngươi nhưng hỏi đến lão nhân ra ta liếu tương đương. Thái hứng chân nhân năm đó thật là tốt đích, vô cực môn trưởng giáo chân nhân, chính đạo đứng đầu, lãnh tụ nguyên anh hậu kỳ đại thành cảnh giới, hãn hiếu địch thủ. Chỉ có điều dưới mắt đã qua hơn nghìn năm, cũng không biết hắn có phải là tiến gia hiểu linh kỳ. Còn lại lời mà nói, tuyên bố rõ ràng chân quân còn chưa nói hết, nhưng tất cả mọi người minh bạch ý của hắn. Tu sĩ không có đặt chân ngộ tiên cảnh giới thời điểm, thọ nguyên đều cũng có hạn đích, nguyên anh kỳ tu sĩ thọ nguyên trường đạt ngàn năm, đã muốn cực kỳ hiếm thấy. Nhưng chỉ cần không thể tiến vào ngộ linh kỳ, kết quả là rốt cục vẫn phải hóa thành bụi đất. Thái hứng chân nhân năm đó đã là nguyên anh hậu kỳ đại thành cảnh giới, cho dù thiên phú cao tới đâu, ít nhất cũng là ba bốn trăm tuổi, hôm nay hơn một nghìn năm đi qua nếu như không thể luôn cố gắng cho giỏi hơn lời mà nói chỉ sợ cũng đã hóa thành bụi đất liếu tương đương hắc hắc tuyên bố rõ ràng lão quỷ người tiểu lừa gạt tiểu hài tử chơi a à. năm đó không gian thông đạo sụp đổ thời điểm lý thái hứng cái kia lão bất tử ra hỏa đúng vậy dẫn của bọn hắn vô cực môn một đại bang tử người cho chính đạo liên minh cái kia chút hít ngụy quân tử cản phía sau hai ta thấy thanh thanh sở sở vô cực môn đám kia ra hỏa tiến vào không gian thông đạo không lâu, thông đạo tự triệt để sụp đổ liễu tương đương. Không gian thông đạo đáng sợ, không cần phải ta nói với người A. À. Không chỉ nói Lý Thái Hưng cái kia lão bất tử còn không phải ngộ linh tu sĩ, cho dù hắn đã muốn đặt chân ngộ linh kỳ, nhô lên cao gian thông đạo sụp đổ thời điểm, hắn cũng tuyệt đối không thể có thể sống đắc xuống. Uy Linh Thượng Nhân ở một bên rất khinh thường nói. Cái gì? Đến lúc này, tiêu phàm và ba người đều đều quá sợ hãi. Tuyên bố rõ ràng tiền bối, cái này có thật không vậy?" Đàm Hiên cấp cấp hỏi. Mặc dù nói, Thái hứng chân nhân là hơn nghìn năm trước tiền bối tổ sư, cùng bọn họ thế hệ này vô cực đệ tử cũng không có trực tiếp liên quan, nhưng ở uy linh thượng nhân trong miệng nghe thế chính là hình thức miêu tả, thân là vô cực đệ tử, như trước vẫn cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn phía tuyên bố rõ ràng chân quân. Tuyên bố rõ ràng chân quân trầm mặc một lát, liền thở dài một tiếng nói ra, đã có có chuyện như vậy. Bất quá không gian kia thông đạo sụp đổ thời điểm, thái hứng chân nhân bọn hắn đã muốn tiến vào thông đạo tốt một hồi, hẳn là an toàn không việc gì đích. Bình yên vô sự cái rắm, không gian kia thông đạo, ta và ngươi lại không phải là không có đi vào, cái đó một lần truyền tống, không phải cần gần nửa canh giờ. Bọn hắn mới đi vào không đến lượt hai khắc chung, không gian thông đạo tựu sụp đổ rồi, trừ phi là thiên giới đại la kim tiên mới có thể sống đắc xuống uy linh lão ma hung dữ nói. Tiêu phàm trầm mặc sau nửa ngày, trầm giọng hỏi, tuyên bố rõ ràng tiền bối, năm đó các ngươi vì cái gì không đi. Tuyên bố rõ ràng chân quân cười khổ nói, ta lại là muốn đi ấy nhỉ, không phải là bị người này triền trụ sao. Tất cả mọi người muốn đổi tại không gian thông đạo sụp đổ trước kia rời đi trung thổ thế giới, đi trước thoi ma giới tị nạn. Cái này lão ma dây dưa không ngớt, kết quả ai cũng đi không xong. Phi, uy linh lão ma nặng nề gắt một cái, đầy ngập phẫn nội ý. Như vậy đổi trắng thay đen sự tình, thiếu thiệt thòi, người nói được ra khẩu. Năm đó lão tử rõ ràng có cơ hội đi được rơi đích, đều là người cái này lão quỷ gắt gao cuốn lấy bổn tọa. Người năm đó nếu không nổi điên, hai ta bây giờ nói bất định còn sống đắc hảo hảo đích, thời gian làm dịu đắc vô cùng. Hắc hắc, uy linh lão ma, người là ma tu, trừ ma vệ đạo là ta phái mau sơn giáo quy. Bản chân quân đương nhiên muốn cuốn lấy ngươi, chẳng lẽ cho người thoải mái nhàn nhã mà chạy trốn, nữa thôi ma giới tai họa người khác. Tuyên bố rõ ràng chân quân đối với uy linh lão ma, chỉ trích cũng tịnh không phủ nhận, cười hắc hắc, tự thừa nhận xuống. Hơn nữa, lão ma đầu, năm đó nếu không ta đem ngươi ở lại đây tụ hồn bát trong, cái này hơn một nghìn năm đi qua, Người đã sớm chết đắc không thể chết lại liễu tương đương. Hẳn là dùng tư chất của ngươi, Người còn muốn tiến giai ngộ linh kỳ không được. Lại nói tiếp, người còn muốn hảo hảo cảm ơn bản chân quân mới được là. Vị này tuyên bố rõ ràng chân quân, xem ra là cái nhạc thiên phái, cứ việc dưới mắt thế cục đã muốn không xong thành bộ dáng như vậy, lại không chút phật lòng, thậm chí còn điều khản uy linh lão ma một bà. Người cái này tặc tư điều. Uy linh lão ma tức giận đến nổi trận lôi đình, mở ra miệng rộng, mãnh liệt hướng tuyên bố rõ ràng chân quân đáp tới. Tuyên bố rõ ràng chân quân cũng không yếu thế, há mồm tựu cắn, hai vị nguyên anh kỳ cao nhân nguyên thần, cứ như vậy hào chướng tai gai mắt mà đại chiến, lập tức khói đen cuồn cuộn, loạn cả một đoàn. chương 705, roi lôi điện. Tiêu phàm bọn người mắt to chừng đôi mắt nhỏ, đều có điểm không biết làm sao. Dù sao tình hình như vậy, bọn hắn trước kia không chỉ nói chưa bao giờ thấy qua, coi như là nghe đều không có nghe nói qua. Tuyên bố rõ ràng chân quân cùng uy linh lão ma nguyên thần dây dưa cùng một chỗ, tiêu phàm triệu lôi thuật, cũng không dám tùy tiện ra tay. Bất quá trong khoảng khắc, tiêu phàm liền lập tức ý thức được, đây cũng là một cái quan sát bọn hắn cơ hội thật tốt. Vừa rồi tiêu phàm hao hết lôi điện chi lực đem tụ hồn bát ngăn trận, tự là muốn dùng thần niệm hảo hảo điều tra thoáng một tí, nhìn xem hai vị này nguyên thần, rốt cuộc là ở vào một cái dạng gì tình huống, phải chăng có biện pháp đưa bọn chúng tách ra. Trở ngại tụ hồn bát có thôn vệ thần niệm năng lực, tiêu phàm cũng không dám tùy tiện đem thần niệm chi lực tham tiến bát trung đi. Lập tức tiêu phàm sắc mặt ngưng tụ, thần niệm chi lực lặng yên không một tiếng động mà dò xét đi ra ngoài. Tại thần niệm dò xét phía dưới, trước mắt tình hình lập tức phải biến đổi. Tại đoàn người xem ra hai luồng bóng đen hỗn chiến, thoáng cái trở nên phân biệt rõ ràng, là một đoàn kim quang cùng một đoàn lục mang kịch liệt giao chiến. Kim quang là tuyên bố rõ ràng chân quân nguyên thần phát ra đích, mà lục mang tác chính là phát ra từ uy linh lão ma, hai người chẳng những nhan sắc bất đồng, hơn nữa khí tức đoạn bất tương tiêu phàm âm thầm thở phào một cái. Chỉ cần là như vậy lời nói, đem hai hắn nguyên thần tách ra, vẫn có cơ hội. Bất quá thần niệm xuống chút nữa tìm tòi, tiêu phàm lại hít một hơi hơi lạnh. Tự phần eo phía dưới, kim quang cùng lục mang liền hoàn toàn dối rắm ở cùng một chỗ, trong người có ta, trong ta có ngươi rất khó được chia tinh tường. Hừ hừ, tiểu bối, xem đủ rồi a à. có bản lĩnh người đem chúng ta tách ra, đem bả lão bất tử kia tặc tư điều cứu ra đi. Đang lúc tiêu phàm tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ chi tế, uy linh lão ma tiếng cười lạnh lần nữa vang lên. Vốn là cắn xé thành một đoàn hai người nguyên thần, cũng đã tách ra. Uy linh lão ma nguyên thần biến thành trung niên nam tử, lạnh lùng mà nhìn qua tiêu phàm, mặt mũi tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường ý. Muốn nói dùng tiêu phàm vừa bước vào kim đan trung kỳ tu vi, ngay cảnh giới đều chưa từng vững chắc, muốn tiêu diệt gợi yêu ta ít bọn hắn sớm đã suy yếu không chịu nổi nguyên thần, thật cũng không là rất khó khăn. Nhưng muốn đưa bọn chúng dối rắm cùng một chỗ nguyên thần tách ra, diệt sát hắn uy linh lão ma, không tổn thương tuyên bố rõ ràng chân quân mảy may, uy linh thượng nhân nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng. Cái kia tuyệt đối không thể có thể. Coi như là nguyên anh kỳ tu sĩ ở chỗ này, sợ cũng không có bổn sự này. Tiêu phàm nhàn nhạt, nhạt mà nhìn hắn một cái, hướng về hơi nghiêng tuyên bố rõ ràng chân quân nhẹ nhàng khẽ không người, cao giọng nói ra tuyên bố rõ ràng tiền bối, vãn bối muốn thử một lần. Nhưng không dối gạt tiền bối nói, vãn bối xác thực không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Tuyên bố rõ ràng chân quân ha ha cười một tiếng, nói ra, không có sao, người cứ việc thử. Năm đó ta ngăn lại cái này lão ma, đã sớm tồn tại cùng hắn đồng quy vô tận tâm tư. Hôm nay nguyên thần sống lâu hơn một nghìn năm, đó là kiếm được rồi. Cùng lắm thì vẫn là cùng hắn đồng quy vô tận, có cái gì phải sợ đích tuyên bố rõ ràng chân quân quả nhiên là anh hùng khí khái. Lão quỷ, người điên rồi sao? Thật sự muốn tan thành mây khói. Uy linh thượng nhân nhịn không được giống giận bắt đầu đứng dậy, mặt mũi tràn đầy chán nản vẻ. Người phải biết rằng, hôm nay trung thổ thế giới, linh khí đã muốn dần dần khôi phục, tiếp qua chút ít năm, những kia ẩn nấp không xuất ra đẳng cấp cao tu sĩ, đều ào ào xuất hiện. Chỉ cần chúng ta những kia ngày xưa cùng giai hảo hiếu, trùng hợp còn có một còn sống, tự có biện pháp đem chúng ta tách ra đến lúc đó ngươi là ta và ngươi là ta đường ai nấy đi nước giếng không phạm nước sông chẳng phải là so đồng quy vu tận tốt hiển nhiên tiêu phàm thật sự ý định liều lĩnh động thủ tuyên bố rõ ràng chân quân cũng một bộ vui vẻ chịu đựng bộ giảng cái này lão ma giả bộ không được nữa thẹn quá hóa giận mà kêu to lên hắc hắc lão ma sợ sao ta cũng không như ngươi vậy sợ chết ở đằng kia tối om tụ hồn bát ở phía trong chờ đợi hơn một nghìn năm, nguồn gốc quân đã sớm nhảm chán liễu tương đương. Lôi kéo người cùng một chỗ, cho dù chết cũng có đệm lưng đích. Hừ hừ, lão quỷ, người cho dù không vì mình suy nghĩ, cũng vì những này hậu bối ngẫm lại. Cái này hậu bối, là các người mau sơn mạnh nhất đệ tử A. Nói xong, uy linh lão ma hướng chính nhìn lại, người xem xem, hắn mới bất quá là cái chúc cơ hậu kỳ tu sĩ mà thôi. Cùng cái này họ tiêu vô cực môn truyền nhân, kém cách xa vạn dặm, người tự không muốn đem người cái kia một thân bổn sự đều truyền xuống. chỉ cần ngươi đáp ứng ta những lời này, ta liền cho không ngăn cản ngươi hướng bọn hắn truyền thụ bổn sự. uy linh lão ma xem ra là thật sự nóng nảy mắt, bắt đầu châm ngòi ly rán. tiêu phàm bọn hắn lại hiểu được, vì cái gì tuyên bố rõ ràng chân quân không có thể đem định thân phù cùng chân nguyên phù như vậy tuyệt học truyền cho chính, không ngờ như thế vẫn luôn là uy linh lão ma tại quấy rối. Tuy nhiên không biết cái này lão ma là như thế nào quấy rối đích, nhưng hắn lưỡng nguyên thần tan ra làm một thể. Uy linh lão ma có chủ tâm muốn trở ngại tuyên bố rõ ràng chân quân truyền pháp, chắc hẳn tự có biện pháp. Tuyên bố rõ ràng chân quân ha ha cười một tiếng, nói ra, lão ma, như thế ngây thơ châm ngòi ly rán, người cũng không biết xấu hổ thi triển đi ra. Quả nhiên là xem thường thiên hạ anh hùng, tiêu tiểu hiểu, không cần quản hắn khỉ gió, cứ việc thử. Lão quỷ, a -Hát uy linh lão ma còn muốn nói gì nữa, trước mắt hồ quang điện lóe lên, không khỏi khàn giọng kêu to lên. Tiêu phàm đã muốn lần nữa tế lên triệu lôi thuật, không chút khách khí mà cho hắn một ra hỏa, mảnh khảnh ngân sắc hồ quang điện, chuẩn xác vô cùng mà đánh trúng uy linh lão ma đầu, lão ma khuôn mặt lập tức vặn vẹo bắt đầu đứng dậy, hắc khí cuồn cuộn, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Cùng lúc đó, tuyên bố rõ ràng chân quân cũng là một tiếng buồn bực, hư, nửa người trên cùng uy linh lão ma đồng dạng, vặn vẹo không thôi, mặt mũi tràn đầy thống khổ ý. Tiêu phàm thả ra hồ quang điện thời điểm, sớm đã vận khởi thiên nhãn thần thông, thiên nhãn thần thông nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy hồ quang điện tuy nhiên đánh chúng chính là uy linh lão ma đầu, lại nhanh chóng vô cùng mà thông qua hai người phần eo phía dưới dây dưa cùng một chỗ bộ vị, truyền đến tuyên bố rõ ràng chân quân linh thân thể phía trên. Nhìn về phía trên, tuyên bố rõ ràng chân quân thần sắc, tựa hồ sau uy linh lão ma còn muốn thống khổ, tiêu phàm ngón tay vừa thu lại, chặt đứt hồ quang điện. Khơi khoảnh, tuyên bố rõ ràng chân quân mới lên tiếng, tiêu tiểu hiếu, người cái này triệu lôi thuật, hẳn không phải là vô cực truyền thừa A. À. Tựa hồ mang theo không kém hoang dã khí tức. Tiêu phàm vội vàng đáp, tuyên bố rõ ràng tiền bối tuệ nhãn như đuốc, đây quả thật là không phải vô cực truyền thừa, mà là vãn bối bởi vì cơ duyên xảo hợp, được từ yêu linh chi lực. Yêu linh chi lực, ha ha, ha ha ha. Tuyên bố rõ ràng chân quân chưa trả lời, uy linh lão ma đã muốn cười ha hả, tựa hồ thật dài thở phào một cái, trong nội tâm tảng đá lớn rơi xuống mà. Hắn là ma tu, khó trách cái này được từ yêu linh chi lực triệu lôi thuật, đối với tuyên bố rõ ràng chân quân tạo thành thương tổn vẫn còn tại hắn phía trên. Chỉ cần tiêu phàm sợ ném chuột vỡ bình, ít nhất hắn tạm thời chính là an toàn đích. Về phần ngày sau như thế nào, hắn hiện nay cũng đã rơi xuống như vậy ruộng đồng, lại ở đâu có thể suy nghĩ đắc xa như vậy. Thì ra là thế, khó trách, nếu như là thái ất thần lôi hoặc là hạo dương thần lôi, cái này lão ma tựu cười không nổi liễu tương đương. Tiêu phạm ánh mắt lóe lên, hỏi tuyên bố rõ ràng tiền bối, có phải là có trí dương lôi điện, có thể trọng thương ma tu, đem tiền bối cùng uy linh thượng nhân nguyên thần chia lìa ra. Tuyên bố rõ ràng chân quân nói ra, trên lý luận là có chuyện như vậy, nhưng cái này cũng phải nhìn thi thuật giả công lực như thế nào. Nếu như tiêu tiểu hữu là nguyên anh kỳ tu sĩ, lại có thể ngưng tụ trí dương lôi điện chi lực như vậy xác thực có thể đem hai người chúng ta nguyên thần tách ra uy linh lão ma cười lạnh liên tục nói ra nghe được sao tiểu bối ngươi hay là trước trở về tu luyện mấy trăm năm nói sau chờ ngươi có nguyên anh kỳ tu vi lại tới nơi này diếu võ dương oai a tiêu phàm nhìn hắn liếc bình tĩnh nói uy linh tiền bối chỉ sợ ngươi cao hứng đắc quá sớm điểm nói xong cử động tay khẽ vẫy Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tầng hầm ngầm đỉnh bỗng nhiên phá vỡ một cái động lớn, một đạo kim sắc tia chớp, kích xạ mà hạ, nặng nề oanh kích tại Huy Linh lão ma đỉnh đầu. Huy Linh lão ma kêu thảm một tiếng, linh thân thể khói đen bốc lên, lại có ti ti từng sợi xương mù tại theo màu vàng tia chớp mà biến mất vô tung. Tiểu Bối, đây là vật gì? roi Lôi Điện, tuyên bố rõ ràng lão quỷ roi Lôi Điện, điều này sao có thể? Lập tức, Huy Linh lão ma kêu to lên, thanh âm khản giọng tràn đầy không dám tin ý. Cái kia đạo kim sắc tia chớp, giờ phút này đã muốn biến trở về thành một đầu kim lóng lánh roi lôi điện, lơ lửng tại hai người nguyên thần chi thân thể đỉnh đầu, chậm rãi xoay tròn, tản ra cực kỳ cường đại uy áp. Nhìn xem cái này đầu roi lôi điện, tuyên bố rõ ràng chân quân mình cũng có chút chố mắt, hơi khoảnh, mới vừa cười vừa nói, cái này roi lôi điện xác thực là ta năm đó sử dụng binh khí, đã nhiều năm như vậy, ta còn tưởng rằng đã sớm biến mất không thấy. Tiêu tiểu hữu người ở đâu ở phía trong tìm được hay sao? Tiêu phàm mỉm cười, nói ra cái này đầu roi lôi điện tự tại cảnh trên vương linh quan tượng nặn trong tay. Linh quan phục ma đại trận trấn áp chi lực, có một bộ phận tựu đến từ chính tiền bối năm đó cái này thần binh. Đã tiền bối nói, thái ất thần lôi cùng hảo dương thần lôi các loại. Chí dương thần lôi, có thể càn quét ma đạo quỷ tu, vãn bối đã nghĩ đem cái này roi lôi điện mượn tới dùng một lát. Cái này roi lôi điện là tiền bối năm đó binh khí, Phản bối cho rằng thần binh thông linh, cái này roi lôi điện lôi điện chi lực chắc hẳn sẽ không đả thương hại đến tiền bối bản thân liễu tương đương. Nói xong liền liếc uy linh lão ma linh thân thể liếc. Mặc dù là nguyên thần chi thân thể uy linh lão ma giờ phút này cũng đã lộ ra sợ hãi đến cực điểm thần sắc, gắt gao nhìn thẳng đỉnh đầu kim lóng lánh roi lôi điện, toàn thân khói đen không ngừng quay cuồng, cho thấy đắc thập phần sợ hãi. Chính nhưng lại vừa mừng vừa sợ, lại có chút hít hổ thẹn vội vàng hỏi, tổ sư, cái này roi lôi điện thật có thể phân biệt địch ta sao? Thứ cho đệ tử ngu dốt lúc trước vậy mà không rõ ảo diệu bên trong. Cái này roi lôi điện an trí tại thanh hư quan linh quan điện đã muốn tốt mấy trăm năm, chính nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cái này roi lôi điện mới được là đối phó uy linh lão ma mấu chốt. Tuyên bố rõ ràng chân quân cười cười, nói ra chính, người cũng không muốn ảo não, người công lực chưa đầy, cho dù biết rõ chuyện này, cũng khu không nhúc nhích được roi lôi điện phá không mở tụ hồn bát phòng hộ, người cũng không biết ta cùng uy linh lão ma trong lúc đó, rốt cuộc là như thế nào một loại tình hình. Tu chân thế giới, thực lực phi tôn, điểm này, đúng vậy nửa phần đều qua loa không được đích. Vâng, đệ tử cần thụ giáo. Chính thật sâu kho người chào, kính cẩn vô cùng nói. Tuyên bố rõ ràng chân quân ha ha cười một tiếng, đối với tiêu phàm nói ra, tiêu tiểu hữu người động thủ đi. Trong cơ thể người lôi điện chi lực tuy nhiên mang theo yêu linh khí thức, nhưng trải qua ta đây do lôi điện chuyển hóa, nên vậy đối với ta không có cái gì đáng ngại. Tuy nhiên vẫn không thể cam đoan không sơ hở tí nào, thực sự hoàn toàn đáng giá thử một lần. Vâng, vãn bối tuân mệnh. Tiêu phàm cũng là khẽ không người, cung kính thanh âm. Tiêu chân nhân, chậm đã. Ngay tại tiêu phàm nhấc tay vừa nhấc muốn đem lôi điện chi lực rót vào đỉnh đầu roi lôi điện bên trong, uy linh lão ma rốt cục phục hồi tinh thần lại, vội vội vàng vàng kêu to một tiếng mắt thấy vẫn lạc họa ngay tại trước mắt, cái này lão ma rốt cục đem tất cả ngạo khí đều thu vào. Lúc trước luôn mồm, tiểu bối, trong nháy mắt, tự biến thành tiêu chân nhân. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 705